Đao kiếm thần hoàng chương 1171, tên của ta gọi là Đinh Hạo, hạ. Cường giả cảnh giới võ thánh cảnh không thể đỡ một kích của Đinh Hạo, có người hét to. Là kiếm ý, người đó lộ biểu tình kinh hoàng, cuối cùng nhớ ra điều gì. Chỉ có lực lượng công kích cực độ kiếm đạo mới có hiệu quả như vậy, một kiếm phá vạn pháp, cực cảnh của kiếm chính là kiếm ý. Lực lượng kiếm ý có thể nói là vô địch không gì không phá nổi. Nghe nói tu luyện kiếm ý đến đỉnh cao thì có thể thực hiện nhất kiếm phá vạn pháp, mặc cho ngươi có ngàn vạn tuyệt kỹ thần thông, ta một kiếm phá. Mặc cho ngươi có phòng ngự, thần khí kiên cố cỡ nào khó thể ngăn cản một nhát kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý là trung cực của kiếm giả, nhưng chuyện tốt này chỉ gặp chứ không thể cầu được, nhiều thiên tài tuyệt thế chưa chắc có thể lĩnh ngộ kiếm ý, 10 năm trước Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng được gọi là kiếm khách số một đại lục phương Đông cũng chưa lĩnh ngộ được lực lượng cực cảnh kiếm đạo, luôn thấy tiếc nuối vì thế, một cường giả kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý có thể giết ngay đối thủ cùng đẳng cấp. Thanh niên áo xanh như ngọc trước mắt bọn họ cảnh giới mới chỉ có nhị khiếu võ thánh cảnh, thúc phát lực lượng kiếm ý cực kỳ cường đại kiếm khí kiếm ý giăng đầy không trung động một cái là có thể giết ngay đám người đinh sát mười cường giả võ thánh cảnh sợ teo tim giây lát sau đã có sáu cường giả võ thánh cảnh chết còn lại bốn người trắng bệch không dám chiến đấu xoay người bỏ chạy ngay đây không phải chiến đấu mà là chịu chết kiếm ý vô hình không gì đỡ nổi bốn cường giả võ thánh cảnh không có năng lực đó kiếm ý đã phá hủy đấu chí của bọn họ đinh sát tức giận quát phế vật đồ vô dụng mặc kệ ngươi là ai tối nay phải chết nếu nguyên mẫu tinh khoáng xuất hiện trước mặt ta thì không thể có chủ nhân thứ hai, đinh sát bước ra một bước, sau lưng có ảo ảnh thần hoàng hiện ra. Lực lượng hùng vĩ phát ra từ cơ thể đinh sát, như chúa tể nhìn xuống trần gian, đinh sát quát to. Lực lượng kiếm ý gì tan tác cho ta, đinh sát đánh ra một đấm, ảo ảnh thần hoàng sau lưng đinh sát cũng tung nắm đấm, đinh hạo cười to, bước ra một bước, ngón tay như kiếm vẽ không trung. Cánh tay đinh hạo hầu như biến thành kiếm bén, kiếm ý kiếm khí đốt cháy hừng hực rẻ hư không, ầm 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 ầm, kiếm khí kiếm ý lửa và ảo ảnh thần hoàng va chạm hai bên đều tan tác đinh sát cười to bảo ha 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 đây chính là kiếm ý nhất kiếm phá vạn pháp sao có vẻ tu vi của ngươi còn kém rất xa rất nhanh ngươi sẽ biết đinh hạo siết chặt tay hắn biến thành kiếm bén tuyệt thế sau lưng hiện ra bốn ảo ảnh kiếm khí kiếm ý hoặc lạnh hoặc nóng hoặc trực cháy hoặc đóng băng đại biểu cho bốn lực lượng kiếm ý xuân hạ thu đông vù 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 bốn kiếm ý kiếm khí đều xuất hiện giống như khổng tước xuề đuôi đinh hạo cúi đầu thoáng chốc kiếm ý bắn ra ầm 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 ảo ảnh thần hoàng giơ nắm đấm to thoáng chốc bị bốn kiếm ý bắn thủng đôi tay ảo thành thần hoàng vụt tắt biến mất đinh sát học búng máu phục đinh sát văng ra ngoài thần điện hạ còn lại bốn cường giả thánh nhân cảnh giật nảy mình vội ra tay cứu giúp trong đó có hai người không tiếc dùng xác thịt ngăn cản đinh hạo công kích đinh hạo dừng bước giống như sát thần đinh sát cho ngươi cơ hội công bình đấu đừng để huyết mạch đinh gia trong người mất mặt bốn loại kiếm ý kiếm khí xuân hạ thu đông quanh quẩn sau lưng đinh hạo bốn loại ánh sáng xanh biếc đỏ thẩm hoàng kim bạc trắng chớp lóe đinh hạo như thần linh giáng thế có loại khí thế nhìn xuống thiên địa đinh hạo không ra tay với cường giả thánh nhân cảnh lần này bế quan đinh hạo đã hiểu đạo của mình giúp đỡ hai lão quái vật kiếm tổ đao tổ vào thế giới thanh kiếm rỉ xét ma đao đen tàn phá rèn luyện thần thức cứng cỏi cảm ngộ kiếm ý và đao ý tăng thêm một bậc lúc này đinh hạo thi triển lực lượng kiếm ý hầu như giết ngay bất cứ cường giả nào dưới cảnh giới thánh nhân cảnh đây là chỗ biến thái của sông mạch nhị khiếu thánh nhân cảnh phi ngươi là ai xứng khiêu chiến với ta sao đinh sát nổi cùng, tay chọc hư không hai tay cầm hai thanh trường kiếm đỏ như máu giống chất lỏng chảy xuôi toát ra hơi thở kỳ dị song hướng đinh hạo ảo ảnh thần hoàng sau lưng đinh sát lại hiện ra nó như hóa thân của gã hai tay cầm hai thanh thần kiếm khí diễm ngập trời đinh hạo di chuyển bước chân ảo ảnh di hình không ngừng đổi vị trí mỗi khi đinh hạo chấp lóe một lần là sẽ có bốn kiếm ý xuân hạ thu đông điên cùng bắn ra kiếm ý sắc bén ập xuống chém nát hư không đinh sát hét to phá cho ta thần kiếm chất lỏng đỏ rực kỳ dị vung lên kiếm khí kiếm ý tới gần người đinh sát đều bị chém nát đây là bởi vì lực lượng kiếm ý của ta chưa đến cảnh giới viên mãn đinh hạo hiểu rằng hắn lĩnh ngộ kiếm ý chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu nên không thể làm được nhất kiếm phá vạn pháp nhưng thần kiếm chất lỏng đỏ như máu trong tay đinh sát cũng có điểm thần diệu đinh sát vung kiếm lên ảo ảnh thần hoàng sau lưng gã cũng vung thần kiếm như một đinh sát khác kiếm khí sắc bén cũng khiếp phủ xuống đầu đinh hạo vù 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 ảo ảnh thần kiếm vụt qua đinh hạo né tránh một lũ tóc dài bên tai bị chém đứt bay trong không trung đinh sát cười to bảo ha 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 lực lượng kiếm ý buồn cười gì đó ở trước mặt thần vương thánh thể ta đây không chịu nổi một đích vẻ mặt đinh sát cuồng ngạo tóc đen bay phất phới đinh sát cười ha hả khinh thường nói thứ không biết sống chết muốn gài bẫy giết ta quá ngu ngốc cho dù ngươi là đinh hạo đó thì sao mười năm trước phụ thân ta giết phụ tử các ngươi một lần thì đinh sát ta hôm nay vẫn có thể giết ngươi đinh hạo không ngừng đổi vị trí dùng kiếm ý xuân hạ thu đông phản kích trong cơ thể đinh sát chảy dòng máu thần vương thánh thể là thể chất huyết mạch cực kỳ cổ xưa có ảo diệu vô cùng lực lượng huyết mạch thúc giục đến mức tận cùng có thể mượn lực lượng thần vương thời viễn cổ gần như vô địch mạch đinh thị có nhiều thể huyết mạch đỉnh cao cũng là tiền vốn cho thần đình phương đông thống trị đại lục phương đông bao nhiêu năm nay đinh hạo quan sát kỹ càng ảo diệu của thần vương thánh thể đinh hạo thậm chí vận chuyển thiên nhãn võ đạo thúc giục lực lượng quả cầu ánh sáng vàng trong thức hải một con mắt dựng đứng tách ra giữa tráng đinh hạo thần quang vàng bắn ra bao phủ đinh sát a à, đó là đinh hạo thấy đang điền trong cơ thể đinh sát có thân hình hùng vĩ nguy nga như sáng thế thần cho người cảm giác có ma thần sáng tạo thế giới mới trong đan điền ẩn chứa lực lượng hỗn độn đây là căn nguyên bí ẩn của thần vương thánh thể sao trong đan điền có lực lượng huyết mạch diễn hóa ảo ảnh của thần kích phát ra ngoài người hình thành ảo ảnh to lớn phát huy lực lượng thần vương đúng là rất kỳ diệu thể chất huyết mạch hiếm thấy đinh sát khai cuộc thể chất chưa đến đỉnh ảo ảnh ma thần trong đan điền mơ hồ mặt mũi không rõ ràng cách đại thành còn rất xa vù 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 ảo ảnh ma thần liên tục chém thần kiếm một miếng vải áo của đinh hạo rách ra đinh sát chủ thủ ảo ảnh ma thần chủ công phối hợp hoàng mỹ đinh hạo như đối mặt hai địch thủ khủng bố trong phút chốc kiếm khí kiếm ý xuân hạ thu đông không thể phá tan phòng ngự của đinh sát đinh sát nghe răng cười nói ha 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 ha, ha. Dù ngươi là Đinh Hạo kia thì sao? Phế vật đúng là phế vật, muốn chứng minh cái gì sao? Phụ thân trốn tội của ngươi rất nhanh sẽ chết, ngươi xuống địa ngục trước chờ hắn đi, Đinh Sát rất là cuồng, từ nhỏ Đinh Sát đã nặng tính giết chóc, đánh nhau với người hở chút là chết hoặc bị thương. Đinh Sát làm người máu lạnh vô tình nên mới có tên Sát, là kẻ hiếu sát nổi tiếng trong thiên tài thế hệ trẻ thần đình phương đông, ngươi nên chết, đầu chân mày Đinh Hạo lóe ánh sáng lạnh, Đinh Sát liên tục nhục nhã Đinh Thánh Thán làm Đinh Hạo nổi sát khí, Đinh Hạo búng ngón tay một cây trường kiếm vàng nhạt sắc bén nằm trong tay hắn cổ tay đinh hạo rung lên bốn kiếm khí kiếm ý chém nát hư không đinh sát biến sắc mặt nói thiên sát thần kiếm trong tay đinh hạo cầm thiên sát thần kiếm thần binh nổi tiếng của thập thần tử đinh sát hiểu ngay nhiều chuyện thì ra người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thay đổi chiến cuộc thập vạn đại sơn mạch chính là đinh hạo phát hiện này khiến đinh sát giật mình không đó thập thần tử là cảnh giới bán thần đều suýt chết trong tay đinh hạo đánh mất thần binh nổi tiếng của mình nói vậy là đinh hạo chưa dốc hết sức ầm 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 thần kiếm ảo ảnh thần vương bị kiếm ý kiếm khí đánh nát dùng thiên sát thần kiếm kích phát ra kiếm ý kiếm khí mạnh hơn lúc đinh hạo tay không gấp mấy chục lần kiếm ý xẹt qua hư không cắt đứt mọi thứ dù là ảo ảnh thần vương cũng không ngăn được bùm 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 thần kiếm chất lỏng đỏ trong tay đinh sát cũng bị đánh nát vài lũ kiếm khí cắt qua người gã máu phun ra đinh sát bị thương đinh hạo được thế không tha người thiên sát thần kiếm nằm trong tay hắn như vật sống kiếm quan phun ra nuốt vào từng đợt kiếm khí kiếm ý liên tục bắn ra nuốt thiên địa kiếm ý đầy trời làm người ta tuyệt vọng đinh sát điên cuồng rống to a a a a mặt đinh sát dữ tợn như mảnh thú thần kiếm chất lỏng đỏ sau khi vỡ lại phục hồi như cũ giống kim loại ký ức tụ thành hình ngăn cản đinh hạo công kích ảo ảnh thần vương sau lưng đinh sát không còn sức công kích đành biến thành ảo ảnh thần kiếm phòng ngự vù 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 kiếm ý kiếm khí xé gió thần kiếm chất lỏng đỏ và ảo ảnh thần kiếm không ngừng bị chém nát vụn từng đợt kiếm ý xẹt qua người đinh sát chớp mắt thiên tài thần đình phương đông đinh sát có thần vương thành thể toàn thân như bị lăn trì mình đầy vết thương cơ thể đinh sát đẫm máu rơi vào đường cùng tuy đinh sát có thể huyết mạch nhưng dù gì còn trẻ thành thể chưa đến cảnh giới đại thành tu vi chỉ mới thánh nhân cảnh đại viên mãn chưa vào thần cảnh tuy đinh sát nhờ vào lực lượng huyết mạch thể chất đạt đến lực công kích bán thần nhưng rốt cuộc không phải thần cảnh dù là kinh nghiệm chiến đấu hay công kích đối với đinh hạo song mạch võ thánh cảnh hết sức bùng nổ đinh sát liền rơi vào thế yếu phục 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 đinh sát phun búng máu ra Đinh sát hoàn toàn bị Đinh Hạo đánh bại, lúc trước cuồng ngạo bây giờ trông như trò cười. Trái ngược trong giây lát làm Đinh sát nhận ra gã không phải đối thủ của thanh niên áo xanh như Ngọc tự xưng là Đinh Hạo, lực lượng kiếm ý đáng sợ phá hỏng cơ thể Đinh sát. A, à. phục. Đinh sát liên tục hộc ra máu, người lão đảo không đứng vững. Bảo vệ Điện Hà, cao thủ bên ngoài Thạch Phong trông thấy hình ảnh này đều điên cuồng xông lên công kích Đinh Hạo. Đinh Hạo đứng yên tại chỗ chờ đám cường giả, cao thủ Thần Đình Phương Đông tới gần thì ngón tay vuốt nhẹ Thiên Sát Thần Kiếm thân kiếm tỏa sáng rực rỡ từng luồng sáng kiếm ý bắn ra từ ngón tay hắn bùng 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 máu phun ra xương trắng tung tóe mấy chục cường giả cao thủ thần đình phương đông bị giết ngay lập tức bọn họ đều là kẻ trung thành thân tín của đinh sát là phe đối địch không chết không ngừng với phe phụ thân giữ lại chúng không chừng sẽ uy hiếp cho tam thúc đinh bất tam đinh bất tứ đinh hạo không có lòng thương hại ra tay dứt khoát giết chết hết có thể gạt bỏ một ít lực lượng của ngụy thần đế thì hay bấy nhiêu gấp gió thành bão chớp mắt trên thạch phong chỉ còn một mình đinh sát Đinh Hạo khẽ thở dài. Tất cả nên kết thúc, nếu có thể thì Đinh Hạo không muốn thù địch với người chảy cùng dòng máu, nhưng nghĩ đến mối thù 10 năm trước, Đinh Sát độc ác với phụ thân là tim Đinh Hạo lại cứng rắn, Đinh Sát không cam lòng gầm rống, xoay người biến thành luồng sáng chạy trốn. Cùng lúc đó, từng hoa văn minh văn chữ hán màu vàng lóe lên dưới chân Đinh Hạo, hắn kích phát ra dấu ấn sớm thắt trong không trung. Một màn sáng phòng thủ chắc chắn đổ chụp xuống phong tỏa quanh Thạch Phong, Đinh Sát đập vào màn sáng vàng lại hộc bãi máu, té xuống dưới, Đinh Hạo sớm bày minh văn trận pháp nếu hắn đã dụ đinh sát ra thì tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ ngươi ra tay đi nếu hôm nay ta không chết thì mai sau sẽ giết ngươi đinh sát lão đảo toàn thân đẫm máu bốn kiếm ý xuân hạ thu đông tạo thành vết thương khủng bố trong cơ thể đinh sát hầu như phá hủy lực lượng căn nguyên đinh hạo giơ kiếm lên nếu ngươi có lời trăn trối gì thì ta sẽ chuyển lời giúp đinh sát tức giận quát phụ tử các ngươi đều là tiện chủng sẽ có người báo thù cho ta mắt đinh hạo tràn ngập sát khí vậy ngươi đi chết đi vù 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 kiếm khí mênh mông chém cổ đinh sát đinh sát bị thương nặng đứng còn khó cả chỉ có thể trơ mắt chờ chết chính lúc này bột một bong bóng lam nhạc hiện ra như nhà tù thủy tinh bao phủ đinh sát bay lên cao tránh khỏi đao quan kiếm ý đinh hạo cười to bảo rốt cuộc công chúa điện hạ cũng chịu xuất hiện kiếm quan kiếm ý như bóng với hình đuổi theo thanh âm êm tai trong trẻo như chim sơn ca vang lên đinh công tử cần gì phải đuổi tận giết tuyệt mái tóc dài màu vàng bay lên công chúa nhân ngư hải tộc xuất hiện tay cầm hải vương thần kích ba mũi chặn kiếm quan kiếm ý của đinh hạo khóe môi đinh hạo công lên cười khẩy nói tại sao công chúa điện hạ cứu hắn công chúa nhân ngư hải tộc cười nói tuy ta ở trong thủy vực lâu ngày nhưng từng nghe chút chuyện về 10 năm trước không ngờ đinh công tử chính là thiên tài chưa kịp tỏa sáng đã chết xem tình hình hôm nay thì dường như đinh công tử đã hồi phục thiên phú ngày xưa đinh hạo lạnh lùng cười vốn nghĩ tình lúc trước công chúa nhắc nhở nên tha cho một lần nếu công chúa điện hạ quyết định bảo vệ hắn thì đừng trách ta xuống tay vô tình tiên công chúa nhân ngư hải tộc trung lên, vội hỏi. Đinh công tử sát khí quá nặng, ta không phải bảo vệ đinh sát mà chỉ muốn khuyên nhủ công tử. Đinh hạo nhướng mày, biểu tình bình tĩnh lại, nói. Được, ta chờ xem công chúa điện hạ khuyên ta với lý do gì. Công chúa nhân ngư hải tộc thở vào, hải vương thần kích ba mũi vung lên. Một luồng sáng lam bắn ra điểm vào đinh sát bị trói buộc, gã bỗng vùng vẫy điên cuồng, miệng vết thương thắp người trào máu. Giây lát sau đinh sát mềm hoạt xuống, ngất xỉu, rồi, bây giờ hắn đã trở thành phế nhân, ký ức bí hủy tu vi võ đạo hoàn toàn biến mất dù vết thương có lành thì hắn cũng điên điên khùng khùng không thể nào hồi phục công chúa nhân ngư hải tộc mỉm cười nói đinh công tử không cảm thấy đối xử với hắn như vậy là trừng phạt tốt nhất cho phụ thân của hắn sao đinh hạo im lặng công chúa nhân ngư hải tộc vung hải vương thần kích ba mũi bọc màu lam quanh người đinh sát vỡ ra gã rớt xuống đất đinh hạo thả thần thức ra thoải mái tiến vào cơ thể đinh sát phát hiện người gã bị lực lượng kiếm ý phá hủy thê thảm là phế nhân thức hải hỗn độn dù dùng thần thức ma pháp trực tiếp rút ký ức cũng sẽ không được thứ gì, mấu chốt nhất là ảo ảnh thần vương bàn bạc trong đan điền của Đinh Sát đã tan rã, cái này tương đương với gã mất lực lượng huyết mạch, đúng là bị phế, với vết thương thế này dù có thần đan cũng không thể chữa lành cho Đinh Sát. Trong công chúa nhân ngư hải tộc mềm yếu, dịu dàng, ngây thơ vô hại như mỹ nữ hàng xóm nhưng ra tay cực kỳ độc ác. Công chúa nhân ngư hải tộc làm như vậy tàn nhẫn hơn giết chết Đinh Sát, Đinh Hạo đánh giá thiếu nữ công chúa nhân ngư hải tộc từ trên xuống dưới, lòng cảnh giác, nữ nhân như vậy rất đáng sợ đinh hạo nhíu mày hỏi tại sao phải làm như vậy công chúa nhân ngư hải tộc cười nói đinh sát chưa thể chết ta cần hắn để nhờ lực lượng thần đình nếu hắn chết thì mọi cố gắng của ta sẽ uổng phí nếu đinh công tử và hắn có thù lớn không thể xóa nhòa thì ta đành dùng cách này nhờ lực lượng thần đình lòng đinh hạo máy động cất thiên sát thần kiếm đinh hạo hỏi nàng là công chúa của hải tộc về thân phận địa vị không thua đinh sát muốn làm chuyện gì còn cần nhờ cậy thần đình sao công chúa nhân ngư hải tộc cười ngọt ngào không giấu giếm. Đinh công tử không biết rằng mặc dù diện tích lãnh thổ hải tộc bao la, có vô số cao thủ nhưng lực ảnh hưởng chỉ giới hạn trong hải vực. Thứ ta muốn tìm không ở hải vực, rất có thể lưu lạc chỗ nào đó trên thần ân đại lục. Quyền trưởng tế ti đại nhân tộc ta đã bói toán thứ đó nằm ở góc nào đó trên đại lục phương đông, nên ta cần nhờ lực lượng thần đình. Ta có thể hỏi công chúa điện hạ muốn tìm thứ đó là gì không? Đinh Hạo tò mò hỏi. Có lẽ ta đã từng thấy nó. Nếu Đinh công tử đồng ý hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn. Công chúa nhân ngư hải tộc lộ vẻ mừng rỡ, cười ngọt ngào nói. Không dám giấu giếm, chúng ta tìm hậu tự của hải thần điện hạ. 200 năm trước thần hải hải thần điện hạ trong thất hải vực chết, để lại một hậu tự kết thừa lực lượng của hải thần điện hạ. Người đó nên trở thành chủ thất hải, chúa tể hải tộc. Không biết tại sao 100 năm trước hậu tự của hải thần biến mất trong thần điện hải thần canh phòng nghiêm ngặt. Hải tộc thất hải tìm khắp nơi nhưng không tra ra chút tung tích, điều duy nhất khẳng định là điện hạ vẫn sống vì thần tộc mệnh thạch trong hải sâm thần điện còn sáng hậu tự của hải thần đinh hạo ngẩn người không ngờ được nghe bí mật này khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của công chúa nhân ngư hải tộc lộ nét buồn rầu nói đúng vậy không biết điện hạ đi đâu gần trăm năm qua vì điện hạ biến mất nên hải tộc thất hải nghi ngờ chỉ trích nhau có lẽ châm lửa góp gió chiến loạn không dứt chiến hỏa hầu như thiêu đốt hải vực thất hại dân chúng hải tộc bị hại một năm trước quyền trưởng tế ti đại nhân lợi dụng thất hải thất đại hỏa diễm thần sơn phun trào cửu tinh liên châu dị tượng trên bầu trời bói toán được manh mối điện hạ chắc ở đại lục phương đông ta mạo hiểm ra hải vực là để tìm điện hạ kia đinh hạo gật đầu thần thức thắng tự quyết nói cho hắn biết nữ nhân này không nói dối chuyện bí mật như vậy công chúa điện hạ nói hết cho ta được không đinh hạo hỏi công chúa điện hạ không sợ ta ra ngoài tung tin sao khi đó trừ tộc của công chúa điện hạ ra hải tộc khác trong thất hải sẽ chen nhau đến công chúa nhân ngư hải tộc tự tin cười nói bởi vì ta tin tưởng đinh công tử không phải loại người như vậy từ nhỏ ta đã có năng lực kỳ lạ, có thể thấy rõ lòng người, phân biệt quỷ tích. Theo ta thấy Đinh Công Tử không phải hạ người gian xảo, lật lọng, Đinh Hạo cười cười nói. Cái mũ cao thật, công chúa nhân ngư hải tộc không để bụng, tiếp tục bảo. Điện hạ của chúng ta từng thích biến thành hải tộc cấp thấp đi dạo, bề ngoài hơi đáng yêu khờ khạo. Điện hạ chưa hoàn toàn thức tỉnh thần cách nên không có lực công kích gì, nhưng năng lực phòng ngự có thể nói là thiên hạ vô song. Vô song tinh lao dễ dàng giam cầm địch thủ mạnh hơn điện hạ vô số lần. Đinh Hạo ngây người. Vô song tinh lao, Đinh Hạo chợt nhớ đến một thứ, công chúa nhân ngư hải tộc gật đầu, nói. Ừm. Giống như bọc nước lúc nãy ta giam đinh sát, nhưng ta nhờ hải thần chiến kích kích phát, thủ đoạn của điện hạ cao minh hơn ta rất nhiều. Đinh Hạo hít sâu, Đinh Hạo nghĩ ra điều gì nhưng không lộ ngay, nói. Thì ra là vậy, ta sẽ chú ý chuyện này giúp công chúa điện hạ, công chúa nhân ngư hải tộc nói. Vậy xin đa tại đinh công tử. Nếu Đinh Công Tử giúp chúng ta tìm Điện Hạ trở về thì sẽ là ân nhân của hải tộc thất hải, toàn hải tộc cảm tạ Đinh Công Tử, sẽ cố gắng hết sức báo đáp lại. Công chúa nhân ngư hải tộc biết rõ đại lục phương Đông bây giờ gió mây thay đổi, tuy thần đình phương Đông là thế lực số một nhưng trăng cơ đã bắt đầu dao động. Đinh Hạo ở trận doanh Đinh Thánh Tháng có tiềm lực không thể khinh thường, phe Đinh Thánh Tháng ẩn núp các cốc thần ân đại lục là lực lượng cường đại. Được Đinh Hạo đồng ý nghĩa là hy vọng tìm ra Điện Hạ tăng lớn một phần chỉ cần tìm được điện hạ thì công chúa nhân ngư hải tộc sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào đinh hạo gật đầu không nói tiếp chuyện này mà bảo công chúa điện hạ mang đinh sát đi đi không được lộ chuyện đêm nay ra ngoài ta không muốn bị ai biết thân phận công chúa nhân ngư hải tộc thề thốt xin đinh công tử yên tâm ta nguyện thề bằng vinh diệu tế tự nhân ngư tộc tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết đinh hạo gật đầu lòng máy động minh văn trận pháp đầy trời biến mất đinh hạo lắc người mất tích công chúa nhân ngư hải tộc nhìn hướng đinh hạo biến mất khẽ thở vào công chúa nhân ngư hải tộc không ngờ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mấy lần để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng sẽ có thân phận kinh người như vậy hải tộc có nghe nói chuyện 10 năm trước khi đó công chúa nhân ngư hải tộc còn nhỏ sau khi nghe xong từng tiếc núi cho đại thần tử tỏa sáng khắp đại lục công chúa nhân ngư hải tộc tức giận đám người thập tam thần tử đê tiện từng thương tiếc cho thiếu niên thiên tài đã định sẽ trở thành chí tôn nhưng đã chết sớm đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một nhân ngư tộc mới có 4 tuổi Mười năm qua công chúa nhân ngư hải tộc gặp nhiều âm mưu quỷ quyệt tranh đấu gay gắt, trưởng thành thiên tài rực rỡ nhất nhân ngư tộc, cảm xúc ngày xưa đã biến mất. Công chúa nhân ngư hải tộc dùng ánh mắt bây giờ nhìn lại quá khứ đã không còn nhiều cảm xúc, chỉ thấy thế giới lạnh băng mạnh ăn thịt yếu, công chúa nhân ngư hải tộc không ngờ thiếu niên từng khiến nàng lúc còn nhỏ đồng tình hiện giờ ngốc đầu trở lại, biến cường đại thế này, Đinh Hạo đã hồi phục lực lượng huyết mạch của mình, Đinh Hạo muốn lấy lại những gì thuộc về mình sao? Trên thế giới này thật sự có ân oán luân hồi, thứ đã từng mất đi có thể lấy về được sao? công chúa nhân ngư hải tộc đứng trên thạch phong như chiến trường tu la một lúc sau đó nàng mang theo đinh sát hôn mê biến thành luồng sáng rời khỏi lạc thánh sơn mạch đinh hạo trở về khu phồn hoa trong thạch chuỷ thành trên đường vẫn đốt sáng đèn đuốc đinh hạo chậm rãi đi dạo ngắm cảnh đêm chợ đêm rất náo nhiệt khắp nơi có tiếng rao hàng nhiều tử quán lộ thiên là chốn náo nhiệt nhất thịt nướng cùng kích thích mọi người hưng phấn nhất lúc này người đi đường đa phần là mặt mày dữ dằn mang theo vũ khí qua trận chiến thập vạn đại sơn mạch quân đội thần đình phương đông trong khu vực thạch chủy trấn gặp đã kích nặng lực lượng hao tổn nhiều cộng với thế lực các phương tụ tập lại khiến thần đình cảm giác áp lực lớn thần đình phương đông dứt khoát bỏ tuần tra đêm trong thạch chủy thành mặc kệ các thế lực tranh đấu gay gắt nương điều này tiêu hao lực lượng các phương thạch chủy thành bây giờ là chỗ không có pháp luật đinh hạo chậm rãi bước trên đường hắn cảm giác được ánh mắt không tốt từ bốn phía cách ăn mặc thư sinh tuấn tú như đinh hạo bị xem là yếu đuối dễ ăn hiếp vài người ham hở muốn thử trong quán rượu ven đường một đám nam nhân cao to uống rượu tán dốc. Có nghe nói gì không? Có một khối khối nguyên mẫu tinh khoáng xuất thế, thạch chủy thành bây giờ mưa gió vần vũ, một nam nhân khác có vẻ tin tức nhạy bén biểu môi cười nói. Đây là chuyện nhiều ngày trước rồi, những đại thế lực sử xuất các loại thủ đoạn đều không thể tìm ra người bí ẩn sở hữu nguyên mẫu tinh khoáng. Nhưng có người lợi dụng chuyện này làm vố lớn, a à, Nói nghe thử, ừm. Cổ họng hơi ngứa, thôi không nói, Dương Đại ca làm vậy là sai, khiến các huynh đệ tò mò chết, Tiểu nhị, đưa thêm một bình thượng đẳng nữ nhi hồng. Dương đại ca, ta mời ngươi cùng uống rượu, hãy mau kể xem có chuyện gì lớn xảy ra, Dương đại ca bí hiểm nói. Ha, ngại quá ngại quá. Được rồi, để ta nói. Chuyện lớn thứ nhất liên quan tới U Minh Quỷ Tông, nghe nói truyền nhân của thế lực ngầm bí ẩn này đã đến Thạch Chủy Thành. Nghe nói truyền nhân của U Minh Quỷ Tông đấu với tiểu thiên tài của thần đình, Đinh Linh, hai bên bất phân thắng bại, mấy người khác trợn tròn mắt lắng nghe, lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến chuyện này u minh quỷ tông là một thế lực rất đáng sợ luôn đối địch với thần đình phương đông nhưng không bị tiêu diệt đủ chứng minh nó cường đại bây giờ truyền nhân u minh quỷ tông xuất thế là muốn cứng rắn đối đầu với thần đình phương đông sao dương đại ca uống hớp rượu ngon chép miệng nói có tin đồn u minh quỷ tông là hóa thân của bích lạc hoàng tuyền thần triều nói vậy không chính xác bởi vì u minh quỷ tông thật ra chỉ là hóa thân của hoàng tuyền thần điện một trong hai đại thế lực thuộc bích lạc hoàng tuyền thần triều bích lạc thần điện là một thần điện khác của bích lạc hoàng tuyền thần triều chưa bị tiêu diệt diễn biến thành lực lượng khủng bố khác có tên bích lạc tiên tông danh tiếng không bằng u minh quỷ tông nhưng thực lực nội tình thì không kém bao nhiêu chẳng qua càng bí ẩn điệu thấp hơn đinh hạo vừa lúc đi ngang qua nghe dương đại ca nói thì lòng máy động mấy tin tức này cụ thể giống tin đinh hạo có được từ thiên thính hiên xem ra không phải tin đồn dương đại ca tiếp tục bảo ta nói đến việc lớn thứ hai liên quan tới bích lạc tiên tông bởi vì truyền nhân của bích lạc tiên tông cũng xuất hiện trong thạch thủy thành nghe nói thực lực truyền nhân của bích lạc tiên tông rất mạnh bên người có một lão bộc thần cảnh đi theo mục tiêu là tiên khí sắp xuất thế đinh hạo đang định đi nghe dương đại ca nói xong thì kinh ngạc dương đại ca biết được khá nhiều tin tức đinh hạo nổi lên hứng thú đinh hạo đi vào tử quán lộ thiên ngồi cách đám nam nhân khôi ngô không xa đinh hạo kêu mấy món ăn vảnh tay nghe lén dương đại ca tiếp tục bảo truyền nhân của bích lạc tiên tông là một kẻ khá độc nghe nói trong người ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể đấu với chiến thần Mười ngày trước truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông xuất hiện trong khu vực Đại Chiến Thập Vạn Đại Sơn, đã đánh bại một vị cường giả thần cảnh của thần đình, một thanh niên lông công không kìm được hỏi. Chuyện bí ẩn như vậy sao Dương Đại ca biết được? Chắc không phải lừa chúng ta đi, Dương Đại ca cười hì hì, biểu tình bất mãn nói. Không cần biết làm sao ta biết được, ta nói ra chỉ vì vui vẻ, các ngươi tin thì nghe tin, không tin cũng đừng nghe, có người quát mắng thanh niên trẻ vừa lên tiếng nghi ngờ Dương Đại ca. Tiểu tử nhà ngươi biết cái gì? Dương đại ca nổi danh thần thông quảng đại, hắn nói ra tin tức sao mà giả được. Dương đại ca đừng để ý tới hắn, nói tiếp đi, thanh niên cúi đầu nhận lỗi, Dương đại ca cười hì hì tiếp tục bảo. Chuyện thứ ba liên quan đến truyền thuyết từng có trên đại lục, các vị có ai biết vị thiên tài cái thế kiếm tà năm xưa oai phong đại lục không? Mọi người nhìn nhau, một nam nhân trung niên lớn tuổi nhíu mày vắt óc, chợt nghĩ ra, kinh ngạc nói. Kiếm tà. Chẳng lẽ là kiếm tà từng cùng với tam thiên tuyệt kiếm thạch nhất hoàng trở thành song tuyệt kiếm ngoài thần đình, Vị đó vừa chính vừa tà, xuất quỷ nhập thần, đã từng vì báo ân một chén điểm tâm cháo hoa một ngày 800 trảm, hủy diệt bảy đại tông môn, kiếm đạo cùng ma, dương đại ca gật đầu, nói. Chính là lão quái vật này. Năm xưa liên hoa vô song trảm của 21 được nhiều người xem là một trong các bảo điển trí cao của kiếm đạo. Tiếc rằng con người kiếm tà quá kiêu ngạo, lạnh lùng, không có bằng hữu, không ai biết lai lịch của hắn, không rõ sư thừa. Kiếm tà dạo chơi nhân gian, mấy năm nay rất ít xuất hiện. Có người nói Kiếm tà đã rời khỏi Đại Lục Phương Đông đi du lịch lãnh thổ dị tộc khác, nhưng nửa tháng trước bỗng xuất hiện một thanh niên tóc tím mắt bạc thi triển nửa thức liên hoa vô song trảm, có người trầm ngâm nói: "Không lẽ là truyền nhân của Kiếm tà?" Dương Đại ca cười nói. "Rất có thể." Có kẻ cảm thán rằng: "Sao truyền nhân của mấy lão quái vật đều xuất hiện tại đây, giống như có hẹn trước vậy, tiên khí sắp xuất thế, một số người không nhịn được nữa, có người bỗng nói: "Nhiều thiên tài tụ tập tại đây, sớm muộn gì sẽ có cuộc chiến thiên tài." không biết ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là thiên tài trong thiên tài, cái này rất khó nói. Nếu thiếu niên tên Đinh Đồng của thần đình không bị thương nặng trong cuộc chiến thập vạn đại sơn thì sẽ không ai là đối thủ của hắn, bây giờ sao? Dương đại ca uống hết rượu, nói: "Đinh Linh của thần đình, công chúa nhân ngư hải tộc, truyền nhân của kiếm tà đều rất mạnh. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông, Bích Lạc Tiên Tông rất bí ẩn, khó nói rõ ai cao ai thấp. Phải rồi, trong trận đại chiến thập vạn đại sơn xuất hiện người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng cũng rất đáng sợ." có lẽ hắn sẽ lộ mặt, có người kinh ngạc hỏi. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Hắn cũng là cường giả thế hệ trẻ sao, Dương Đại ca gật đầu, nói. Sau chuyện đó có người điều tra tung tích người này, có chút manh mối. Nghe nói thiên thính hiên, địa thị các bán tin tức tuổi người này không quá 22. Thật khó tin, 20 tuổi đã đánh bại cao thủ cảnh giới bán thần như thập thần tử, cướp đi thiên sát thần kiếm. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không yếu hơn bất cứ thiên tài nào, mọi người xôn xao. Thời gian gần đây có nhiều đề tài về thân phận, lai lịch của người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng là đề tài nóng. Nhiều người đoán lung tung, đa số cho rằng là cường giả năm xưa theo Đinh Thánh Tháng nên mới có thực lực khủng bố đến thế, không ngờ hắn còn rất trẻ tuổi, nếu không hơn 20 tuổi vậy 10 năm trước người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng chỉ cỡ 6 tuổi, vậy chắc chắn không phải cường giả thuộc hạ cũ của Đinh Thánh Tháng, lại một thiên tài quái vật, người trong tử quán im lặng, suy nghĩ những thiếu niên thiên tài còn trẻ đã uy chấn thiên hạ, còn bản thân là người lớn nhưng sống mơ màng qua ngày cảm thấy cuộc đời u ám, các vị, ta lắm miệng khuyên mọi người một câu. Hiện giờ thế cục đại lục phương đông rắc rối phức tạp, truyền nhân các thế lực, người ngày xưa tỏa sáng thiên hạ đều xuất hiện. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông, Bích Lạc Tiên Tông, Kiếm Tà, mấy thiên tài thần đình, đại thần tử, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, đinh bất tam, đinh bất tứ, công chúa nhân ngư hải tộc, thiên tài giao nhân, vũ tộc phương Tây, thú tộc phương Bắc, nói đến đây Dương Đại Ca thở dài, một hơi uống hết bình rượu, vẻ mặt ủ rũ, Dương Đại Ca nói, loạn thế đáng sợ sắp đến ta có dự cảm không lâu sau lãnh thổ thạch chuyển thành mấy trăm vạn dặm sẽ là chiến trường thịt vụn nếu các vị không có chuyện quan trọng thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi một khi tiên khí giáng thế thì thiên địa này sẽ bị lật tung cá trong chậu bị vạ lây dương đại ca nói xong lão đảo đứng dậy bước ra ngoài mọi người ngây ngẩn vốn là cuộc trò chuyện hào hứng không ngờ đến cuối buổi sẽ là kết quả này hứng thú suy sụp dương đại ca nói không sai không có thực lực tuyệt đối thì hãy nhân lúc còn sớm mau chóng rời đi tránh cho bị vạ lây đinh hạo nhìn bóng lưng dương đại ca trầm ngâm dương đại ca không đơn giản gã nói nhiều bí ẩn người bình thường không biết được tại sao dương đại ca tung tin đồn này ra ngoài thùng thùng chợt có tiếng gõ bàn nặng nề đinh hạo bị cắt đứt suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lên trông thấy một nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung tợn đứng trước mặt nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ cúi đầu nhe răng cười nói tiểu tử đại gia thiếu tiền cho ta mượn mấy khối huyền tinh tệ xài đỡ đám nam nhân vạm vỡ xung quanh vui sướng khi người gặp họa nhìn đinh hạo đinh hạo móc một khối huyền tinh thạch phẩm chất thấp ra khỏi ngực đặt lên bàn nói câu tiểu nhị tính tiền rồi chớp mắt biến mất trước mặt mọi người nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ cảm giác có gió mạnh lướt qua bóng người biến mất nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ giật mình há hốc mồm hiểu rằng đã gặp phải cao nhân gã sợ toát mồ hôi lạnh người xung quanh la ó không ai thấy rõ đinh hạo đi bằng cách nào tốc độ vượt qua cực hạn bọn họ bắt giữ tiểu nhị tử quán không biết xảy ra chuyện gì bước tới lấy huyền tinh thạch nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ không nói một câu xoay người bỏ đi ngay nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ chạy thẳng hướng cửa tây thạch chủy thành suốt đêm bỏ đi không dám ngừng chân người trong tửu lâu im kinh thiết dương đại ca mới nói chưa đến một nén nhang đã ứng nghiệm thư sinh áo xanh tuấn tú không nghe tên tuổi đã đáng sợ như vậy nếu vừa rồi chọc giận hắn hủy diệt tử quán trong một giây là dễ như chơi thế giới này thật sự quá nguy hiểm qua chuyện tối hôm nay nhiều người trong tử quán vào ngày hôm sau đều gói ghém hành lý rời khỏi thạch thủy thành Lời Dương Đại ca nói, thực lực của Đinh Hạo cao thâm khó dò kích thích bọn họ rất nhiều, tuy tiên khí, thuốc dẫn tiên dược rất tốt nhưng cần có mạng để dùng. Trong thế giới lạnh lùng pháp tắc trừng rậm này nếu không có đủ thực lực thì phải tự lượng sức, không thì dây trước còn là sinh mạng hoặc bắt dây sau đã là cái xác ấm áp. Có lẽ Dương Đại ca uống say nên bước chân loạn choạng, người lắc lư rời khỏi tử quán đi về nhà mình. Đèn đường hai bên này càng tối, ít người đi đường, dù đã say nhưng Dương Đại ca vẫn quay về đúng căn nhà quen thuộc. Một sân hàng rào đơn sơ, Xuyên qua hàng rào có thể thấy tòa lầu nhỏ bằng gỗ hai tầng, khá tinh xảo. Trong sân dựng cây tre tre bốn, năm bộ đồ, có hai bộ đồ ngắn của con nít, khi thấy đồ con nít thì Dương Đại ca nở nụ cười, nhưng chớp mắt nụ cười biến thành trầm trọng, giật mình, Dương Đại ca bước ra một bước đã vượt khoảng cách mấy chục thước đi vào sân, gã cảm ứng được điều gì, biểu tình giận dữ, Dương Đại ca nhẹ giọng nói: "Là bằng hữu ở đâu giá lâm, xin hãy bước ra đây." Dưới ánh trăng, sân hàng rào tĩnh lặng, tiếng cười đột ngột vang lên. Ha 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 không ổn là nê bồ tát từng danh chấn đại lục thoái ẩn nhiều năm nhưng vẫn cảnh giác như vậy trong sân bỗng có thêm một người thân hình thon dài thẳng tắp tóc dài như suối dưới ánh trăng người đó cao to có khí chấn tiêu sái nam nhân mặc áo trắng dường như ánh trăng trong thiên địa đều tập trung vào người gã như ánh sáng bạc di động xung quanh có tiếng bước chân vang lên mấy chục bóng người xuất hiện trong hàng rào sân bao vây bốn phía mỗi người mặc trường bào màu trắng phát ra khí thế cường đại trong đó hai võ giả áo trắng mỗi người xách một đứa trẻ một nữ nhân khuôn mặt bình thường bị trói rung cầm cập ở một bên dương đại ca biến sắc mặt nói các hạ nhận sai người chỗ này không có nê bồ tát gì thân hình thon dài mặt trường bào trắng cười to bảo nếu o phải ngẫu nhiên phát hiện hơi thở phong vân kim lân bàn thì khó tin nổi nê bồ tát thần nhân bói toán ngày xưa tự xưng là tính khắp huyền cơ thiên hạ sẽ núp trong xóm nghèo thạch chủy thành ta đã quan sát các hạ nhiều ngày các hạ đừng đóng kịch nữa dương đại ca vẫn cứng miệng nói ngươi nhận sai người thân hình thon dài mặt trường bào trắng đạp từng bước cười nói. Nếu ngươi không phải nê Bồ Tát tức là ta tìm nhầm ngươi. Ha, ha 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 Thật khiến người bực mình, ta nhận sai người, vậy giết hai đứa trẻ giải buồn. Thân hình thon dài mặt trường bào trắng nháy mắt ra hiệu, một vỏ giả áo trắng kiềm giữ đứa trẻ năm tuổi giơ tay lên chặt uống, dương đại ca hồi hộp hét to. Dừng tay, thân hình thon dài mặt trường bào trắng ngăn thuộc hạ lại, lạnh lùng cười. Nếu ngươi không phải nê Bồ Tát thì không có chút giá trị lợi dụng, hãy chết cùng hai đứa nhỏ và mẫu thân của chúng đi dù sao trong thành này mỗi giây mỗi phút đều có người chết thêm bốn người không nhiều dương đại ca hít sâu đáy mắt lộ tia thống khổ dương đại ca khẽ thở dài ta tự hỏi không đắc tội nạp lan thế gia các ngươi tại sao nạp lan gia chủ hùng hổ dọa người như vậy thân hình thon dài mặt trường bào trắng ra khỏi nhà gỗ lộ khuôn mặt điển trai vô cùng thân hình thon dài mặt trường bào trắng khoảng ba bốn mươi tuổi mày kiếm mắt sáng da trắng như ngọc lúc thân hình thon dài mặt trường bào trắng còn trẻ chắc chắn là mỹ nam làm đảo đi ngàn vạn thiếu nữ năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên người gã. Dưới tầm thân hình thon dài mặt trường bào trắng có lũ râu dài màu đen tăng thêm phần hấp dẫn trưởng thành, người này chính là thiên nộ kiếm nạp lan tính đức, gia chủ hiện tại của nạp lan thế gia, nếu người ngoài trông thấy sẽ kinh ngạc kêu ra tiếng. Giờ là nửa đêm, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức đường đường là gia chủ nạp lan thế gia, cao thủ số 1 của nạp lan thế gia lại xuất hiện trong khu bần dân, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức mỉm cười nói. Ngươi nhìn thấu thân phận của ta ngay lại còn bảo có phải là nê Bồ Tát ta không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ mời ngươi xuống núi, dùng phong vân kim lân bàn bói toán một lần thì nạp lan thế gia sẽ vô cùng cảm tạ các hạ. Tối nay có chỗ nào đắc tội xin hãy thứ lỗi cho, dương đại ca tức nê Bồ Tát lắc đầu, nói. Ta đã không chim bạch thiên cơ 20 năm, tay mới lạ, không sung sức như xưa. E rằng nạp lan gia chủ phải thất vọng, thiên nộ kiếm nạp lan tính đứt cười to bảo, trong thiên hạ có ai không biết nê Bồ Tát kỳ nhân đệ nhất thiên hạ chưa đến 10 tuổi dùng phong vân kim lân bàn trong vòng 10 ngày tính khắp huyền cơ thiên hạ, đoán được tuổi thọ thần đế của thần đình năm đó. Người được gọi là đệ nhất nhân dưới thiên cơ sao có thể ngượng tay, bất cứ tài nghệ nào đều như võ đạo một ngày rời tay là sẽ lùi bước, huống chi là thấy rõ thiên cơ, nê Bồ Tát khẽ thở dài. Bởi vì ta vạch trần nhiều huyền bí thiên cơ, đắc tội nhiều người nên bị truy sát. Thân nhân, bằng hữu, phụ mẫu, thê nhi bị đuổi tận giết tuyệt. Ta bị thiên cơ phản vệ, biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta đã là phế nhân, các hạ cần gì xem trọng phế nhân này, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức miễn cười nói. Có phải là phế nhân hay không hãy thúc giục phong vân kim lân bàn thử một lần là biết ngay, nê Bồ Tát hỏi ngược lại. Nếu ta còn có thể bói toán thì sao bị các ngươi uy hiếp tại đây, thiên nộ kiếm nạp lang tính đức nghiêm mặt, nói. Năm đó các hạ hào tình biết mấy, hôm nay lại bó tay bó chân, nếu ngươi không muốn thê nhi tử nữ của mình bị gì hãy ngoan ngoãn phối hợp ta nạp lan thế gia không cầu gì khác chỉ cần một quẻ của nê bồ tát bọn họ chỉ là người thường nạp lan gia chủ cần gì phải làm khó họ nê bồ tát cười khổ nói hãy thả bọn họ ta đi với các ngươi thiên nộ kiếm nạp lan tính đức lắc đầu nói xin lỗi ta không thể đồng ý thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nhìn ra được tuy trong cơ thể nữ nhân hai đứa trẻ không có lực lượng hay tư chất siêu đẳng nhưng không ảnh hưởng quyết tâm của gã khống chế ba người thường này mới điều khiển được nê bồ tát để gã làm việc cho thiên nộ kiếm nạp lan tính đức thiên nộ kiếm nạp lan tính đức ngẫm nghĩ hơi nhường bước sau một quẻ ta sẽ tha các ngươi đi hơn nữa bảo đảm từ nay không quấy rầy sinh hoạt của các ngươi nê bồ tát cười to trong lòng nê bồ tát biết rõ lúc này nạp lan thế gia tìm đến gã làm uống lợi dụng gã bói toán cái gì nê bồ tát càng biết con người tham lam vô hạn nạp lan thế gia tìm được nê bồ tát tuyệt đối sẽ không thả gã đi gã đã gặp chuyện này rất nhiều lần ta thật sự không thể bạc tính được nữa nê bồ tát chân thành nói ta nhiều lần bói toán nghịch thiên sớm đánh mất năng lực nê bồ tát móc một cái bàn nhỏ hai màu vàng và bạc ra khỏi ngực hình dạng rất tinh xảo khắc đầy hoa văn nê bồ tát vuốt ve cái bàn nhỏ nhiều lần sau đó giơ tay ném qua nê bồ tát nói đây chính là phong vân kim lân bàn cả ngươi cầm đi đi hãy tìm quái sư khác là có thể giúp các ngươi tính ra chỗ thuốc dẫn tiên dược tiên khí xuất thế cùng với thời gian thiên nộ kiếm nạp lang tính đức ngẫn ra nhận lấy vòng tròn màu vàng trắng phân biệt kỹ càng thiên nộ kiếm nạp lang tính đức cảm nhận được hơi thở kỳ dị giống như hỗn độn một lúc sau gật đầu khẽ thở dài thần khí thiên cơ từng khiến vô số người điên cùng đúng là bất phàm tuy nhiên thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nói đến đây giơ tay lên ném trả phong vân kim lân bàn cho nê bồ tát thiên nộ kiếm nạp lan tính đức mỉm cười nói trong thiên hạ có ai không biết chỉ một mình nê bồ tát ngươi mới kích phát được thần khí thiên cơ phong vân kim lân bàn quái sư khác dù nắm giữ thần khí thiên cơ cũng không tính ra được tiên khí ở đâu được rồi không nói nhiều mời các hạ đi theo chúng ta, nếu không thì, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức cười nanh tranh, nụ cười này không hợp với khí chất phong thần như ngọc của thiên nộ kiếm nạp lan tính đức, trong gã giống ác ma dưới đêm trăng, một cao thủ nạp lan thế gia chỉ vào cánh tay nam hài tử, bùng một tiếng, tay nam hài tử đang nghe truyện trên kênh TV audio CV nổ một lỗ máu. Đau đớn làm đứa bé khóc toán lên, mặt xanh mét vùng vẫy nhưng bị bịt miệng, nó không thể phát ra thanh âm, nê bồ tát giật mình kêu lên. Các ngươi, dừng tay, nê bồ tát tức giận quát. Nó chỉ là một đứa trẻ, không biết chút võ công vậy mà các ngươi cũng xuống tay được, tồi tệ. Thiên nộ kiếm nạp lang tính đức cười phá lên, biểu tình mất kiên nhẫn nói. Ta nghĩ tình ngươi có kỳ thuật nên mới nhúng nhường mãi, nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu ngươi còn nói một chữ từ chối thì ta sẽ cắt một tay của nó xuống, nê Bồ Tát vừa kinh vừa giận nói. Thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nhà ngươi dù gì cũng là nhân vật nổi danh đã lâu trên đại lục phương đông thế nhưng đê tiện như vậy, xuống tay với đứa trẻ bình thường. Thôi, Ta tính một quẻ cho ngươi thì có sao. Tiên khí sinh ra đúng thời cơ, chỉ chủ nhân thật sự của nó mới có được, người ngoài nếu không có phúc duyên dù biết tin tức rõ ràng thì làm được gì? Thiên nộ kiếm nạp lang tính đức vừa lòng gật đầu, nói: Vậy mới đúng, Thiên nộ kiếm nạp lang tính đức vung tay lên. Mời đi, đêm dài lắm mộng. Nạp lang thế gia đã sắp xếp chỗ cho các hạ, chỉ chờ các hạ trổ hết tài năng, Nê Bồ Tát hừ lạnh, lòng Nê Bồ Tát biết rõ dùng gã có tính ra chỗ tiên khí xuất thế thì Nạp lang thế gia sẽ không bỏ qua cho gã bọn họ tuyệt đối không cho phép người biết bí mật tiên khí rời đi, thê nhi của nê Bồ Tát vẫn sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nê Bồ Tát thở dài, nê Bồ Tát nhớ đời mình 50 năm tung hoành đại lục, tài bói toán có thể nói là vô địch, các đại thế lực giành giật lôi kéo. Dù là thần đình phương đông cũng phải cung kính với nê Bồ Tát. 30 năm sau trời phạt đến, phong quẻ ẩn độn, nê Bồ Tát sống người không ra người, quỷ không ra quỷ dạng. Nê Bồ Tát khó khăn lắm mới tìm một nữ nhân bình thường, gã chỉ muốn sống bình an cả đời nhưng vẫn bị cuốn vào giông tố thuật bói toán có thể thấy rõ thiên cơ nhưng không bảo vệ được nê bồ tát nê bồ tát trách mình hồi trẻ không học võ đạo mà say đắm thuật bói toán tuy công thành danh toại nhưng lúc này không thể bảo vệ người nhà trong lòng nê bồ tát tức giận tự trách thở dài theo đám người thiên nộ kiếm nạp lan tính đức trời đi khi đinh hạo trở về hồng thạch trang viên đã là đêm khuya đinh hạo không làm kinh động người khác trực tiếp trở về căn phòng luyện công bí mật tu luyện chiến đấu với đinh sát một lần nữa xác nhận con đường võ đạo lúc trước đinh hạo nghĩ đinh hạo đơn thuần dùng lực lượng kiếm ý áp chế đinh sát hắn không sử dụng thanh kiếm rỉ sét mà đao đen tàn phá đinh hạo dùng võ học bản thân đánh bại một vị tiểu thiên tài trận chiến này giúp đinh hạo lĩnh ngộ sâu hơn về lực lượng kiếm ý đinh hạo sốt ruột lấy bộ đoàn kiếm ý có được từ thiên đao tuyệt kiếm lâu ra đinh hạo nhắm mắt lại trước mắt là trời sao màn đêm lấm tấm các đống sáng theo kinh ngược trước đây của đinh hạo thì mỗi một đống sáng đại biểu cho một loại kiếm ý rất khó tưởng tượng bộ đoàn này do tồn tại kỳ diệu nào chế tạo ra mà bao gồm nhiều kiếm ý đến thế đinh hạo không định lĩnh ngộ kiếm ý khác đinh hạo đã lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông ẩn chứa bốn lực lượng khác nhau đinh hạo chưa tham ngộ đến cực điểm biết nhiều mà tạp có lĩnh ngộ thêm kiếm ý khác không giúp hắn tăng lực công kích mà sẽ phân tán sức lực xuân hạ thu đông một năm bốn mùa cũng là một luân hồi hoàng mỹ vô khuyết có đầu có cuối có bốn loại kiếm ý này là đã đủ đinh hạo tập trung tinh thần suy nghĩ tu luyện kiếm ý ở chỗ lĩnh ngộ một niệm thông hoặc cần khổ thu nhiều năm hiện giờ bốn loại kiếm ý là xuân sức sống hạ cực nóng thu là thu hoạch đông là băng giá đã đủ bao gồm tất cả lực lượng biến hóa nhưng ta cứ cảm thấy vẫn chưa kỹ càng một năm tứ quý biến hóa ngàn vạn khí tượng 365 ngày mỗi ngày không giống nhau không nên dừng lại ở tứ quý luân hồi thật sự cần vòng quay hoàn mỹ hơn đinh hạo đâm chiêu cô động mỗi một ngày vào lực lượng một thức kiếm ý thế này rườm rà quá mỗi ngày thay đổi không rõ ràng mà lực lượng kiếm ý sẽ phân tán ngược lại không thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất không nối liền hoàn chỉnh là không thể hiện áo nghĩa luân hồi bốn mùa đinh hạo thấy lực lượng mạnh nhất của áo nghĩa kiếm ý xuân hạ thu đông nằm ở chỗ luân hồi bỏ đi luân hồi thì chỉ là bốn loại kiếm ý bình thường không có chỗ nào đáng nghiên cứu đinh hạo vắt óc suy nghĩ thời gian trôi qua từng phút giây không biết qua bao lâu sau đầu đinh hạo lóe tia sáng đinh hạo chợt nghĩ ra điều gì đầu óc mông lung trở nên rõ ràng hơn đúng vậy một năm có bốn mùa 365 ngày tuy không thể cô động mỗi ngày là một thức kiếm ý nhưng trên địa cầu kiếp trước một năm chia 24 thời tiết, phân chia như vậy là có ý nghĩa đặc biệt. Nó ẩn chứa trí tuệ của thánh nhân, triết nhân cổ địa. Mỗi một thời tiết ý nghĩa giai đoạn rõ ràng nhất mỗi khí hậu một năm, có áo nghĩa luân hồi bốn mùa, lòng đinh hạo thông, chuyển hóa bốn kiếm ý xuân hạ thu đông thành 24 tiết khí, hoàn toàn có thể diễn hóa ra huyền bí luân hồi thời gian một năm, không chỗ bỏ sót, đinh hạo thấy con đường rộng rãi trước mặt mình. Trên địa cầu kiếp trước người dân thời xưa chia 24 tiết khí không đơn giản là dấu hiệu ngày mà còn đại biểu cho Thái Dương Hoàng Kinh Độ Sổ, liên quan lớn đến địa cầu Ngân Hà Vũ Trụ. Chúng gồm có Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Sử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàng Lộ, Sương Hàng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàng, Đại Hàng. Mỗi một tiết khí đều có cách nói, áo nghĩa riêng. Đinh Hạo nhớ lại ký ức kiếp trước, lòng càng rõ ràng hơn, suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, Đinh Hạo thử tu luyện, tiết khí thứ nhất trong 24 tiết khí là lập xuân. Mỗi năm âm lịch từ ngày 3 đến 5 tháng 2 Thái Dương Hoàng Kinh độ sổ vi 315 độ, đặc điểm khí hậu cụ thể theo người địa cầu cổ nói là đông phong giải đông, chập trùng thủy chấn, ngư thượng băng, Đinh Hạo nhắm mắt lại, tất cả ý niệm tập trung vào hình ảnh ẩn chứa trong ba từ đông phong giải đông, chập trùng thủy chấn, ngư thượng băng, hình ảnh dần rõ ràng lên, trong đầu Đinh Hạo xuất hiện một hình ảnh kỳ diệu gió đông thổi qua mặt đất tuy xe lạnh nhưng không ngăn được sức sống thổi qua mùa đông dài đóng băng mặt đất tan băng chập trùng ẩn nấp trong vùng đất lạnh kết thúc ngủ đông bắt đầu thức tỉnh thân hình mấp máy cánh vỗ cùng lúc đó nước sông nửa tan khối băng trôi nổi trên sông đây là diễn hóa trong phạm trù xuân kiếm ý thuộc bốn mùa xuân hạ thu đông đinh hạo chậm rãi đứng dậy vươn tay phải ra thiên sát thần kiếm xuất hiện trong tay đinh hạo nhắm mắt lại cảm nhận một hình ảnh đinh hạo vô thức vung kiếm vận chuyển xuân chi kiếm đưa lực lượng vào đặc điểm khí hậu đông phong giải đông chập trùng thủy chấn ngư thượng băng mới đầu đinh hạo vung kiếm trúc chắc cơ thể thấy khó chịu vô cùng cảm giác như có sợi dây thừng vô hình trói buộc cơ thể người không nhúc nhích được hơi di chuyển sẽ cảm thấy tức ngực làm ngươi phát điên đinh hạo không ngừng điều chỉnh mỗi lần sẽ cảm thấy thoải mái một chút loại biến đổi nhỏ bé này những người khác không nhận ra nhưng với đinh hạo trời sinh cảm ứng đao kiếm hắn nhạy bén bắt giữ được tiến triển này thời gian lặng lẽ trôi không biết đinh hạo đã vung kiếm bao nhiêu lần Đinh Hạo hoạt động cơ thể trở nên dễ dàng hơn, Đinh Hạo ngừng vung kiếm, Đinh Hạo mở mắt ra, Đinh Hạo kinh ngạc nói: "Đây là?" Đinh Hạo phát hiện trong căn phòng luyện công bí mật có gió đông xe lạnh kèm theo chút sự sống quanh quẩn, khí lưu mắt thường có thể thấy. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng chập trùng vỗ cánh, tiếng nước chảy rì rào, nước vỗ khối băng. Trong như thể căn phòng luyện công bí mật có nước băng chảy, ngẫu nhiên có tiếng bọt nước bắn lên, là cá quẩy đuôi vỗ mặt nước, loại ảo giác này rất thật, Đinh Hạo rung động nói: "Đây là" mới rồi ta vung kiếm ý tạo thành lúc trước đinh hạo lĩnh ngộ xuân chi kiếm ý tuy rằng có uy lực lớn nhưng chưa từng chế tạo ảo giác như vậy thứ này gần như là lực lượng phát tắc đinh hạo có thể cảm giác rõ ràng có lực lượng kiếm ý vô hình ẩn giấu trong ảo giác người khác tuyệt đối không phát hiện ra đinh hạo kích phát ra lực lượng như vậy đủ giết ngay một cường giả sơ giai võ thánh cảnh thành công đinh hạo hưng phấn cười phá lên đây là lần đầu tiên đinh hạo thử nghiệm ý tưởng hắn không ngờ có hiệu quả hoàn mỹ như vậy khí hậu phân chia trên địa cầu kiếp trước phối hợp xuân chi kiếm ý kiếp này diễn ra áo nghĩa kiếm ý hoàng mỹ một thức lập xuân kiếm ý đã có con đường cần không ngừng tu luyện lĩnh ngộ nếu đến trình độ lô hỏa thuần thanh là tương đương với cường giả cao giai thánh nhân cảnh đinh hạo bình tĩnh tâm tình kích động suy nghĩ sâu xa nhưng áo nghĩa thật của 24 tiết khí ở chỗ luân hồi thời gian trong lực lượng luân hồi xem uy lực lập xuân kiếm ý thì nếu lĩnh ngộ hết nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp thi triển chúng nó dù cường giả thần cảnh cao giai cũng phải nuốt hận lòng đinh hạo máy động đánh tan lực lượng lập xuân kiếm ý trong căn phòng luyện công bí mật vách tường vốn trơn bóng trở nên loang lỗ vết kiếm đá cứng rắn nhanh chóng bốc ra như bột phấn rơi rụng minh văn trận pháp sớm bị phá hủy như thể thời gian chảy ngàn vạn năm trong căn phòng luyện công bí mật mới rồi lúc đinh hạo luyện kiếm vô tình phóng ra lực lượng tạo thành hiệu quả này đinh hạo cất bộ đoàn kiếm ý rời khỏi thanh kiếm rỉ xét ma đao đen tàn phá bên ngoài đã là mặt trời lên cao sư phụ nạp lan sơ đang tu luyện trên quảng trường trước đại điện thấy đinh hạo đi ra nàng rất vui vẻ chạy lại thỉnh an nạp lan du hiệp ngơ ngác ngồi trên ghế đá thổ nạp với mặt trời không biết cả tu luyện cái gì trông như ăn ánh nắng đinh hạo mỉm cười kiểm tra hiệu quả tu luyện của nạp lan sơ nàng tiến bộ rất nhanh một lúc sau có đan hùng kim khả ngôn báo cáo công việc trong hồng thạch trang viên một ngàn thể tu hãng hải xâm lâm đều là người mang rợ quen sống tự do trong hãng hải xâm lâm ở lì trong hồng thạch trang viên gần một tháng làm bọn họ nóng trong mình nếu không có đinh hạo kiềm chế thì hồng thạch trang viên đã sớm chạy ra ngoài chơi lão nhân hướng dẫn viên tóc rối mỗi ngày ra ngoài tìm hiểu tin tức đi sớm về trễ rất là bí hiểm lão nhân hướng dẫn viên tóc rối có mang về một số tin tức không lớn không nhỏ đinh hạo nghe mọi người báo cáo xong gật đầu ghi nhớ hỏi phải rồi đã qua một nửa thời gian nạp lan thế gia có tin tức gì không kim khả ngôn cung kính nói khởi bẩm thiên tôn vẫn không có tin tức hôm qua có người từng thấy thiên nộ kiếm nạp lan tính đức xuất hiện trong thành chắc chắn hắn ở thạch Chủy thành không biết thiên nộ kiếm nạp lan tính đức mưu tính cái gì đã tìm hiểu rõ địa vị của vô nha phu nhân trong nạp lan thế gia là sư muội của thê tử thiên nộ kiếm nạp lan tính đức minh nguyệt châu rất kiêu căng ngang ngược vô nhan phu nhân là một trong mấy người cứng cỏi trong nạp lan thế gia tin tưởng nạp lan thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ nữ nhân này chúng ta nên đề phòng cẩn thận mấy hôm nay đinh hạo gật cù khen ngợi ừm làm rất tốt lần này mang đám thể tu ra khỏi hãng hải xâm lâm giúp đinh hạo bớt rắc rối nhiều có công việc vụn vặt nào giao cho Đan Hùng, Kim Khả Ngôn đều làm rất tốt. Tuy thực lực của Đan Hùng, Kim Khả Ngôn không quá mạnh nhưng rất giỏi trong mấy chuyện này, được Đinh Hạo khen, Đan Hùng, Kim Khả Ngôn hưng phấn. Chính lúc này bên ngoài vang tiếng bước chân, một thể tu võ thánh cảnh của cận vệ doanh bước vào, thể tu võ thánh cảnh cận vệ doanh cung kính nói. Khởi bẩm thiên tôn, các vị đại nhân, bên ngoài có sứ giả của Nạp Lan Thế Gia đến, lại có Nạp Lan Thế Gia đến, mọi người lạnh lùng cười. Nạp Lan Thế Gia đúng là chết không hối cải, vênh váo đến không biết mình là ai cực kỳ ngu xuẩn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đinh hạo đại mã kim đao ngồi trên ghế vất tay nói cho vào thể tu võ thánh cảnh cận vệ doanh đi ra ngoài truyền lệnh giây lát sau lại có tiếng bước chân vang lên bốn thể tu võ thánh cảnh từng bước một đến gần hộ tống kiếm sĩ áo trắng vóc dáng thon dài đi chính giữa nam nhân trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi dưới cầm có chồng râu dài rủ xuống áo trắng tinh như tuyết không dính một hạt bụi đinh hạo nhìn mặt người này lòng giật mình hay cho nam nhân trung niên phong lưu tiêu sái khí chất xuất trần, mặt mày tuấn tú, có sức hấp dẫn trưởng thành hiếm thấy. Khóe môi nam nhân trung niên áo trắng cong lên tăng mấy phần tự tin, lúc còn trẻ chắc người này cũng là mỹ nam hiếm thấy. Khí độ của nam nhân trung niên áo trắng không tầm thường, tuyệt đối không đơn giản là cao thủ của nạp lan thế gia. Đinh Hạo có một đáp án, mặt Đinh Hạo không biểu tình hỏi. Ngươi là thiên nộ kiếm nạp lan tính đức, không hiểu sao Đinh Hạo bài xích nam nhân trung niên áo trắng này. Xin chào trang chủ, nam nhân trung niên áo trắng chấp tay, mỉm cười thông dong nói. Nhờ các vị tiền bối võ đạo, người đồng lứa trong đại lục phương đông ưu ái nên gọi tại hạ một tiếng thiên nộ kiếm, nạp lan tinh đức rất là hổ thẹn nhận. Hôm nay ở trong nhà nghe nô tài báo cáo có bằng hữu hãng hải xâm lâm đến thạch chủy thành nhưng ta bận việc trong nhà không rảnh đến thăm, đã chậm trễ nhiều, xin chuộc tội. Đinh Hạo giơ tay, một cái ghế đá bay sát mặt đất đến trước mắt thiên nộ kiếm nạp lan tinh đức. Đinh Hạo chỉ vào ghế đá, nói. Ngồi, tuy Đinh Hạo bài xích thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nhưng gã không kiêu ngạo, tư thế điệu thấp. Đinh Hạo sẽ không đánh mặt tươi cười, cộng với thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức là phụ thân ruột của Nạp Lan Sơ, nàng phải suy nghĩ cho cảm nhận của nàng, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức miễn cười nói. Đa tạ trang chủ, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức ngồi xuống. Không ngờ trang chủ còn trẻ như vậy, thật là Giang Sơn có người tài xuất hiện. Lúc trước đám nô tài của Nạp Lan thế gia ta không hiểu chuyện, mấy lần đến quấy rầy trang chủ và các bằng hữu hãng hải xâm lâm thật là đáng chết, Nạp Lan tính đức làm gia chủ xin lỗi các vị tại đây, không sao. Mạc Đinh Hạo không biểu tình nói. Nô tài không hiểu chuyện không sao, chỉ cần chủ nhân hiểu chuyện là được. Không biết Nạp Lan gia chủ đến là vì chuyện gì, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức không hề giận khi nghe Đinh Hạo châm chọc, cười to bảo. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, lần này Nạp Lan tính đức đến một là xin lỗi trang chủ, còn hai, nói đến đây vẻ mặt thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức ấy nấy, biểu tình lạc lỏng nói. Nghe nói trang chủ ra khỏi hãng hải sâm lâm có mang theo một tiểu cô nương tên là A Sơ, mắt Đinh Hạo lóe tia sáng, nói, đúng vậy a sơ là đệ tử của ta a à, vẻ mặt thiên nộ kiếm nạp lan tính đức vui sướng nói vậy thì tốt quá ta à, ta có thể gặp a sơ không khi thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nói câu này nam nhân tuấn tú luôn xuất trần bình tĩnh bỗng trở nên căng thẳng đinh hạo nhìn kỹ thiên nộ kiếm nạp lan tính đức không thấy có gì giả dối gật đầu nói đương nhiên rất nhanh hai huynh muội nạp lan sơ nạp lan du hiệp bị mang vào đại điện thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nhìn chằm chằm hai huynh muội nạp lan sơ nạp lan du hiệp đặc biệt khi thiên nộ kiếm nạp lan tính đức thấy nạp lan sơ thì trong đầu nhớ đến nữ nhân hái thuốc từng gặp người gã trung lên há mồm muốn nói gì nhưng không nói nên lời nạp lan sơ đứng bên cạnh đinh hạo hiểu ra điều gì ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn tú trong đôi mắt trong veo có chút mờ mịt lúng cuống nạp lan du hiệp ngơ ngác kéo chặt tay đinh hạo cười hít mắt nói người tốt đói cho ta ăn nạp lan du hiệp quay đầu nhìn thiên nộ kiếm nạp lan tính đức cười vương ngón rõ chỉ nói hì hì xấu xa đồ xấu xa đây là ca ca ruột của nạp lan sơ nạp lan du hiệp mắt đinh hạo như điện nhìn chằm chằm vào thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nói bọn họ đến từ thiên hoang bộ lạc trong hãng hải xâm lâm thiên hoang bộ lạc người thiên nộ kiếm nạp lan tính đức rung lên cực kỳ kích động nói giống quá giống thiên nộ kiếm nạp lan tính đức bỗng như già mấy chục tuổi đứng lên đi hướng nạp lan sơ ngần ngừ hỏi hài tử mẫu thân của ngươi có khỏe không nạp lan sơ bản năng lùi một bước cúi đầu hốc mắt ngấn lệ Nạp Lan Sơ nói. Mẫu thân đã qua đời nhiều năm, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức đứng ngay như phỏng, một lúc sau có giọt lệ lăn ra khỏi hốc mắt, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức khẽ thở dài. Ta phụ ngươi, tiểu thanh, ta phụ ngươi, đinh hạo nhíu mày nói. Ngươi là chủ thế gia, có địa vị, quyền thế cao cỡ tông chủ một phái. Tại sao nhiều năm qua chưa từng trở về, giờ người đã mất thì khóc có ích gì, thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức thở hắt ra. Là ta vô dụng ta vốn là con thứ của gia chủ đời trước nạp lang thế gia địa vị trong gia tộc rất thấp bị người khi dễ may mắn ta có chút thiên phú võ đạo luôn bị gia tộc vứt bỏ sau này ta vào hãng hải xâm lâm mạo hiểm suýt bỏ mạng trong rừng nếu không có tiểu thanh cứu thì ta đã sớm biến thành xương khô ta từng hứa đời này chỉ cưới mình tiểu thanh tiếc rằng sau này gia tộc phái người đến tìm ta buộc ta rời khỏi hãng hải xâm lâm sau này ta biết gia chủ bị người ám sát không ai thừa kế mới nhớ đến ta gia tộc có lực lượng phe phái khác có mục đích khác nhau đẩy ta lên vị trí người thừa kế. Hào môn thế gia hiểm ác hơn lòng người giang hồ, ta ở trong đó thân bất do kỹ. Vốn ta định khi hoàn toàn nắm giữ nạp lan thế gia sẽ đưa tiểu thanh ra hãng hải xâm lâm, cho nàng hưởng thụ vinh hoa thế gian này, ai ngờ, nói đến đây thiên nộ kiếm nạp lan tính đức khóc ròng rã, đinh hạo không nói, mới rồi thiên nộ kiếm nạp lan tính đức kể chuyện giống với tin tức đinh hạo có từ thiên thính hiên. Thiên nộ kiếm nạp lan tính đức đúng là con thứ, không được nạp lan thế gia xem trọng nhưng thiên phú võ đạo xuất sắc, là thiên tài hiếm gặp. Gia chủ đời trước chết bí ẩn, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức cực khổ eo lên vị trí gia chủ, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức lại nhìn hướng hai huynh muội nạp lan sơ, nạp lan du hiệp, ngồi xổm xuống, vẻ mặt thiên nộ kiếm nạp lan tính đức ấy nấy nói. Hài tử, ta là phụ thân của các ngươi. Ta có lỗi với các ngươi, có lỗi với mẫu thân các ngươi, nạp lan sơ bị hóa đá. Bao nhiêu lần trong hãng hải xâm lâm nguy hiểm bốn phía Nạp Lan Sơ luôn mơ mộng về hình ảnh này. Năm tháng cô đơn lạnh lẽo, nạp lan sơ nhỏ tuổi canh giữ trước mộ mẫu thân, nàng mong đợi phụ thân sẽ xuất hiện trước mặt gian vòng tay ấm áp ôm nàng và ca ca vào lòng. Nạp lan sơ nhớ đến trước khi mẫu thân lì đời nhìn chầm chầm nàng, lặp lại dặn dò nàng lớn lên phải ra khỏi hãng hải xâm lâm tìm phụ thân. Nạp lan sơ không biết nên đáp lại nam nhân trước mắt như thế nào, nói hận thì chắc là có, khi mẫu thân còn sống luôn nhớ đến nam nhân này từng phút từng giây, nhưng cho đến chết đều không thể đợi người thương trở về nạp lan sơ nhớ mãi đôi mắt tuyệt vọng tối dần của mẫu thân lúc chết hắn rất muốn hét lên hỏi lúc trước người ở đâu nhưng nạp lan sơ nhìn thiên nổ kiếm nạp lan tính đứt khóc lóc hối hận thì không thể lạnh lùng được dù sao người trước mắt là phụ thân của nàng là nam nhân mà mẫu thân đến chết vẫn yêu dù nạp lan sơ ăn bao nhiêu cực khổ chịu tội nhiều cỡ nào đều gánh chịu nhưng nàng không muốn khiến mẫu thân ngủ say trong vòng tay tinh thần thất vọng đau lòng nạp lan sơ sợ hãi cúi đầu kéo tay áo đinh hạo phụ phụ thân trong khoảnh khắc này lòng thiếu nữ Nạp Lan Sơ cực kỳ phức tạp, chỉ có kéo tay áo Đinh Hạo mới cho nàng lòng can đảm được. Thiên Nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nghe tiếng kêu phụ thân thì vui hớn hở như đứa trẻ, vội gật đầu, nói: "Ừm." Um. "Ừ." "Hài tử ngoan." Ha 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 ha. "Hài tử ngoan." Thiên Nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức định kéo Nạp Lan Sơ vào lòng, Nạp Lan Sơ âm thầm giật Nạp Lan Sơ lùi lại, bình tĩnh nói: "Nạp Lan gia chủ thất thố." Ban đầu ta đã phái người đến nhắc nạp lan thế gia nhưng tại sao đến bây giờ nạp lan gia chủ mới nhớ đến gặp nhi nữ của mình, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức lộ biểu tình tức giận nói. Thời gian trước nạp lan tinh đức không ở trong thạch chủy thành, không biết chuyện này. Nói ra thật xấu hổ, nghiệt tử và phu nhân của ta chung một phe, sợ ta biết sợ nhận về A Sơ, du hiệp nên hết sức che giấu, còn phái người ám sát hai đứa, thật quá đáng. May mắn ta kịp thời biết tin, lần này ta đến là muốn đón A Sơ, du hiệp trở về, bù đắp lại thiếu thốn mấy năm nay. Nếu đám không biết sống chết đó còn dám lén phá rối thì nạp lang tinh đức sẽ cho chúng biết sơn giận của ta. Đinh Hạo gật đầu, lý do này không thể cãi lại, đồng rằng hiện nay nạp lan thế gia chia ba hệ. Lúc trước thiên nộ kiếm nạp lan tính đức leo lên vị trí gia chủ cưới Trung Linh làm thê tử, giờ nàng là người cầm quyền một phe, địa vị đứng sau gia chủ. Bên ngoài đồng thiên nộ kiếm nạp lan tính đức sợ vợ, không biết là thật hay giả. Trong khi nói chuyện thì Đinh Hạo phái người thả thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ mấy chục cao thủ nạp lan thế gia bị nhốt dưới địa lao hồng thạch trang viên ra mang đến đại điện gia chủ gia chủ các cao thủ nạp lan thế gia thấy thiên nộ kiếm nạp lan tính đức thì kích động lên chắc chắn là gia chủ tức giận vung kiếm đến cứu bọn họ đám mang rợ hãng hải xâm lâm sắp tiêu đời chỉ có nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân là cảm thấy tình huống không đúng nhìn bốn phía nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân nhíu mày hỏi gia chủ một mình đến đây thiên nộ kiếm nạp lan tính đức chậm rãi đứng dậy nhìn đám người trước mắt mình mắt lóe sát ý thiên nộ kiếm nạp lan tính đức lắc người về một tiếng mấy chục cái đầu cao thủ nạp lan thế gia bay lên cổ phun vòi máu từng khuôn mặt tràn ngập khó tin động lại cái đầu rất lột bột xuống đất mãi đến khi chết các cao thủ nạp lan thế gia đều không hiểu tại sao nạp lan gia chủ xuống tay với bọn họ nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân tức giận quát hỏi nạp lan tính đức ngươi làm gì điên rồi sao giấu giếm gia chủ lén tuy sát nhi tử nữ nhi của ta là đáng chết Thiên nộ kiếm nạp lan tính đức lạnh lùng nói. Con người đều có nghịch lân, mấy năm nay ta tự hỏi lòng luôn khoan dung với hệ các ngươi, dù các ngươi có làm gì sai đều dễ dàng tha thứ. Nạp lan tinh đức này đã chiều hư các ngươi, dám giấu ta làm chuyện không thể tha thứ, nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân tức giận quát. Nạp lan tinh đức, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Là Linh Nhi Sư muội phái chúng ta đến, những người này là thân tính của Linh Nhi Sư muội. Ngươi giết chết bọn họ, theo ta thấy ngươi không muốn làm gia chủ nữa rồi ha 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 ta à, mới là gia chủ của nạp lang thế gia các ngươi vi phạm thiên nộ kiếm nạp lang tính đức cười to lộ rõ hào hùng con ngươi co rút nói ngươi chỉ là một kẻ khác họ nếu không nể mặt phu nhân thì sao ta tha thứ cho ngươi càng rỡ đến bây giờ dám lén truy sát a sơ du hiệp sau lưng ta thì phải trả giá đắt thiên nộ kiếm nạp lang tính đức nói xong nhíp ngươi một chỉ điểm vào trán nữ nhân trung niên cao quý vô nhang phu nhân nữ nhân trung niên cao quý vô nhang phu nhân hoảng hốt hét lên ngươi nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân bay ngược ra sau vỗ một chưởng tính thực lực thì nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân không phải đối thủ của thiên nộ kiếm nạp lan tính đức huống chi nàng bị nhốt trong hồng thạch trang viên thời gian dài trạng thái sa sút nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân chỉ muốn trốn chạy bởi vì nàng nhìn ra được thiên nộ kiếm nạp lan tính đức thật sự muốn giết nàng nhưng làm sao thiên nộ kiếm nạp lan tính đức chịu để nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân trốn thoát thiên nộ kiếm nạp lan tính đức hét to chết đi thiên nộ kiếm nạp lang tính đứt nhanh như ti chớp đến sau mà tới trước ngón tay như kiếm đâm thủng trưởng phong của nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân thiên nộ kiếm nạp lang tính đứt nhanh như chớp chỉ vào trán nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân đứng ngay như phỏng ngươi dám thật sự giết giết ta một giọt máu đỏ thắm chảy ra từ trán nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân nữ nhân trung niên cao quý vô nhang phu nhân là sư tỷ của trung linh đệ nhất phu nhân nạp lan thế gia. Vì có mối quan hệ này nên địa vị của nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân rất cao trong nạp lan thế gia, bình thường dựa vào trung linh tác oai tác quái. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân không quá xem trọng thiên nộ kiếm nạp lan tính đức cúi đầu vân dạ với trung linh. Hôm nay thiên nộ kiếm nạp lan tính đức biểu hiện ra sát phạt, quyết đoán, thái độ sắc bén khiến nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân mơ hồ cảm giác không ổn, chẳng lẽ nam nhân này luôn nhẫn nhịn chờ đợi, mưu đồ cái gì? phải tìm cách báo cho trung linh vấn kiếm sơn nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân nghĩ vậy liền muốn trốn nhưng ý thức càng lúc càng mơ hồ thân hình lão đảo ngã ngửa ra sau nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân chưa té xuống đất thì đầu bùng một tiếng nổ tung kiếm khí toát ra hàng loạt động tác quá nhanh người trong đại điện không kịp phản ứng đinh hạo đứng nhìn nhưng không ngăn cản thiên nộ kiếm nạp lan tính đức khá nổi danh trong đại lục phương đông hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường đây không phải toàn bộ lực lượng của thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nhưng khi gã ra tay có kiếm khí hùng hùng khuếch tán, gã là cao thủ kiếm đạo hiếm thấy. Đinh hạo thầm so sánh, thiên nộ kiếm nạp lan tính đức lĩnh ngộ kiếm đạo trừ kiếm ý ra về mặt khác không kém hơn hắn. Thiên nộ kiếm nạp lan tính đức dứt khoát giết đám người thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên cao quý vô nhang phu nhân, các cao thủ nạp lan thế gia, không lẽ lúc trước đinh hạo thật sự đã oan uổng gã, đinh hạo không quá chắc chắn, từ nay ta không cho phép bất cứ ai khi dễ hài tử của ta nữa thiên nộ kiếm nạp lan tính đức làm xong tất cả xoay người lại ánh mắt dịu dàng nhìn hai huynh muội nạp lan sơ nạp lan du hiệp biểu tình thiên nộ kiếm nạp lan tính đức xấu hổ nhấn mạnh từng chữ các con đã để các ngươi chịu khổ ta làm phụ thân có lỗi với các ngươi thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nói rồi chắp tay hướng đinh hạo mới rồi ta tức giận thất lễ chưa được trang chủ cho phép đã ra tay làm máu nhụn đại điện vô cùng có lỗi đinh hạo phất tay nói không sao một tia lửa đỏ bay ra khỏi đầu ngón tay đinh hạo vòng quanh máu và xác chết dưới đất đại điện trong khoảnh khắc xác chết máu bị đốt sạch bao gồm mùi máu trong không khí cũng không còn thiên nộ kiếm nạp lan tính đức thấy hình ảnh đó rất là giật mình thực lực của trang chủ quả nhiên là cao thâm khó dò khiến người khâm phục đinh hạo mỉm cười thái độ thay đổi nạp lan gia chủ quá khen trang chủ ta muốn mang sơ nhi du hiệp quay về nạp lan thế gia một lần để bọn họ nhận tổ quy tông mong trang chủ cho phép thiên nộ kiếm nạp lan tính đức ăn nói cực kỳ lễ phép mấy hôm nay nếu không nhờ trang chủ, các bằng hữu hãng hải xâm lâm chăm sóc bọn họ thì có lẽ ta đã phạm sai lầm lớn. Nạp lan tính đức vĩnh viễn ghi khắc ân đức của các vị, ta xin nhớ ân tình này. Mai sau trang chu có gì cần giúp cứ phái người đến nạp lan thế gia, ta sẽ không từ chối, Đinh Hạo mỉm cười nói. A à sơ là ân nhân cứu mạng của ta, còn là đệ tử thân truyền, ta và các huynh đệ hãng hải xâm lâm chăm sóc nàng không phải vì muốn nạp lan gia chủ báo đáp, vân vân vân, là ta nói bậy, kiên nộ kiếm nạp lan tính đức cười nói lúc còn trẻ ta từng đi hãng hải xâm lâm biết thể tu bên trong đầu là anh hùng hào nghĩa thật sự trang chủ nhận a sơ làm đệ tử thân truyền thì ta cũng nở mặt lây chờ sau khi a sơ du hiệp nhận tổ quy tông rồi ta sẽ đưa bọn họ quay về hồng thạch trang viên ngay để a sơ tiếp tục học nghệ với trang chủ không biết ý của trang chủ ra sao đinh hạo nhìn hai đứa trẻ nói chuyện này hãy để bọn họ tự mình quyết định đi thiên nộ kiếm nạp lan tính đức gật đầu nói a sơ du hiệp các ngươi có đồng ý theo phụ thân không xứng chức này về không? Ta biết các ngươi gần gũi với trang chủ, muốn đi theo hắn. Lần này quay về sẽ không quá lâu, đưa bài vị mẫu thân các ngươi và từ đường nạp lan thế gia, cho nàng một chỗ an ủi là các ngươi có thể trở về. Ha ha, xấu xa, đồ xấu xa, nạp lan du hiệp cười ngớ ngẩn, bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thân hình nhỏ xinh của nạp lan sơ khẽ rung, bản năng ngẩng đầu nhìn đinh hạo. Nạp lan sơ ngần ngừ một lúc sau chợt nhớ lời trăn trối của mẫu thân, nhớ mấy hôm trước nói chuyện với đinh hạo cuối cùng nàng gật đầu mặc kệ thế nào thì nạp lan sơ phải hoàn thành tâm nguyện cho mẫu thân nếu mẫu thân còn sống nhất định hy vọng nàng và ca ca có thể nhận tổ quy tông thiên nộ kiếm nạp lan kính đức hưng phấn cười nói ha 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 tốt quá tốt quá a à sơ đa tạ ngươi tha thứ cho phụ thân không xứng trước này thiên nộ kiếm nạp lan kính đức thở vào một hơi nạp lan sơ quỳ hai gối dùng thân phận đệ tử cung kính hành lễ trước mặt đinh hạo sư phụ ta định quay về với phụ thân vài ngày giải quyết tâm nguyện của mẫu thân đinh hạo thản nhiên nhận nạp lan sơ cúi đầu gật gù nói đi đi hãy cẩn thận có bị uất ức gì thì đến tìm sư phụ nạp lan sơ gật đầu nói ừm tiễn thiên nộ kiếm nạp lan tính đức hai huynh muội nạp lan sơ nạp lan du hiệp rời đi đinh hạo trầm ngâm đứng trước cửa hồng thạch trang viên đang hùng khẽ thở dài số huynh muội a sơ thật đáng thương nhưng giờ xem như mây đen tan mặt trời sáng nạp lan tinh đức cuối cùng có lương tâm tiếp cho dược nữ không thể đợi ngày này đến đa số người cận vệ doanh đều biết chuyện của nạp lan sơ bọn họ rất thích thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời này kim khả ngôn lên tiếng bộ lạc trong hãng hải xâm lâm chúng ta luôn bị người đại lục phương đông khinh thường dược nữ thâm tình không biết chịu bao nhiêu uất ức vì nạp lan tinh đức chưa kết hôn đã sinh đôi nhi nữ vất vả nuôi lớn giờ có thể nhận tổ quy tông tin tưởng nàng ở trong vòng tay tinh thần mỉm cười được rồi dược nữ thiên hoang bộ lạc chỉ là một nữ nhân bình thường tình cờ gặp thiên nộ kiếm nạp lan tính đức nên xảy ra nhiều chuyện đám thể tu hãng hải xâm lâm đứng trên lập trường đồng bào vui thật lòng vì tình cảnh này đại ma vương tà nguyệt nhảy lên vai đinh hạo ngáp dài meo bộ dạng nạp lan tinh đức thật đáng đánh chính đại ma vương tà nguyệt có quan hệ rất tốt với nạp lan sơ luôn ôm thành kiên về thiên nộ kiếm nạp lang tính đức gâu 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 con chó mực to lắc ba cái đầu không biết nó có ý gì đinh hạo không đáp xoay người đi vào đại điện đinh hạo trở vào căn phòng luyện công bí mật tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp đại ma vương tà nguyệt nhảy xuống đất nghi ngờ nói với tiểu hắc mèo ngươi có cảm thấy hình như nhân sủng có tâm sự gì không ta cảm giác có kẻ sắp xui xẻo con chó mực to gật đầu gâu 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 ba cái đầu con chó mực to đụng vào nhau trong căn phòng luyện công bí mật một luồng kiếm khí quanh quẩn bên người đinh hạo có tiếng từng giọt nước mưa rào rào rơi sức sống yếu ớt lan tràn có tiếng hồng nhạn vỗ cánh nhưng nghe kỹ thì trừ đao kiếm khí ra không có thứ gì khác tất cả là ảo giác đinh hạo nhắm mắt lầm bầm vũ thủy thứ hai trong 24 mươi tiết khí Thái Dương Hoàng Kinh độ sổ 330 độ, có ba đặc điểm là thác tế ngư, hồng nhạn đến, thảo một manh động, mưa rơi chứa sức sống mùa xuân. Thác tế ngư ý chỉ đầu xuân đến, hà thác sẽ bắt được cá nằm xếp lớp bên bờ sông tựa như tế tự, biểu đạt xuân đến vạn vật thức tỉnh, mặt đất tan băng. Hồng nhạn đến là hồng nhạn cảm giác khí hậu thay đổi từ phương xa đến. Thảo một manh động miêu tả chồi non xanh nhú lên, tràn trề sức sống, khí hậu vũ thủy lộ rõ ba đặc điểm này nhất, trong đầu đinh hạo tưởng tượng hình ảnh, vung kiếm lên mỗi kiếm nhìn như mềm nhẹ nhưng kiếm ý mênh mông mưa rơi rào rào tiếng hồng nhạn hú dài cỏ cây đâm chồi ảo giác tiếng động thậm chí càng rõ ràng hơn đến cuối cùng môi trường bên ngoài đinh hạo thay đổi hoàn toàn hắn ở trong bãi cỏ bừng bừng sức sống sông chảy dài hồng nhạn bay trên trời dào dạt phấn chấn không biết qua bao lâu đinh hạo thu kiếm đứng thẳng ảo giác tiếng dần biến mất đinh hạo vừa lòng mở mắt ra suy nghĩ của ta là đúng nhị thập tứ tiếp khí kiếm pháp biến đổi quỷ thần khó lường ẩn chứa đại đạo chí lý trong thiên địa là pháp tắc trời trăng vũ trụ cụ thể hóa lấy kiếm ý diễn biến thắng bất cứ thần thông nào càng tu luyện nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp đinh hạo càng có niềm tin nếu đinh hạo đi hết con đường kiếm ý này sẽ có thể kinh diễm thiên hạ bây giờ đinh hạo chỉ mới nắm giữ sơ hai kiếm ý tiết khí vũ thủy lập xuân kiếm ý đã cảm nhận được lực lượng khủng bố liên tục thi triển hai kiếm ý lại có biến đổi uy lực tăng gấp mấy lần đinh hạo có dự cảm khi cụ thể lĩnh ngộ hai tiết khí vũ thủy lập xuân kiếm ý thì uy lực sẽ tăng theo cấp số nhân nếu đinh hạo lĩnh ngộ hết bốn mùa xuân hạ thu đông thì uy lực kiếm ý đủ cho hắn vang dội cổ kim tuy nhiên đinh hạo suy nghĩ một điều khác nhíu mày lầm bầm bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông có thể diễn hóa ra 24 mươi tiết khí nhưng còn đao ý đao pháp thì sao nếu cũng làm 24 mươi tiết khí đao ý thì không sáng tạo trùng hợp với kiếm ý kiếm pháp có lẽ khi thi triển sẽ quấy rầy nhau đinh hạo suy nghĩ sơ sau đó từ bỏ ý nghĩ diễn hóa 24 mươi tiết khí bằng đao ý đao pháp trước mắt đinh hạo lĩnh ngộ đao ý vẫn là bốn loại xuân hạ thu đông bốn đao ý cơ sở nếu không diễn hóa 24 tiết khí thì nên làm cái gì? Đinh Hạo không có manh mối gì, Đinh Hạo thầm nghĩ. Nếu có cái gì đối ứng với 24 tiết khí thì không cần đao kiếm hợp bích cũng có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, tạm thời Đinh Hạo không có ý tưởng gì, Đinh Hạo cất thiên sát thần kiếm, bộ đoàn kiếm ý, khoanh chân tại chỗ. Đinh Hạo vận chuyển huyền chiến thắng quyết hồi phục huyền khí trong cơ thể, ôn nhuận thần thức, chốc lát sau đa qua mấy canh giờ, khi Đinh Hạo ra khỏi căn phòng luyện công bí mật đã là buổi trưa hôm sau. Đinh Hạo ăn cơm trưa trong hồng thạch trang viên, nhàn nhã đi dạo thạch chủy thành, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp không ở bên cạnh làm Đinh Hạo hơi không quen. Nghe nói đại ma vương Tà Nguyệt cùng lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi dạo, không biết lại nảy ý xấu gì, sẽ có người xui xẻo. Tiểu Hắc vẫn trong trạng thái kỳ dị, lười biến nằm bên cạnh diễn võ trường, thường so đấu với đám thể tu hãn hải xâm lâm, thạch chủy thành càng hỗn loạn hơn mấy ngày trước, Đinh Hạo thấy đủ loại sinh linh kỳ lạ trên đường đi. Có người vượng đầy lông đen, có thiếu nữ thú nhân tộc hồ ly có đuôi có quái vật hải tộc toàn thân dân trào hơi thở nguyên tố thủy có bóng dáng vũ tộc phương tây đinh hạo cảm thán rằng xem ra đêm đó dương đại ca nói đúng thạch Chủy thành sắp thoát khỏi thần đình khống chết biến thành đất vô chủ hào cường các phương tụ tập đã không chỉ là lãnh địa nhân loại thần ân đại lục là thế giới rất lạ đầy các chủng tộc nhưng không có yêu tộc chủng tộc gần với yêu tộc gọi là thú nhân tộc nếu phân chia kỹ thì có khác biệt rõ ràng Yêu tộc trên Vô Tận Đại Lục đa số là hậu thiên tu luyện công pháp yêu tộc thành tinh mở ra trí tuệ, chỉ số ít dựa vào truyền thừa huyết mạch. Thú nhân tộc trên Thần Ân Đại Lục thì là chủng tộc trí tuệ khác, từ ngày sinh ra đã có trí thông minh, nhiều năm diễn hóa ra, chủng tộc cự thú càng cường đại đến đáng sợ. Đinh Hạo đi trên đường nhìn bốn phía hỗn loạn, Đinh Hạo đi bốn, năm dặm đã gặp mấy chục nhóm đánh lộn. Có cường giả vũ tộc bị thú tộc xé cánh, có chiến sĩ kình như hải tộc dùng thiết xoa đâm thủng người cường giả giao nhân tộc. Có cường giả nhân loại so đấu có cường giả các tộc cùng đánh túi bụi mỗi giây mỗi phút tòa thành thị này chảy máu sắp biến thành tòa thành tội ác các cường giả chủng tộc tụ tập lại kết quả duy nhất là mang theo thù hận chiến loạn với nhau thạch trụ thành vốn yên bình tùy thời biến thành chiến trường đặc biệt là cường giả cao giai chiến đấu hở chút là sập nhà đổ tường đánh đến đất nước nước sông lan tràn trị an thạch trụ thành càng lúc càng ác hóa cường giả chủng tộc khác nhau đánh lộn đẳng cấp khác đội tuần tra thần đình phương đông vốn hay chạy ra giữ trật tự sau mấy lần bị công kích thì im hơi lặng tiếng dường như thần đình phương đông bất lực trước tình huống rối loạn này đã từ bỏ quyền lực khống chế thạch thủy thành trong hoàn cảnh thế này ngày càng nhiều dân chúng nhân loại thế lực môn phái nhỏ chạy nạn khỏi thạch thủy thành những người không có năng lực rời đi thạch thủy thành thì kinh cũng cầu mong đừng bị nhắm trúng tốt nhất là sống tạm bỡ như con kiến chỉ những đại thế lực cường giả mới lù lù bất động trong loạn tượng này chờ tiên khí trong truyền thuyết giáng thế tranh giành khí vận gần đây khắp thạch thủy thành đều truyền các tin đồn lớn nhỏ khiến người giật mình nhất là tinh tiểu thiên tài của thần đình phương đông Đinh Sát bị người tính kế trọng thương, mới đầu không ai tin tưởng, dù sao chỗ này còn là địa bàn của thần đình Phương Đông. Đinh Sát là thiên tài thiếu niên hiếm thấy, có lực lượng huyết mạch đặc biệt, có cao thủ thần đình Phương Đông đi theo bảo vệ. Muốn bị thường Đinh Sát là vô cùng khó khăn, trừ phi cường giả thần cảnh cao giai thế hệ trước ra tay, nhưng ngày càng nhiều tin tức tuôn ra, sự thật càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng khẳng định Đinh Sát thật sự thua, thua hoàn toàn, nghe nói Đinh Sát bị thương rất nặng, không chỉ tu vi hủy mà thức hải cũng bị phá, thành phế nhân điên khùng lực lượng huyết mạch hoàn toàn biến mất đinh sát không còn khả năng vùng lên tin tức truyền ra khắp nơi xôn xao đối với một cường giả võ đạo thiếu niên đắc chí thì điều này còn tàn nhẫn hơn là giết chết đinh sát nghe nói bây giờ bác thần tử đinh xuất lâm của thần đình phương đông nghe tin nhi tử thảm thương thế này liền mang theo cường giả cao thủ dưới tay đến thạch chuỷ thành trả thù cho đinh sát đinh xuất lâm thề đao ba tất đất mẫu thân lên tìm hung thủ sau đó băm vằm ra ngàn mảnh đinh xuất lâm chỉ có duy nhất một nhi tử đinh sát là tương lai hy vọng hệ của gã đinh xuất lâm yêu thương nâng niu đinh sát hết mực bây giờ gã rơi vào kết cục thế này chẳng khác gì cắt đứt hy vọng hệ của đinh xuất lâm chuyện này chẳng khác nào đào tim gan đinh xuất lâm ra hỏi sao gã không tức giận bác thần tử đinh xuất lâm gào thét ta thề dù là kẻ nào xuống tay với sát nhi của ta một khi ta điều tra được sẽ khiến hắn và tất cả người thân bằng hữu của hắn muốn sống không được muốn chết không xong ta muốn nghiền xương chúng thành tro người toàn thạch chủy thành đều nghe tiếng trống của đinh xuất lâm lục tục có tin tức nói người thiết kế đối phó đinh sát chính là thanh niên bí ẩn mấy chục ngày trước được nguyên mẫu tinh khoáng tại thánh nguyên tiền trang nhiều người mới đầu cảm thấy người trẻ tuổi gặp vận may từ trên trời rơi xuống cảm giác hắn sớm muộn gì sẽ bị cắt cường giả thế lực truy sát đến chết bọn họ không ngờ người trẻ tuổi gặp vận may từ trên trời rơi xuống khủng bố như thế không ra tay thì thôi ra tay đã phế một vị thiên tài tuyệt thế của thần đình phương đông xem ra thanh niên này không phải nhân vật đơn giản gió mây quỷ quyệt thay đổi khiến người nhìn không thấu đinh hạo nghe tin tức chỉ cười xòa lúc trước đinh hạo cố ý lộ ra nguyên mẫu tinh khoáng là vì dụ đinh sát vào bẫy đinh hạo từng nghiên cứu tính cách của đinh sát tên này thiếu niên đắc chí thiên phú phi phàm sát tính rất nặng lại còn tham lam hẹp hòi đinh hạo chắc chắn một khi đinh sát tìm ra hắn sẽ không chia tin tức với đám đinh linh mà một mình theo dõi đinh sát không phải mục tiêu thật sự của đinh hạo đinh hạo muốn dụ đinh xuất lâm ra năm xưa đinh xuất lâm là hung thủ phản bội phụ thân khiến đinh thánh thắng rơi vào đường cùng chính đinh xuất lâm mới là kẻ phải đền tội cũng là gã đã lừa Đinh Hạo ra khỏi đại thần tử phủ đệ, rút hết tinh huyết của hắn. Đinh Hạo muốn dụ Đinh Xuất Lâm ra báo thù mũi tên năm xưa. Bây giờ Đinh Xuất Lâm đến Thạch Chủy Thành, tiếp theo Đinh Hạo cần mưu tính dụ lão tặc ra, đao kiếm chặt đức ân cừu ngày xưa. Nhân tố duy nhất không xác định là Đinh Hạo không biết thực lực cá nhân hiện giờ của Đinh Xuất Lâm đến trình độ nào. 13 vị thần ngày xưa của thần đình phương Đông đều là kinh tài tuyệt diễm, dù là thập thần tử tư chất xếp chót bây giờ cũng là cường giả bán thần cảnh. Tư chất của Đinh Xuất Lâm hơn thập thần tử nhiều, chắc đã sớm bước chân vào thần cảnh đinh hạo không quá sốt ruột đinh hạo lững thững đi dạo ngẩng đầu thấy kiến trúc to lớn màu vàng đập vào mắt rộng lớn mà xinh đẹp xa hoa chính là thánh nguyên tiền trang lòng máy động đinh hạo bước vào thánh nguyên tiền trang tiểu tư áo xanh nhiệt tình hướng dẫn đinh hạo vào đại sảnh thánh nguyên tiền trang đinh hạo quét mắt bốn phía thấy trưởng quầy trung niên ục ịch thân thiện đinh hạo đi qua đưa tử tinh tạp ra trưởng quầy trung niên ục ịch biến sắc mặt cực kỳ cung kính dẫn hắn rời khỏi đại sảnh trưởng quầy trung niên ục ịch Đinh Hạo đi tới một gian phòng khách quý cực kỳ nghiêm ngặt trên tầng 2, giây lát sau từ trường thanh vội vàng đi tới, gặp Đinh Hạo lập tức hành lễ nói. Không biết là người đến nên chậm trễ, xin thứ tội, lần trước Đinh Hạo đã thấy uy lực của tử tinh tạp, biết từ trường thanh cung kính với hắn là vì tấm thẻ, Đinh Hạo đứng dậy, khiêm tốn cười nói. Từ trưởng quầy đừng câu nệ như vậy. Ta tình cờ đi ngang qua, đi vào nhìn xem. Ta muốn lĩnh chút huyền tinh thạch, không biết có được không, từ trường thanh cười nói. Chuyện nào có đáng gì, từ trường khanh xoay người nói với trưởng quầy trung niên ục địch lão tào ngươi lập tức ra quầy lĩnh 100 vạn cực phẩm huyền tinh thạch mang đến giao cho quý khách đinh hạo há hốc mồm 100 vạn cực phẩm huyền tinh thạch đinh hạo chỉ muốn lĩnh mấy vạn huyền tinh thạch từ trường khanh một hơi lấy nhiều huyền tinh thạch như vậy một tấm tử tinh tạp đại biểu cái gì mà khiến đại trưởng quầy từ trường thanh chi nhánh thánh nguyên tiền trang cung kính như thế xem bộ dáng thì đinh hạo muốn lĩnh nhiều cực phẩm huyền tinh thạch hơn nữa từ trường Khanh cũng sẽ không từ chối đinh thánh tháng để lại tử tinh tạp cho đinh hạo là thứ gì đây rất nhanh trưởng quầy trung niên ụt ịch tên lão tàu cầm một túi không gian trắng tinh chạy về túi không gian thủ công tinh xảo tuyệt luân đeo bên người cũng là một bảo bối hiếm thấy trong túi chứa một trăm vạn cực phẩm huyền tinh thạch trưởng quầy trung niên ụt ịch cung kính đặt vào tay đinh hạo từ trường khanh hỏi dò không biết số huyền tinh thạch này đã đủ chưa nếu không đủ thì ta kêu người đi lấy thêm ngay đinh hạo vội nói đủ rồi đa tạ từ trưởng quầy từ trường khanh cung kính nói có thể cống hiến sức lực cho người là vinh hạnh của từ trường khanh Đinh Hạo thuận miệng hỏi. "À phải rồi, lần trước ta liệt kê danh sách không biết từ trưởng quầy đã tìm được cái nào chưa?" Từ Trường Khanh lộ biểu tình ngại ngùng nói. "Thạch Chủy thành dù gì là biên cảnh Đại Lục Phương Đông, gần đây không thái bình, Thánh Nguyên Tiền Trang gặp chút tấn công nên chỉ tìm được hai loại." Đinh Hạo ngẩn người hỏi. "Loại nào?" Từ Trường Khanh nói. "Vâng, xin quý khách bớt giận, ta nhất định sẽ ra lệnh cho người hết sức tìm kiếm. Ta đã báo lên tổng trang, tin tưởng rất nhanh sẽ có nhiều tin tức tốt hơn." Từ trưởng quầy hiểu lầm. Đinh Hạo vội giải thích rằng, ta biết danh sách liệt kê thứ rất quý hiếm, từ trưởng quầy tìm được hai loại trong thời gian ngắn đã khiến ta vui mừng không xiết. Khi đó Đinh Hạo đưa ra danh sách là thần liệu hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng kêu hắn tìm, báo vật dùng để rèn thần khí, rất quý hiếm, cường giả thần cảnh còn phải đỏ mắt thèm muốn. Đinh Hạo thêm vào mấy báo vật cần cho luyện thể như ngọc trong thạch càng là kinh thế hải tục, vốn Đinh Hạo chỉ hy vọng mạng lưới thánh nguyên tiền trang nhanh nhạy có thể thể ra chút manh mối, hắn sẽ đi tìm những báo vật này. Đinh Hạo không ngờ mới có nửa tháng từ Trường Thanh đã tìm ra hai loại, lực lượng của Thánh Nguyên Tiền Trang thật đáng sợ. Trong khi nói chuyện trưởng quầy trung niên ục lão tàu đi rồi về, cẩn thận cầm một cái hộp màu đỏ đặt trước bàn bát tiên tinh thạch trước mắt Đinh Hạo, trưởng quầy trung niên ục kịch lão tàu nói. Xin quý khách kiểm tra hàng, đồ vật ở bên trong, Đinh Hạo liếc sơ, cảm ơn, cẩn thận dỡ nắp hộp gỗ, xẹt 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 xẹt, mảng lớn ánh sáng lam bay ra, màu sắc mộng ảo nhuộm phòng khách quý thành sắc xanh biếc. Không khí dân trào nguyên tố thủy, tinh thuần làm người ta say mê đinh hạo giật mình kêu lên ngọc trong thạch còn là lam tủy ngọc trong thạch một trong bảy tuyệt phẩm từ trường thanh lộ biểu tình ngạc nhiên từ trường thanh không ngờ đinh hạo nói ra phẩm tướng của ngọc trong thạch này nên biết trong danh sách đinh hạo đưa chỉ liệt kê ba chữ ngọc trong thạch không yêu cầu phẩm tướng ngọc trong thạch là thiên tài địa bảo rất hiếm thấy dù không xếp trong hàng bảy tuyệt phẩm cũng là bảo bối làm tim cường giả thần cảnh đập nhanh bởi vì ngọc trong thạch hiếm thấy nên nhiều người chỉ nghe chứ chưa từng thấy càng không hiểu rõ phân chia phẩm tướng ngọc trong thạch, thanh niên này nói chính xác phẩm tướng, tên của khối ngọc trong thạch này, còn biết danh từ bảy tuyệt phẩm, không đơn giản, Từ Trường Khanh rất tò mò về Đinh Hạo, từ trường thanh tỏa trấn chi nhánh Thánh Nguyên Tiền Trang thạch chủy thành đã mấy chục năm, đôi mắt thấy biết bao nhiêu anh hùng, kiêu hùng, cường giả, tà ma. Từ Trường Khanh tự hào tiếp xúc sơ sẽ nhìn thấu nhiều người, nhưng gã không thể thấy rõ thanh niên cầm tử tinh tạp đi Thánh Nguyên Tiền Trang, từ trường thanh khẳng định Đinh Hạo không hơn hai tuổi, tu vi huyền khí chỉ mới vào thánh nhân cảnh không hiểu sao thanh niên trẻ tuổi như vậy nhưng có hơi thở bí hiểm sâu thẳm tang thương như đã trải qua nhiều chuyện căn cứ tin tức ảnh báo về thì thanh niên này thiết kế phế bỏ đinh sát ở lạc thánh sơn mạch lúc tin tức truyền về từ trường thanh cực kỳ giật mình vì theo thánh nguyên tiền trang hiểu biết đinh sát chính là đỉnh cường giả thánh nhân cảnh bàn về sức chiến đấu thì nửa bước đã vào thần cảnh đinh sát còn mang theo mấy chục cường giả thánh nhân cảnh thành danh đã lâu tụ tập lại lực lượng đủ khiến cường giả bán thần cảnh run rẩy dù gặp cường giả thần cảnh nổi tiếng đã lâu đinh sát không tấn công được nhưng dư sức bảo vệ mình chạy trốn nhưng lực lượng như vậy trong một canh giờ ngắn ngủi đã bị thanh niên này giết sạch tức là thực lực thật của thanh niên đáng sợ hơn vẻ ngoài cụ thể thanh niên đến trình độ gì thì từ trường thanh không nhìn ra đinh hạo chậm rãi vươn tay lấy ngọc trong thạch xanh biên biết như thần thạch ra khỏi hộp quan sát cẩn thận bên tai đinh hạo nghe tiếng sóng biển xô bờ xúc giác mắt lạnh từ bàn tay chạy dọc khắp người khiến cơ thể cực kỳ thoải mái không sai đúng là lam tủy ngọc trong thạch trong bảy tuyệt phẩm là một loại ngọc trong thạch đinh hạo rất muốn có với ngọc trong thạch lúc trước đinh hạo dung hợp làm tủy ngọc trong thạch ẩn chứa tịnh hóa triều tịch thủy hệ trong thiên địa có thể nói là kết thúc đại đạo pháp tắc thủy hệ sau khi dung hợp lam tủy ngọc trong thạch sẽ thay đổi huyết quản cốt tủy dây chằng yếu ớt mà quan trọng nhất trong cơ thể người lam tủy ngọc trong thạch còn thay đổi đường huyền khí kinh mạch là thánh vật cao cấp nhất của đạo luyện thể quá quý giá giọng đinh hạo run run quay đầu liếc từ trường khanh đinh hạo hỏi cái này có giá bao nhiêu huyền tinh thạch Tử tinh tạp của ta mua nó được không? Tuy Đinh Hạo có 100 vạn tuyệt phẩm huyền tinh thạch, nhưng trước Lam Tủy Ngọc trong thạch tinh thể lam hắn cảm thấy mình nghèo như kẻ ăn mày, bởi vì báu vật tuyệt thế như Lam Tủy Ngọc trong thạch là vô giá, 1000 vạn tuyệt phẩm huyền tinh thạch cũng không thể mua được một báu vật như thế. Lam Tủy Ngọc trong thạch là kết tinh của lực lượng pháp tắc thiên địa, là lúc nguyên tắc thiên địa thời thượng cổ rõ ràng nhất sinh ra tinh thể trong môi trường đặc biệt, số lượng thưa thất hữu hạn. Bây giờ trên thần Ân đại lục, lực lượng triều tịch thiên địa giảm bớt, lực lượng pháp tắc mơ hồ nhiều muốn tự nhiên ngưng kết ra ngọc trong thạch như lam tuỷ ngọc trong thạch là không thể được bởi vậy dùng hết một khối là thiếu đi một từ trường khanh giật mình vội hỏi quý khách quá khách sáo tuy lam tuỷ ngọc trong thạch quý giá nhưng cũng là vật có giá người lại cầm tử tinh tạp khi mua mọi hàng hóa trong thánh nguyên tiền trang đều được giảm giá mức lớn nhất với mức hạn ngạch tử tinh tạp của người dư sức mau lam tuỷ ngọc trong thạch chỉ cần người đưa tử tinh tạp ra làm xác nhận là được đinh hạo ngẩn người Tuy lúc trước Đinh Hạo đã đoán được tử tinh tạp quý giá nhưng không ngờ nó quý đến mức này, có thể mua cả báu vật như ngọc trong thạch, vậy xin đa tự từ trưởng quầy. Đinh Hạo bình tĩnh tinh thần đưa ra tử tinh tạp, từ trường khanh tự mình cầm tử tinh tạp rời đi, mang theo trưởng quầy trung niên ục ịch lão tàu xác nhận, trong phòng riêng chỉ còn một mình Đinh Hạo. Đinh Hạo nhiều lần xác nhận Lam Tủy Ngọc trong thạch không thành vấn đề, hắn kiềm nén tâm tình kích động cẩn thận cất nó đi. Có báu vật ngọc trong thạch là Đinh Hạo tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ tăng tu vi độ mạnh cơ thể lên một đẳng cấp, vào cảnh giới tam khiếu, tứ khiếu võ thánh cảnh, khi chiến tranh sắp bùng nổ, thực lực không cao một phần thì không có tư cách giữ mạng, Đinh Hạo nhìn hướng cái hộp đỏ thắm, hộp chia làm hai tầng, tầng một chứa lam thủy ngọc trong thạch, tầng hai còn có báu vật khác. Đinh Hạo mở nắp tầng hai, một đoàn sáng đỏ rực bay ra, nhanh như tia chớp muốn chạy trốn, Đinh Hạo giật nảy mình, phản xạ chộp lấy ánh sáng đỏ, bàn tay Đinh Hạo cảm giác nóng cháy như cầm một khối than lửa, ngón tay Đinh Hạo siết ánh sáng đỏ thẫm, thứ như rau câu thạch vùng vẫy vặn vẹo. Kích cỡ bằng hồng hạnh nó tỏa ánh sáng nóng rực như có sự sống muốn nhảy ra khỏi bàn tay đinh hạo đây là mắt đinh hạo sáng lên nuốt nước miếng tim lại đập nhanh đinh hạo không thể tin đây là một khối tiên kim xích lệ tiên kim truyền thuyết trong thái cổ có tiên nhân tiêu giao nhân thế gian màn trời chiếu đất nuốt nhật nguyệt tinh hoa không ăn nhân gian khói lửa lúc đau buồn khóc thì có giọt nước mắt đỏ chảy ra từ mắt tiên mang theo lửa giận của tiên nhân đủ đốt tất cả tà ác trên thế gian nên mới gọi là xích lệ tiên kim đây là loại thần liệu dùng để rèn thần khí thậm chí là tiên khí nghe đồn dù là huyền khí bình thường hay bảo khí sen lẫn vào một chút xích lệ tiên kim là có thể biến bình thường thành thần sinh ra linh tính có sinh mệnh nhảy lên vũ khí hiếm thấy vô cùng ghê gớm thánh nguyên tiền trang thật là ghê gớm có thể tìm được thứ như vậy quá đáng sợ nội tình như vậy dù thần đình phương đông cũng chỉ có thế đinh hạo cảm thấy thánh nguyên tiền trang sâu khó dò trong đại lục phương đông có rất nhiều siêu tông môn chưa chắc có được bảo bối như lam tủy ngọc trong thạch xích lệ tiên kim chỉ một chi nhánh thánh nguyên tiền trang ở thạch Chủy thành đã lấy ra thứ kinh người như vậy trong thời gian ngắn sao đinh hạo cảm thấy thánh nguyên tiền trang còn cường đại hơn cả thần đình phương đông đinh hạo tim đập chân rung bên ngoài vang tiếng gõ cửa từ trường thanh nâng tử tinh tạp đi vào cung kính trả cho đinh hạo từ trường thanh nói chúng ta đã xác nhận thanh toán trừ bớt trong tạp phiến mời công tử cầm về công tử có thể mang đi lam tủy ngọc trong thạch xích lệ tiên kim đinh hạo choáng vàng cầm tử tinh tạp chuyện hôm nay vượt qua tưởng tượng của đinh hạo phụ thân để lại tài phú gì cho hắn. Chỉ lấy tấm nhỏ nhất trong ba tử tinh tạp đã có hiệu quả như vậy, nếu lấy hai tấm khác ra sẽ gây chấn động thế nào? Từ trưởng quầy, thứ lỗi cho ta hỏi một câu, tử tinh tạp có giá trị lớn đến vậy sao? Đinh Hạo kìm không được hỏi. Từ trưởng quầy không sợ ta nhặt được tấm thẻ, ta không phải chủ nhân thật sự của nó, quý khách nói đùa, từ trường thanh miễn cười nói. Quy tắc của thánh nguyên tiền trang là trước giờ chỉ nhận thẻ không nhận người, Đinh Hạo ra khỏi thánh nguyên tiền trang còn thấy bần thần, thu hoạch hôm nay quá lớn đinh hạo nhớ lại những gì xảy ra cảm thấy không chân thật đinh hạo nhìn sắc trời mặt trời sắp xuống núi đinh hạo ngẫm nghĩ bay thẳng đến hồng thạch trang viên đinh hạo cần dung nhập lam tủy ngọc trong thạch vào người ngay tăng sức chiến đấu lên đinh hạo phải nắm chặt thời gian miễn cho đêm dài lắm mộng đinh hạo đi dạo trên đường một lúc sau đó nhận ra đã lạc đường đinh hạo phải bỏ tiền mời hướng dẫn viên mới trở về hồng thạch trang viên trước khi mặt trời lặn đại nhân đã về đang hùng chạy ra ngay báo cáo hôm nay có một vị người trẻ tuổi tự xưng là đến từ thiên thính hiên nói muốn kiếm người, chờ đại nhân đã ba canh giờ trong đại điện. Sau này không chờ nổi, thanh niên kia để lại một thứ rồi đi, thiên thính hiên, mắt đinh hạo sáng lên, hay bọn họ đã có tin tức của đám người 12N, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh, đinh hạo hỏi. Để lại vật gì, là một khối ngọc bài, đang hùng đưa ra ngọc bài trắng tinh to cỡ bàn tay, nói. Trước khi rời đi thanh niên đòi lấy một ngàn tử huyền tinh thạch, bảo là lúc trước đã bàn giá tiền với người ta thấy hắn không giống lừa bịp nên đã kết toán đinh hạo quan sát sơ thấy ngọc bài đúng là đến từ thiên Kính hiên gật đầu nói ngươi làm rất tốt đinh hạo thở vào đinh hạo ngẫm nghĩ lấy ra 10 vạn cực phẩm huyền tinh thạch trong không gian trắng nói đây là quân lương của các huynh đệ cận vệ doanh trong thời gian này ngươi phụ trách phân phát đi cũng tuyền lệnh của ta giải trừ lệnh cấm các huynh đệ cận vệ doanh có thể đi trong thành giải sầu nhớ đừng gây chuyện ngươi phái mấy cao thủ đến chỗ nạp lan thế gia quan sát cẩn thận có gió thổi cỏ lay gì lập tức báo cáo cho ta biết đang hùng vỗ ngực bảo đảm thiên tôn đại nhân yên tâm đinh hạo gật đầu đi hướng căn phòng luyện công bí mật đinh hạo vừa đi vừa đọc tin tức trong ngọc bài của thiên thính hiên liên tục thay đổi biểu tình đinh hạo vào căn phòng luyện công bí mật cất ngọc bài thở hắt ra biểu tình không biết là nhẹ nhàng hay trầm trọng đinh hạo lắc đầu không ngờ là như vậy tuy tin tức mơ hồ nhưng thiên thính hiên phán đoán sẽ không sai bao nhiêu mọi người đều có được kỳ ngộ thiên dực sư đệ ngươi đã đi đâu Tại sao không có tin tức của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không còn trên thế gian thật sao? Đinh Hạo thở dài, một canh giờ tiếp theo Đinh Hạo bỏ chuyện dung hợp Lam Tủy Ngọc trong thạch sang một bên, ngồi trong căn phòng luyện công bí mật nhắm mắt suy tư. Một canh giờ sau Đinh Hạo bày vấn kiếm sơn nghiêm ngặt nhất quanh căn phòng luyện công bí mật, lấy Lam Tủy Ngọc trong thạch ra. Đinh Hạo ngắm nghía Lam Tủy Ngọc trong thạch một lúc, bỏ vào miệng, dung hợp ngọc trong thạch là quá trình cực kỳ đau khổ, đau đớn hơn cả thiên đao vạn quả, giống như linh hồn bị lửa địa ngục đốt cháy cơ thể đinh hạo đã trải qua cảm giác đó nhiều lần bây giờ cũng vậy lam tuỷ ngọc trong thạch là một trong bảy tuyệt phẩm ẩn chứa lực lượng càng khủng bố quá trình dung hợp càng đau khổ ngay khi đinh hạo nuốt lam tuỷ ngọc trong thạch vào hắn cảm giác như có lưỡi dao ăn mòn cắt của mình biến thành vô số cương châm không ngừng xuyên qua cơ bắp đau khổ này đủ làm người bình thường đau đến chết nhiều cường giả cảnh giới võ hoàn cảnh phải chết ngất đinh hạo cắn chặt răng ông nguyên thủ nhất giữ chút tỉnh táo thức hải sôi trào thần thức bao phủ toàn thân chân ngã duy nhất bất động như núi đối kháng nỗi đau tột độ này đinh hạo còn cần vận chuyển huyền khí dẫn dắt từng chất lỏng màu lam chảy qua cơ thể theo hai lão quái vật kiếm tổ đao tổ từng nói lam tủy ngọc trong thạch thích hợp cốt tủy huyết quản hay hòa cùng máu người nhất trừ cường hóa xương cốt ra còn khiến huyết quản cứng tỏi, cốt tủy tịnh hóa tăng tiến đường huyền khí cứng trắng chịu được lực lượng huyền khí càng mạnh trùng kích đây là hiệu quả pháp môn luyện thể kim thân đẳng cấp cao nhất cần có đinh hạo từng tu luyện pháp môn kim thân của vấn kiếm tông đã dung hợp ngọc trong thạch độ mạnh cơ thể rất biến thái nhưng chưa đến cảnh giới đổi huyết tủy khối lam tủy ngọc trong thạch này là báu vật hiện tại đinh hạo cần nhất chớp mắt đã qua một nén nhang toàn thân đinh hạo ướt đẫm mồ hôi quần áo dính vào da đau nhức khiến khuôn mặt đinh hạo dữ tợn cắn chặt răng người run lẩy bẩy đinh hạo hết sức thúc giục lực lượng huyền khí cơ thể hắn tỏa ánh sáng lấp lánh chậm rãi trong suốt như ngọc tượng bảo tướng trang nghiêm lam tủy ngọc trong thạch biến thành vật chất xanh âm u đã không còn như từng con sâu kỳ dị bò khắp người đinh hạo dọc theo huyết quản đường huyền khí cốt tủy quá trình rất chậm đối với đinh hạo thì nó dài như các kỷ nguyên nối tiếp nhau đau nhức nhối khiến hắn muốn há mồm rít cào may mắn đinh hạo cố nhịn thời gian trôi qua từng phút giây đinh hạo đổ mồ hôi như tắm vật chất màu lam kỳ dị phân tán đều đều khắp huyết quản xương cốt huyết tủy toàn thân đinh hạo lam tủy ngọc trong thạch có thể tích chỉ cỡ nắm tay nhưng khi nó tản ra thì trông nhiều lên nhìn từ bên ngoài những vật chất màu lam vẽ ra hình xương cốt huyết quản toàn thân đinh hạo trông vô cùng kỳ lạ phù đinh hạo thở vào cảm giác phổi bị đốt cháy thế này coi như bước đầu dung hợp lam tủy ngọc trong thạch những vật chất này rất kỳ lạ sau khi xuyên qua tổ chức cơ bắp thì tự động bám vào vách huyết quản trong cốt cách chậm rãi cải tạo may mắn cảm giác đau thấu óc nhanh chóng tán đi đinh hạo đứng dậy nhúc nhích thân mình từng tầng cảm giác trướng đau cơ thể chết lặng đinh hạo cảm giác rõ ràng đường huyền khí thể tu càng kiên cường dẻo dai máu chảy trong mạch máu ồ ạt có lực lượng kỳ dị đang từ từ sinh ra lần này đại khái chỉ dung hợp khoảng một nửa còn một nửa lực lượng lam tủy ngọc trong thạch cần qua thời gian đại chiến mới hoàn toàn dung hợp hẳn đinh hạo cảm nhận trạng thái cơ thể tung cú đấm không khí trước mặt đinh hạo bị nổ nát vách tường thắt đầy dấu minh văn thoáng chốc hiện rõ quyền ấn toàn bộ minh văn trận pháp bị đánh nát đây là lực lượng cơ thể cảnh giới tứ khiếu võ thánh cảnh chỉ bằng vào lực lượng cơ thể bây giờ đinh hạo có thể chịu được cao thủ cảnh giới tứ khiếu võ thánh cảnh hết sức đánh một kích đinh hạo rất vừa lòng kết quả này lòng đinh hạo máy động hông khô mồ hôi hơi nước trên đỉnh đầu ngưng kết thành đám mây đổ mưa rào rào đinh hạo thoải mái tắm rửa thu thần thông về thay bộ đồ sạch sẽ kết thúc cuộc tu luyện tính thời gian trong căn phòng luyện công bí mật thì đinh hạo tốn ba ngày dung hợp lam tủy ngọc trong thạch khi đinh hạo ra khỏi căn phòng luyện công bí mật thì bên ngoài ánh mặt trời sáng sủa kim khả ngôn như pho tượng canh giữ bên ngoài trông thấy đinh hạo liền chạy lên báo cáo chuyện xảy ra trong ba ngày nay quan trọng nhất đương nhiên là tin tức về nạp lan sơ theo đan hùng tuyền tin chỗ nạp lan thế gia cư trú rất yên tĩnh nạp lan sơ còn từng đi ra dường như hai huynh muội nạp lan sơ nạp lan du hiệp sống rất tốt trong nạp lan thế gia đinh hạo yên lòng trước khi bế quan đinh hạo đã giải trừ lệnh cấm cho đám thể tu hãn hải xâm lâm cho phép bọn họ hoạt động trong thạch Chủy thành theo kim khả ngôn báo cáo thì đám người dồi dào tinh lực này gây rối nhiều đánh vài trận may mắn các thể tu hãn hải xâm lâm người đông thế mạnh không chịu thiệt không gây ra mạng người thể tu hãn hải xâm lâm hơi nổi tiếng trong thạch Chủy thành toàn thành đều biết có đám cuồng mang đến từ hãng hải xâm lâm khi đánh lộn không cần mạng ai nấy có tu vi cơ thể cảnh giới thánh nhân cảnh trêu một người là như chọc vào tổ ong vò vẽ cốt nhất đừng dính vào đinh hạo nghe xong chỉ cười cười nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha đám thể tu hãng hải xâm lâm ở trong mắt người ngoài là đại biểu cho cùng hung cực ác cá ăn tươi nuốt sống đánh nhau không sợ chết nghèo mạt rệp những người này vừa cứng như đá vừa khó gặm không có chút lợi lộc gì không cần thiết trêu vào điều này đúng với câu đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc vậy cũng tốt thể tu hãng hải xâm lâm nổi tiếng trong thạch Chủy thành có địa vị sức uy hiếp thì hữu dụng cho đinh hạo hơn lúc này bên ngoài có tin báo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đã về lão nhân hướng dẫn viên tóc rối biết đinh hạo xuất quan từ xa chạy tới báo cáo ba ngày nay trong thành có nhiều trận đấu bác thần tử vương của thần đình điều tra khắp nơi hung thủ đã phế nhi tử đinh sát của hắn không có kết quả nên bác thần tử vương giận chó đánh mèo người khác một hơi giết nhiều cao thủ các tộc trong tên điên Đinh Hạo vừa lòng gật đầu, chuyện Đinh Sát đã kích thích Đinh Xuất Lâm, vậy cũng tốt, Đinh Xuất Lâm càng tức giận thì càng nôn nóng, dễ lộ ra điểm yếu. Đinh Hạo tin tưởng hắn sớm muộn gì sẽ tìm ra cơ hội cho kẻ thù không đội trời chung một kích trí mạng, xem như chặt đứt một phụ tá đắc lực của thần đế, truyền nhân kiếm tà xuất hiện trong thành vết âm dương cánh thiên tài vũ tộc, truyền nhân của U Minh Quỷ Tông đối đầu với tiểu thiên vương của thần đình, Đinh Linh. Hai bên đấu một trận kết quả là lưỡng bại câu thương. Công chúa nhân ngư hải tộc không biết bị chuyện gì chọc giận đại chiến với thiên tài sao mới của giao nhân tộc, dùng hải thần chiến kích chém đầu thiên tài giao nhân tộc. Một thiên tài thú nhân tộc phương Bắc tên là Tiểu Viên Vương càng quét 10 cường giả nổi danh lâu năm của các tộc, bây giờ nổi như cồn trong thạch Chủy thành, gần như vô địch. Nhiều người xem Tiểu Viên Vương là cao thủ có sức chiến đấu tiền tuyết trong giới trẻ tuổi hiện giờ trong thạch Chủy thành. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối báo cáo tin tức cho Đinh Hạo. Qua mấy ngày nay lót đường, các thiếu niên thiên tài từ mọi nơi bắt đầu va chạm một số thiếu niên anh hùng lúc này thua thảm, nhiều thiên tài không tiếng tâm gì nổi lên, các cường giả thế hệ trước tạm thời ẩn trong bóng tối không ra tay. về thần đình phương đông trừ đinh xuất lâm phát điên ra không có biểu hiện mạnh mẽ gì, ngụy thần đế bí hiểm chưa từng ra chiếu lệnh gì, yên lặng kỳ dị. theo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối điều tra thì trong mẫu thân đã tụ tập ít nhất ba, bốn mươi cường giả thần cảnh cộng với đám thiếu niên trẻ mới nổi, cục diện phức tạp đến khó mà tưởng tượng. nếu không vì vậy thì thần đình phương đông sẽ không mất quyền khống chế của thành quân sự biên cảnh. Tin tức tiên khí xuất thế đã truyền đi xa, lão quái vật thái thượng trưởng lão thiên diễn của thiên diễn tông nổi tiếng khắp đại lục phương đông về thuật bói toán theo lời mời của thần đình phương đông dùng tuổi thọ bản thân làm cái giá, ra kết luận tiên khí sẽ xuất thế trong vòng một tháng. Vốn tin tức này nên giữ bí mật nhưng không hiểu sao lộ ra ngoài, mọi người đều biết, thế lực thiên thính hiên, địa thị các từ mặt bên khẳng định tin tức là chính xác, thế lực các phương xôn xao, trục trịch, đinh hạo nghe lão nhân hướng dẫn viên tóc rối báo cáo xong không nói gì. Đinh Hạo khiến Kim Khả Ngôn truyền lời ra lệnh Đang Hùng tiếp tục mang người cắm cọc bên ngoài chỗ Nạp Lan Thế Gia cư trú, tùy thời báo cáo tình huống. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nhận một ngàn cực phẩm huyền tinh thạch hớn hở đi tìm tin tức tiếp. Đinh Hạo đoán xác suất lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi uống trụ hoa nhiều hơn. Đại Ma Vương Tà Nguyệt đi chung với lão không xuất hiện. Đinh Hạo thầm lo, không biết Đại Ma Vương Tà Nguyệt có bị nhiễm thói xấu của lão nhân hướng dẫn viên tóc rối không. Đinh Hạo loan quanh trong hồng thạch trang viên, hắn không ra ngoài. Đinh Hạo trở vào căn phòng luyện công bí mật, tiếp tục dung hợp lực lượng lam tủy ngọc trong thạch cô động hai vũ thủy lập xuân kiếm ý tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khiến hai kiếm ý hoàn toàn thành hình trong vòng một tháng thạch chủy thành sẽ rối loạn đến lúc đó quần hùng tranh bá đinh hạo cần nhanh chóng nâng cao thực lực của mình chớp mắt sáu ngày qua đi hôm nay bỗng có cột sáng bảy sắc từ thạch chủy thành bắn thẳng lên mây như thiên chi ngân rạch tầng mây đâm thẳng vào trời sao vũ trụ cột sáng cực kỳ quái dị là lực lượng mọi người chưa từng thấy trong phút chốc nguyên thạch chủy thành đều thấy dị tượng này đó là cái gì trời ạ à lực lượng thật quá dị, không lẽ có cường giả thần cảnh đang chiến đấu, không đúng, loại dao động này hình như là trận pháp. Có hơi thở kỳ dị tràn ngập bao phủ nguyên thạch trụy thành, lực lượng hoàn toàn mới, chẳng lẽ là tiên ký xuất thế, cục sáng đã biến mất, nó xuất hiện từ đâu? Nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ biểu tình kinh ngạc. Mỗi người đều cảm giác biến đổi kỳ dị. Dường như trong chớp mắt này có lực lượng lại lùng tràn ngập trong mảnh thiên địa, có cái gì bị thay đổi, giao dấu ấn vào cơ thể bọn họ, cục sáng đến từ đâu? nhiều người kinh ngạc muốn tìm hiểu nguồn gốc nhưng khi cột sáng biến mất, bọn họ không thể xác định nó phát ra từ chỗ nào. Cảm giác rất lạ, dù là cường giả thần cảnh đều không thể nhớ lại hình ảnh trước đó, ký ức mọi người bị xóa mất, đây là loại thần thông gì, trong thần điện của thần đình phương đông, Đinh Xuất Lâm đứng thẳng dậy bay lên cao nhìn xuống tứ phương, Đinh Xuất Lâm nghi ngờ lầm bầm. Có chuyện gì? Đó là lực lượng gì vậy? Trên bầu trời vẫn còn sót lại dấu vết rõ ràng, cột sáng lúc trước như thần kiếm chém rách hư không để lại dấu vết thật lâu không thể khép lại hơi thở khủng bố phát ra từ khe hở đen hầu như bao phủ nguyên thạch chủy thành, kỳ lạ, cục sáng bảy máu này là cái gì? Tại sao ta chưa từng cảm giác đến loại lực lượng này? Rõ ràng lực lượng phát ra từ thạch chủy thành nhưng sao ta không thể điều tra ra địa điểm chính xác? Đinh Xuất Lâm lộ biểu tình táo bạo, nhi tử Đinh Sát gặp nạn khiến Đinh Xuất Lâm bị đã kích lớn, mấy ngày nay gã giết nhiều người nhưng không tìm ra hung thủ. Trong lòng Đinh Xuất Lâm nén cục tức, gặp chuyện gì cũng trở nên táo bạo, Đinh Súc Lâm nhìn xung quanh, vết nước hư không cách mặt đất khoảng ngàn thước thì biến mất đinh xuất lâm định đến gần khe nước hư không quan sát ngay khi đó gã bỗng biến sắc mặt, người run lên có vẻ vô cùng giật mình có chuyện gì huyền khí của ta đông lại phát hiện này khiến đinh xuất lâm hoảng hốt sợ hãi lực lượng huyền khí là vốn gốc của cường giả võ đạo dù là thần cảnh nếu huyền khí trong cơ thể bị đông lại ý nghĩa lực lượng yếu đi hiện tượng này chỉ có khi ở trong trận pháp áp chế khủng bố nào đó a à, không ngờ là như vậy trong một gian nhà ngói bình thường tại thạch Chủy thành một thanh niên tuấn tóc tóc tím mắt bạc đang nhắm mắt tu luyện chợt mở mắt ra đâm chiêu thanh niên tuấn tóc tóc tím mắt bạc cảm giác tốc độ huyền khí chảy trong cơ thể chậm rãi dần đông lại giống như sư tôn dự đoán tiên khí xuất thế thế giới này có biến động ha 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 ha, ha. cuộc tranh giành này dần thú vị hơn khóe môi thanh niên tuấn tóc tóc tím mắt bạc cong lên bên ngoài nhà ngói một thân hình già nua lọng khọng đang nằm chợp mắt trên cái ghế dài dưới tán cây mái tóc trắng dài hơn người lão như thác nước bạc rủ xuống khi mái tóc bạc cách mặt đất chừng một bàn tay thì lơ lửng không dính bụi trần, nhẹ nhàng di chuyển như nước chảy, dự tuyển máu sắp bắt đầu, ha 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 ha, tia nắng mỏng manh xuyên qua kẻ lá rơi vào mặt lão nhân, lão cười. Khuôn mặt yên bình bỗng trở nên kỳ dị, sát khí đẫm máu tràn ngập, một cường giả thú nhân ngửa đầu nhìn lên trời, hưng phấn hỏi. Tế ti đại nhân, tình thế chi quan thật sự xuất hiện, trên tế đàn đá xanh kỳ lạ, nữ nhân xinh đẹp tay cầm tinh thần quyền trượng, đi chân đất đứng trên nền loan lỗ. Hai tay giang rộng, miệng lầm bầm, mái tóc dài màu đỏ yêu giả không gió tự bay. Áo trắng tinh như tuyết tôn lên nữ tế ti thú nhân tộc chưa đến 20 tuổi càng thánh khiết, kiều diễm hơn, xung quanh tế đàn có cường giả tộc thú nhân chờ đợi, một thú nhân trẻ tuổi vóc dáng cao to, râu tóc rậm rạp đặc biệt dễ thấy trong đám đông. Thú nhân trẻ tuổi mày rậm mắt to, một vết sẹo nhạt từ trán kéo dài đến khóe môi, dấu vết rất nhạt. Vết sẹo chẳng những không làm thú nhân trẻ tuổi xấu đi mà càng tăng cái đẹp thô cuồng. thú nhân trẻ tuổi có mái tóc dài tựa lửa cháy, ta cầm một cây trường côn vàng nhạt, đứng nghênh ngang. Khí thế vô hình khuếch tán, dù rất nhiều cường giả thú nhân thành danh đã lâu khi nhìn thú nhân trẻ tuổi đều lộ ánh mắt kiên dè, nếu có người ngoài đứng đây sẽ nhận ra thú nhận tộc vượng tóc dài đỏ rực chính là tiểu viên vương đánh khắp đồng lứa trẻ trong thạch chuyển thành không địch thủ, giọng thiếu nữ tế ti êm tai như tiên linh. Tiên duyên đánh đến nơi, khu vực này sẽ bị lực lượng tiên phong tỏa. Nếu có được tiên khí thì tộc thú nhân ta có thể rời khỏi nơi cực bắc cằn cỗi này để trở về đại lục phương đông. Hai tay thiếu nữ tế ti cầm tinh thần quyền trượng, khuôn mặt thánh khiết. Nghe thiếu nữ tế ti nói, các cường giả thú nhân sôi trào lên, tiểu viên vương gằn từng chữ. Nếu có được tiên khí thì quyết giết hết cự thú đất bắc, khiến đám súc vật này trả giá đắt, thanh âm phát ra từ miệng tiểu viên vương như có núi thay biển máu hiện ra trước mắt mọi người, tất cả cảm nhận được sát ý và mùi máu đậm đặc. Ha 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 ha. Ngày hôm nay rốt cuộc đến, một người bao phủ trong áo tràng mũ đen đứng trong góc tối bên đường ngẩng đầu nhìn lên khe nứt trên trời, cười phá lên. Khi người đó xoay lại, Mép mũ đen lộ ra mặt nạ quỷ thanh đồng nửa khóc nửa cười, đôi mắt lóe tia điên cuồng, không ai phát hiện người áo đen xuất hiện từ khi nào, đã biến mất như u linh, cùng lúc đó, một con đường khác cách chỗ này mấy chục dặm, một thanh niên mặc trường bào màu trắng ngơ ngác nhìn dị tượng khe nứt trên bầu trời, mắt lóe tia cô đơn, khẽ thở dài, thanh niên áo trắng than thở. Ngày này rốt đến. Ngươi biết không? Ta thật sự không muốn đối đầu với ngươi, đây là cái gì? Đinh Hạo bị cột sáng bảy sắc kinh động. Khi Đinh Hạo ra khỏi căn phòng luyện công bí mật nhìn lên vết nứt đen to lớn trên bầu trời thì lòng cực kỳ giật mình. Đó là một loại lực lượng quái dị xé rách bầu trời để lại khe nước mà lực lượng pháp tắc không thể khép lại. Có năng lượng kỳ lạ phát ra từ khe nước này rót vào trên hư không thạch chuyển thành Đinh Hạo biến sắc mặt nói. Lực lượng thật kỳ lạ, có sức mạnh áp chế đáng sợ. Đinh Hạo cảm giác chỗ quái dị, lực lượng vô hình áp chế nặng nề hơn. Không lẽ có người âm thầm mở ra trận pháp áp chế? Không đúng. Loại lực lượng này không phải dao động minh văn trận pháp mà càng như lực lượng pháp tắc cực kỳ nguyên thủy bao phủ khắp thạch chuyển thành. Cục sáng kia đến từ đâu, trong lòng Đinh Hạo có cảm giác không may, Đinh Hạo phát hiện huyền khí hỏa diễm, cực âm ngục băng huyền khí trong cơ thể bị áp chế nhưng không quá nghiêm trọng, tốc độ huyền khí chảy giảm thấp, lực lượng đang suy giảm. Tu vi của Đinh Hạo hạ thấp xuống còn song mạch sơ giai nhất khiếu thánh nhân cảnh. Khe hở trên bầu trời phát ra càng nhiều năng lượng kỳ dị thì áp lực càng nặng nề, Đinh Hạo thầm nghĩ: chiến dị này chắc chắn không chỉ ảnh hưởng đến một mình ta bởi vì đinh hạo cảm giác rõ ràng lực lượng áp chế lan tràn từ khe nước hư không ức chế toàn thạch chuyển thành đinh hạo gọi mấy thể tu hãng hải xâm lâm đến hỏi kết quả giống y như hắn đoán tuy thể tu hãng hải xâm lâm chú trọng tu luyện lực lượng cơ thể tu vi huyền khí đa số không hơn tiên thiên võ tông cảnh nhưng áp lực kỳ dị làm huyền khí của tất cả thể tu bị áp chế Chút lực lượng huyền khí nhỏ bé trong cơ thể thể tu hãng hải xâm lâm hoàn toàn biến mất không phát huy ra được lực lượng gì đinh hạo trầm ngâm ra lệnh đăng hùng mang người tiếp tục canh giữ quanh nạp lan thế gia ngàn thể tu cận vệ doanh khác tập trung tại thể tu hãng hải xâm lâm chuẩn bị sẵn sàng hành động bởi vì đinh hạo có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn đinh hạo biến thành một luồng sáng bay khỏi hồng thạch trang viên hắn cần nhanh chóng tìm hiểu các thế lực khác trong thạch thủy thành có bị áp chế lực lượng không lúc đinh hạo đi tới đường cái thì thạch thủy thành đã rối loạn đinh hạo trông thấy rất nhiều cao thủ nhân loại lộ biểu tình hoảng hốt rất giật mình biến đổi trong cơ thể mình đinh hạo thả thần thức ra cảm giác rõ ràng lực lượng huyền khí của nhiều người bị áp chế. Một số cao thủ cảnh giới võ thánh cảnh bị áp chế huyền khí cỡ võ vương cảnh. Cao thủ dưới thánh nhân cảnh thì sức chiến đấu rớt xuống dưới tiên thiên võ tông cảnh, không có khả năng lực bay. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn trời, khe nứt như vết sẹo to bị lực lượng pháp tắc dán lại nhưng không hề nhỏ đi, khe hở rộng trăm trượng tách đôi bầu trời xanh biến. Bên trong khe hở tối đen như mực, có ánh sao chớp lóe, tiếng gió khủng bố rít gào phát ra. Có ác thú đáng sợ sắp nhảy ra hủy diệt thế giới này. Theo thời gian trôi qua, từng sợi tơ đen mỏng như sợi tóc vương ra khỏi khe nước, như hoa văn hình lưới vô hình lan tràn trên bầu trời. Tình hình này như có tồn tại không thể nghĩ bàn bày minh văn trận pháp vô địch phong tỏa nguyên thạch chủy thành, hoa văn đen lan tràn, lực lượng áp chế trong thiên địa càng lúc càng khủng bố. Đinh Hạo giật mình thầm nghĩ, rốt cuộc là ai cố ý làm hay thiên địa biến dị? Đinh Hạo phát hiện lực lượng huyền khí của mình không bị ức chế gắt gao, vẫn ở trình độ sơ giai thánh nhân cảnh, không rớt xuống nữa. Các cường giả thánh nhân cảnh cảnh giới còn trên đinh hạo hiện diện xung quanh thì sắp rơi xuống võ vương cảnh, tại sao đinh hạo bị ảnh hưởng không quá lớn, không lẽ có liên quan đến thể chất đao kiếm song thánh thể, đinh hạo suy đoán, nhìn từ mặt ngoài thì kiểu áp chế kỳ dị này có lợi cho đinh hạo. Trong khi cảnh giới của người khác bị áp chế gắt gào thì sức chiến đấu cơ bắp sẽ phát huy đến mức tận cùng, đặc biệt là một ngàn thể tu hãn hải xâm lâm cận vệ doanh đều có sức chiến đấu thánh nhân cảnh, trong môi trường này hầu như càng quét một phương, nhưng hiện giờ thế cục quỷ quyệt, ai biết sẽ xảy ra tình huống gì nữa. Đinh Hạo phải cẩn thận là hơn. Đinh Hạo không biết lực lượng áp chế kỳ lạ này có áp chế luôn vũ tộc phương Tây, hải tộc phương Nam, thú tộc phương Bắc không? Nếu chỉ áp chế lực lượng huyền khí của nhân loại thì sẽ là tai nạn cho nhân loại trong thạch chủy thành. Đang lúc Đinh Hạo định đi khu vực dị tộc thăm dò thì lại có biến dị xảy ra. Lạc Thánh Sơn mạch nằm giữa thạch chủy thành bỗng phát ra chấn động dữ dội, từ xa trông thấy từng ngọn núi nguy nga sụp đổ. Dường như có lực lượng gì đó từ tận cùng đẩy ngã dãy núi, vang tiếng đổ điếc tai, bụi bốc lên cao xen lẫn từng đoàn ánh sáng kỳ dị. Một loại lực lượng cực kỳ lạ lùng lan tràn, ánh sáng tường thủy khó tả nổ tung, trên bầu trời có tiếng sinh linh ca sướng thần linh thầm thì. Từng ảo ảnh nguy nga hiện ra trên bầu trời Lạc Thánh Sơn mạch, đó là thần linh viễn cổ đã mất đi, từng đóa hoa thơm nứt như hạt mưa rơi xuống Lạc Thánh Sơn mạch. Hương thơm lại tràn ngập, mơ hồ thấy có tiên nữ xinh đẹp bay múa, tiên khí sắc tiếng vô cùng hoa quý như suối tuôn ra từ Lạc Thánh Sơn mạch bắn hướng bốn phía, tựa sóng biển rít gào, chớp mắt mọi người cảm thấy có sóng gần vô hình ập tới trùng kích cơ thể mình liên tục, trời ạ, à, đó là là dấu hiệu tiên linh. Tiên khí xuất thế, giây phút này đã đến, tiên khí xuất hiện tại Lạc Thánh Sơn Mạch. Mau đi Lạc Thánh Sơn Mạch, đừng để người khác giành trước, cơ duyên như vậy từ xưa đến nay chưa hề có, xem như chết cũng phải liều mạng, tuyệt đối không thể buông bỏ. Nếu được tiên duyên là có thể hoành hành chúa tể vô số võ đạo kỷ nguyên, mặc kệ ra sao, liều, trong khoảnh khắc này, vô số người điên cuồng, rơi vào sôi sục khó thể kiềm chế, mỗi người mắt đỏ rực, bất chấp sống chết liều mạng xông hướng lạc thánh sơn mạch dù là các cao thủ cảnh giới rớt xuống dưới tiên thiên võ tông cảnh cũng phát điên chạy siêu nhanh từng lực lượng khủng bố từ khắp nơi trong thạch chuỷ thành phóng lên cao như sao chổi xẹt qua bầu trời bay nhanh hướng lạc thánh sơn mạch sát cường giả thế lực ẩn giấu nửa năm lúc này không kiềm chế được cùng xuất hiện cường giả thần cảnh như đoàn sáng to lớn kéo cái đuôi dài xẹt qua hư không mang theo uy nhiếp không gì sánh bằng chạy tới lạc thánh sơn mạch đinh hạo biến sắc mặt tiên khí cuồn cuộn thủy khí trình tường loại khí tượng này sức người không ngụy tạo được tiên khí thật sự xuất thế chắc thuốc dẫn tiên dược cũng đi theo. Mặc kệ thế nào phải lấy được thuốc dẫn tiên dược trị thương cho mẫu thân, lòng Đinh Hạo máy động phóng lên cao lao nhanh hướng Lạc Thánh Sơn mạch, cùng lúc đó Đinh Hạo truyền âm hướng Hồng Thạch Trang Viên, ra lệnh Kim Khả ngôn lập tức mang theo ngàn cường giả thể tu hãng hải xâm lâm cận vệ doanh đến chi viện, giết, đây là nơi Tử Quỳnh tông ta chiếm cứ, ai vào giết không tha, Tử Quỳnh tông xem như cái thứ gì. Cút ra, chặn tiên duyên của lão tử. Chết hết đi, giết, giết sạch bọn họ, ai ngăn ta thì chết. Ha, ha 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 Thú nhân tộc ta sẽ lấy tiên khí này, vòng ngoài lạc thánh sơn mạch đã là cảnh tượng máu me điên cuồng. Một số thế lực, tông môn đến trước chiếm vị trí tốt nhất muốn chờ tiên khí giáng xuống. Người đến sau đánh nhau với người tới trước, không có đường thương lượng, hai bên chiến đấu sinh tử, máu và xương trắng bay tung tóe, đầu người rơi, từng thân thể ấm nóng chớp mắt thành bãi máu, nhiều người vừa lao đến chưa kịp phản ứng lại cơ thể đã nổ tung. Máu động mặt đất như con sông, xác chất cao như núi vòng ngoài lạc thánh sơn mạch thành cuối say thịt chỉ cường giả thật sự mới xông qua vòng vết chóc vào sâu trong lạc thánh sơn mạch tử quỳnh tông có mấy trăm cao thủ chiếm một vị trí có cường giả thần cảnh của tử quỳnh tông vào sâu trong lạc thánh sơn mạch cách tử quỳnh tông ngàn thước núi sụp đổ lộ ra một cái hố to tử khí tím tuôn trào ra như mắt biển có người suy đoán đây là một tiểu tiên môn trong địa huyệt có lẽ có dấu vết của tiên khí người tử quỳnh tông liều mạng chặn lối vào này không cho ai xông tới tranh thủ thời gian cho cường giả thần cảnh của tông mình vô số cường giả chạy nhanh tới như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng đều bị chặn giết tại đây một cường giả tử quỳnh tông quát to mặc kệ là ai dám tới gần chỗ này liền giết không tha toàn thân cường giả tử quỳnh tông đẫm máu giống như một sát thần bỗng có ánh sáng vàng từ xa bắn tới chỗ tử quỳnh tông hơi thở hùng hồn ánh sáng vàng không giảm tốc độ tiếp tục xông lên cường giả tử quỳnh tông rống to bày trận ngăn hắn lại giết nhưng mà vù 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 kiếm quan chợt lóe thoáng qua trong khoảnh khắc nở rộ hoa sen rực rỡ một bóng người tóc tím mắt bạc như cùng phong thổi qua người tử quỳnh tông chưa kịp phản ứng thì người tóc tím mắt bạc đã lướt qua bọn họ nhanh như chớp vào địa huyệt phía xa phục 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 mấy chục cao thủ tử quỳnh tông đứng nguyên tại chỗ đầu bắn lên cao máu phun ra từ cổ ngực các cường giả tử quỳnh tông chớp mắt bị chặt đầu cao thủ tử quỳnh tông còn sống sợ teo tim tử quỳnh tông là tông môn rất nổi tiếng trong đại lục phương đông có nhiều cường giả thần cảnh tọa trấn bình thường tử quỳnh tông cũng uy chấn một phương nên mới có giả tâm chiếm tiên khí lần này tông môn chọn cường giả tuyệt đối tin anh đến là muốn bắt được tiên duyên không ngờ cường giả tử quỳnh tông mới đến lạc thánh sơn mạch chưa tới một canh giờ đã tổn thất trầm trọng mấy chục cao thủ tử quỳnh tông vừa chết toàn là đỉnh cao trong tông môn trừ cường giả thần cảnh ra thế nhưng bị người tóc tím mắt bạc một chiêu giết ngay quá đáng sợ tổn thất thảm trọng có một cường giả tử quỳnh tông nhớ ra điều gì hét lên liên hoa vô song trảm là hắn hắn là truyền nhân của kiếm tà chớp mắt đám người từ xa điên cuồng ập tới nhấn chìm các cường giả tử quỳnh tông còn lại cuộc giết chóc máu me bắt đầu các cường giả tử quỳnh tông có thực lực rất cao nhưng không chống lại nổi nhiều người trong tình hình điên cuồng thế này cái gì danh tiếng hy vọng hoàn toàn mất tác dụng đám võ giả ngày thường rất kính sợ tử quỳnh tông giờ mắt đỏ ngầu trong đầu óc chỉ có suy nghĩ sát 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 cường giả tử quỳnh tông bi thương hét to a à. chúng ta không nên đến tiêu rồi chết hết đều là tinh anh hy vọng của tông ta bị hủy diệt hết cường giả tử quỳnh tông rất hối hận muốn rút ra nhưng không còn kịp toàn thân trưởng môn hình thiên phái đẫm máu bị thương rất nặng cực kỳ căm hận mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm thân hình như ma quỷ trưởng môn hình thiên phái không cam lòng gầm rống chất vấn ngươi là ai rốt cuộc ngươi là ai thực lực của hình thiên phái đủ xếp vào 50 hàng đầu đại lục phương đông dám dùng hai chữ hình thiên làm tên môn phái đủ thấy hình thiên phái tự phụ cỡ nào trong hình thiên phái có cường giả thần cảnh tọa trấn xây dựng tông môn đã có lịch sử ngàn năm danh chấn tứ phương Lần này Hình Thiên phái tập hợp cao thủ cường đại nhất trong tông môn đến Thạch thủy thành kiếm tiên duyên, ông chút hy vọng. Không ngờ Hình Thiên phái mới chống được nửa canh giờ đã gặp sát tinh, một người bí ẩn đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, vốn Hình Thiên phái thấy đối phương lẻ loi một mình cho rằng dễ ăn hiếp, cả đám cứng rắn ngăn chặn muốn giết chết người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng. Ai ngờ chọc vào ma quỷ, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng xuất quỷ nhập thần không thể bắt giữ. Mỗi lần người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng lóe lên một lần là có một cao thủ Hình Thiên phái thành bãi máu trong nháy mắt nơi này biến thành huyết ngục tu la mấy ngàn cao thủ hình thiên phái trừ cường giả thần cảnh đã vào sâu trong lạc thánh sơn mạch ra chỉ còn một mình trưởng môn hình thiên phái người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lắc người đã biến mất tại chỗ khi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hiện ra cổ tay như kìm sắt bóp cổ trưởng môn hình thiên phái xúc giác như sắt thép làm trưởng môn hình thiên phái không thể nhúc nhích gã phát hiện mọi lực lượng trong cơ thể bị giam cầm như lưỡi hái tử thần gác trên cổ bộ dạng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như ma quỷ dưới mặt nạ quỷ kinh dị là đôi mắt điên cuồng quanh thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lóe ánh sáng đen như có như không áo đen tôm lên gã tự ác quỷ xông ra từ địa ngục chờ ăn thịt người trưởng môn hình thiên phái khó khăn phát ra tiếng như giả thú sắp chết u u ngươi ngươi là là ai lực lượng đỉnh thánh nhân cảnh của trưởng môn hình thiên phái bị áp lực từ khe nứt thiên địa áp chế rất xuống sơ giai thánh nhân cảnh hoàn toàn bị đối phương áp chế gã rất là bực tức giọng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng âm u như từ địa ngục vọng lên mấy năm nay hình thiên phái rất thân với thần đình nên ngươi hãy chết đi thanh âm trầm mà dài cổ tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng phát ra lực lượng kỳ lạ bàn tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bỗng thay đổi từng cây gai thịt mọc ra đâm vào da của trưởng môn hình thiên phái u u ngươi là u minh quỷ tông con ngươi trưởng môn hình thiên phái nở to gã nghĩ ra điều gì nhưng chớp mắt vô số gai thịt đâm vào cơ thể trưởng môn hình thiên phái như huyết quản nhỏ hấp thu năng lượng máu tinh hoa trong người gã huyết quản mất máy như đang ăn cơm chớp mắt trưởng môn hình thiên phái đã bị hút khô người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng âm trầm cười to bảo vị của đỉnh võ thánh cảnh đúng là ngon tin tưởng cường giả thần cảnh càng ngon miệng hơn ha 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 người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lắc người biến mất tại chỗ có người giật mình kêu lên là tiểu viên vương kẻ đó sợ hãi nhìn cao thủ thú nhân tộc từ xa ập đến người dẫn đầu thân hình vạm vỡ tóc đỏ nắm ngược trường côn vàng giống như cuồng ma đi đến đâu là vô địch tới đó người vạm vỡ tóc đỏ nắm ngược trường côn vàng này chính cường giả tuyệt đối thế hệ trẻ thú nhân tộc trong thời gian gần đây đại sát tứ phương không địch thủ trong thạch Chủy thành tiểu viên vương một cường giả của thần đình phương đông gào thét mặc kệ hắn là ai giết ai muốn cướp đoạt tiên khí thì giết hết sau lưng bọn họ khoảng ngàn thước có một tiểu tiên môn động ngầm do thần đình phương đông chiếm cứ bên trong tuôn trào tiên khí tím như suối phun phóng lên cao ai chắn ta thì chết tiểu viên vương từng bước một bước lên tiến đến mỗi bước chân ra là khí thế tăng vọt gấp đôi thiên địa rung rinh quanh người tiểu viên vương có vận luật kỳ dị như một ngọn núi cổ đè ép khí thế vô song, cường giả thần đình phương đông rống to. Giết hắn, thật nhiều binh sĩ hắc giáp quân xông lên, mắt tiểu viên vương bắn ra tia sáng. Không biết sống chết, tiểu viên vương bỗng tăng tốc độ, mặt đất trung rinh dưới chân gã. Ngay khi hai bên sắp tiếp xúc thì tiểu viên vương tăng tốc hóa thành luồng sáng biến mất trong tầm mắt mọi người, trường côn vàng trong tay gã chợt kéo dài vô hạn, ầm 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 ầm, tiểu viên vương đập một gậy xuống đất, sóng âm đáng sợ lấy trường côn vàng làm trung tâm khuếch tán, mặt đất bị đập nứt một vệt dài mấy ngàn thước, rộng mấy trăm thước không khí rung động nhanh mấy ngàn binh sĩ hắc giáp quân thần đình phương đông khoảng cách khe nước gần nhất bị chấn nát tan trong không khí cường giả thần đình phương đông lúc trước hét to là mục tiêu công kích đầu tiên với lực lượng đỉnh cảnh giới thánh nhân cảnh như cường giả thần đình phương đông tuy bị ức chế vẫn rất khó đỡ một kích kia bị một gậy đập nát bấy hình thần đều diệt cơ thể áo giáp vũ khí của cường giả thần đình phương đông thành một phấn vù 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 tiểu viên vương như cơn gió thổi qua biến mất trong động ngầm tiểu tiên môn Cường giả thú nhân tộc theo sau tiểu viên vương như nước lũ kêu gào xung phong, như thủy triều nhấn chìm tàn quân thần đình phương đông còn lại, Đinh Hạo xuất hiện bên trên tầng ngoài Lạc Thánh Sơn mạch, Đinh Hạo cúi đầu nhìn cảnh tượng bên dưới làm hắn giật nảy mình, Lạc Thánh Sơn mạch vốn là dãy núi trập trùng đứng thẳng giờ thành đất hoang đá vụn, từng ngọn núi sụp đổ thành đá cục. Lạc Thánh Sơn mạch như phế tích sau khi động đất đã qua, cảnh tượng tựa tận thế làm người kinh sợ, con người không thể nào làm được, trên phế tích đá vụn, một động ngầm đường kính trăm thước xuất hiện, nhìn thoáng qua trông như tổ ong tiên khí tím vô tận tuôn ào ào ra sông thẳng lên mây hình thành kỳ quan khí tượng đinh hạo suy đoán không lẽ tiên khí chất chứa dưới lòng đất hấp thu tinh hoa trong thiên địa rốt cuộc thành hình tiên khí bên trong bùng nỗ lực tung lạc thánh sơn mạch xuyên qua lòng đất hình thành kỳ quan như vậy nếu đúng như vậy thì vào động ngầm tiểu tiên môn đi thẳng xuống có lẽ sẽ tìm được tiên khí đồng rằng tiên khí và thuốc dẫn tiên dược làm bạn mà sinh muốn có thuốc dẫn tiên dược thì phải tìm ra tiên khí nghĩ đến đây đinh hạo như kiếm bén cắt đứt hư không đáp xuống dưới đất vang lên tiếng trống kêu căng. Nhân loại không biết sống chết, muốn chết sao? Nơi đây là lĩnh vực của giao nhân tộc, tiếng trống vừa dứt đã có cục nước màu xám đen phóng lên cao như từng con ác giao, tử khí lạnh băng giữ tận bao vây nghiền Đinh Hạo, giao nhân tộc, giao nhân tộc là một nhánh của hải tộc. Đinh Hạo nghe công chúa nhân ngư hải tộc nói giao nhân tộc thuộc trận doanh hỗn loạn, rất tàn nhẫn, gian xảo, trời sinh tính tàn nhẫn, hiếu sát. Nơi giao nhân tộc đi qua như châu chấu, không có một cộng cỏ mọc nổi. Thanh âm đinh Hạo như sấm mùa xuân, tay phải co lại thành nắm đấm, ảo ảnh trường kiếm to lớn từ cánh tay đinh Hạo lan tràn ra ngoài, ánh sáng bạc lấp lánh giống như thần phạt, vù 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 vù, từng luồng kiếm quang trắng lúc sinh lúc diệt, rạch phá hư không, mấy chục cột nước ác giao thoáng chốc bị chém thành mấy khúc nhỏ mềm hoặc rớt xuống đất, thanh âm kêu căng lúc trước lạnh lùng cười. A, à, thì ra là cao thủ nhân loại, thực lực không tệ nhưng chỉ đến đây, cùng lúc đó, đinh Hạo như chiến thần giáng trần giết vào bầy cao thủ giao nhân tộc, tốc độ quá khủng khiếp làm các giao nhân tộc ngây người chưa nói xong đinh hạo đã giáng xuống giao nhân tộc sớm bày trận pháp thủy vực hải tộc tại đây vòng chụp vô hình bao phủ phạm vi mấy ngàn thước bên trong tụ tập nhiều lực lượng nguyên tố thủy ngưng kết thành đại dương bao la chân thật sóng ngầm hùng dũng đây là môi trường thích hợp cho hải tộc chiến đấu ngoại hình của giao nhân tộc tương tự như nhân ngư tộc nhưng da màu chàm đầu người thân cá có sáu tay năm ngón như vuốt mặt mũi đa số xấu xí hai bên xương sườn có vây cá dài các khớp xương mọc gai sắc bén đảo ngược hoạt động dưới nước nhanh như chớp một cường giả giao nhân tộc có sáu cánh tay lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát to. Giết hắn, thân hình cường giả giao nhân tộc có sáu cánh tay to hơn cùng tộc gấp mấy lần, hơn giao nhân tộc bình thường gấp 10 lần. Cường giả giao nhân tộc có sáu cánh tay như người khổng lồ, đầu có đôi sừng màu chàm, sắc bén như đao. Mắt cường giả giao nhân tộc có sáu cánh tay đỏ rực màu dung nham lửa, chắc gã là thủ lĩnh, xung quanh người có ánh sáng nước màu chàm, vô số giao nhân tộc hét lên, thanh âm cực kỳ chói tai, vàng nước dao động như từng tia chớp màu chàm lướt trong nước biển, khiến người hoa mắt. Giao nhân tộc cầm cốt mâu cốt thương cốt những ba mũi vân vân. Giao nhân tộc như lệ quy lấy mạng niên cuồng xung phong hướng Đinh Hạo, Lập Xuân, Đinh Hạo chỉ một cái, Lập Xuân kiếm ý phát ra, có gió đông xe lạnh nổi lên trong nước biển, tiếng chập tùng đập cánh. Từng thân hình chập trùng ẩn hiện trong đông lạnh, có khối băng va chạm vào mặt nước, đông phong giải đông, chập trùng thủy chấn, ngư thượng băng, ba ý cảnh của Lập Xuân kiếm ý hiện ra, các cao thủ giao nhân tộc rít gào xông lên chợt hét to. Bởi vì các cao thủ giao nhân tộc cảm thấy nước biển này thường cực kỳ thoải mái bỗng trở nên lạnh thấu xương, gió đông thổi trong nước quét một cái đã đông băng bọn họ. Từng ảo ảnh các loại trùng vỗ một cái là các đứt cốt binh cứng chắc, các gai giữa khớp xương cao thủ giao nhân tộc, còn có những khối băng như có như không đánh tan trận hình các cao thủ giao nhân tộc, cản trở tốc độ của bọn họ, thủ lĩnh giao nhân tộc giật mình kêu lên. Đây là yêu pháp gì, nhân loại luôn không giỏi về nước, vào kết giới thủy vực của hải tộc sẽ giảm mạnh sức chiến đấu. Bây giờ trong thiên địa có áp lực nhiều cường giả nhân loại rất cảnh giới, lúc trước có mấy chục đợt cường giả nhân loại xông tới đều bị giao nhân tộc giết nhanh như chết. Tại sao nhân loại trước mắt biểu hiện thích hợp hải chiến hơn cả giao nhân tộc, nếu còn không liều sẽ diệt các ngươi? Đinh Hạo phát ra một chiêu lập xuân kiếm ý không hoàn toàn, còn chừa một đường sống. Đinh Hạo không muốn treo vào chủng tộc tàn bạo giao nhân tộc, hắn chỉ muốn xông vào động ngầm tiểu tiên môn phía trước, tranh thủ thời gian tìm thuốc dẫn tiên dược sớm nhất, tránh cho bị người chiếm tiên cơ, thủ lĩnh giao nhân tộc tức giận quát. Chết tiệt, vây quanh hắn, vây quanh hắn. Không tiếc hết thảy giá đắt, tuyệt đối không thể để hắn vào tiểu tiên môn. Một nén nhang trước có mấy chục cường giả tuyệt đối của giao nhân tộc xuống động ngầm tiểu tiên môn tìm tiên khí, tuyệt đối không thể để nhân loại này vào gây chuyện. Các cao thủ giao nhân tộc điên cuồng hét chói tai phát ra lực lượng chấn động gần như sóng siêu âm điên cuồng xông pha bốn phía, khuấy động nước biển quấn chặt Đinh Hạo, Đinh Hạo tức giận quát. Không biết điều, Đinh Hạo và Hải tộc không oán không cừu, dù giao nhân thuộc thế lực ác trong trận doanh hỗn loạn thất hải nhưng từ đầu hắn không xuống tay giết người, không muốn kết thù với giao nhân tộc. Tuy nhiên Đinh Hạo không e ngại nếu người ta muốn gây chuyện với hắn, nếu cứ bị mấy thứ này dây dưa tiếp sẽ làm hỏng việc lớn. Không có thuốc dẫn tiên dược thì mẫu thân không thể lành vết thương, nghĩ đến đây Đinh Hạo xuống tay không nương tình nữa, lập xuân kiếm ý bỗng nhiên hết sức bùng nổ, vù 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 vù, các ảo giác gió đông, chập trùng, khối băng chớp mắt thành kiếm ý rực rỡ nghiền nát bốn phương, kiếm quan gào thét giống như thiên la địa võng. Mấy trăm cao thủ giao nhân tộc không kịp hét lên đã bị nghiền nát vụn, nổ tung nước biển xanh sẫm thoáng chốc biến thành màu đỏ máu đinh hạo nhanh như tia chớp đánh tan nát phong tỏa của giao nhân tộc lắc người lao hướng lối vào động ngầm tiểu tiên môn ở phía xa mặt thủ lĩnh giao nhân tộc giữ tận co giật quát đuổi theo giao nhân tộc điên cuồng như ông vò vẽ đuổi theo hướng đinh hạo biến mất nhưng chớp mắt một luồng kiếm quang bắn ra từ động ngầm tiểu tiên môn nổ tung khuếch tán kết giới hải vực lại có đông phong gào thét chập trùng hiển hiện khối băng va chạm hoàn toàn phong kính phía trước Chặng đường đi duy nhất lập xuân kiếm ý đám giao nhân tộc kinh khủng đứng lại Nhân loại đó thật đáng sợ, thần thông gần như là yêu pháp đủ nghiền nát bọn họ, đuổi theo cũng là chịu chết, thạch chủy thành đúng là loạn, có nhiều cường giả giao nhân tộc lẫn vào như vậy, Đinh Hạo vào trong động ngầm tiểu tiên môn, hắn cảm thấy tiên khí sắc tím đập vào mặt, lực lượng cường đại nâng lên trên gần như hất hăng bay ra ngoài, mắt thường chỉ thấy phạm vi vài trăm thước, cảnh này khá quen, đúng rồi, hình như giống lúc trước long khí tím dưới địa huyệt thâm nguyên sau núi vấn kiếm tông bùng nổ, Đinh Hạo vận chuyển lực lượng lặn xuống, nhận ra điều gì? không lẽ tiên khí sắc tím trong động ngầm tiểu tiên môn liên quan đến long khí tím dưới địa huyệt thâm uyên sau núi vấn kiếm tông tuyết châu vô tận đại lục sao quá kinh khủng bên trong chắc chắn ẩn chứa bí mật đáng sợ nào đó đinh hạo hoàn toàn phát ra lực lượng đẩy sức mạnh lên đến cực độ đinh hạo như thiên thạch lao nhanh xuống tiên khí sắc tím ma sát lồng khí quanh cơ thể hắn tóe lửa đột nhiên vù, vù 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 một ám nhẫn vô hình từ mé bên dưới bắn lên công kích đinh hạo đinh hạo giật mình kêu lên a à. có kẻ thù đinh hạo vội vàng xoay người vào phút chỉ mành treo chung né đòn công kích lực xé rách khủng bố lướt qua vai đinh hạo máu phun ra đinh hạo bị thương tiếng rít chói tai vang lên nhân loại vào đây đều phải chết là cao thủ của giao nhân tộc không ngờ chỗ này có mai phục đinh hạo rung lên liên tục đổi hướng né một chuỗi công kích như gió táp mưa xa ngực bụng đinh hạo bị thương đây là một cao thủ giao nhân tộc cực kỳ đáng sợ ít nhất cỡ cảnh giới bán thần cảnh xem ra cao thủ giao nhân tộc là một trong đám cường giả tuyệt đối cố ý ở lại đây mai phục đánh lén cao thủ khắp nơi xông qua kết giới hải vực giao nhân tộc vào động ngầm tiểu tiên môn tranh thủ cho tộc nhân của mình vì chiếm được tiên duyên giao nhân tộc tốn nhiều tâm kế mỗi bước xuống dưới là nguy hiểm trập trùng thực lực như đinh hạo mới vào cửa động ngầm tiểu tiên môn đã bị thương nếu hắn tiếp tục đi tới sẽ là trận huyết chiến việc đã đến nước này đinh hạo không nhường nhịn nữa lòng máy động đinh hạo cầm thiên sát thần kiếm thiên sát thần kiếm là thanh thần kiếm sắc bén vô song đinh hạo cướp từ tay thập thần tử nhưng lúc trước đinh hạo dùng thân phận người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hắn dùng bí pháp luyện chế lại thiên sát thần kiếm để tránh cho lộ thân phận thật đương nhiên đinh hạo chỉ thay đổi bề ngoài thiên sát thần kiếm hoặc trông hoàn toàn khác với trước nắm kiếm trong tay khí thế của đinh hạo tăng vọt lúc trước đối diện thập thần tử bán thần cảnh đinh hạo còn chiến thắng được hôm nay hắn sẽ không sợ hãi trước giao nhân tộc cảnh giới bán thần thiên sát thần kiếm rung lên vô số kiếm quan bắn ra cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh phát ra gầm sắt nhọn tiên khí sắc tím lúc ẩn lúc hiện quanh người gã cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh nhanh chóng lùi ra di động như hồn ma né mỗi một kiếm quan hắn không dám ngay mặt chiến đấu với ta đinh hạo nhận ra điều gì hắn hiểu rằng lực lượng của cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh cũng bị áp lực trong thiên địa ảnh hưởng cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh thấy kiếm ý kiếm pháp của đinh hạo tinh diệu sắc bén thì không dám đối kháng ngay mặt cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh lợi dụng thân pháp siêu nhanh không ngừng tránh né phát hiện này khiến đinh hạo yên bụng xem ra dù là cường giả thần cảnh cũng chịu áp lực trong thiên địa ảnh hưởng đây là tin tốt cho đinh hạo vù 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 từng ám nhẫn xanh bắn ra trong tiên khí sắc tím đinh hạo đứng yên tại chỗ cổ tay rung lên phát ra từng đóa kiếm hoa rực rỡ trước mặt hắn đánh nát tất cả ám nhẫn đinh hạo hành động mây bay nước chảy cực kỳ tiêu sái đinh hạo thầm nghĩ không thể bị hắn bám dính chậm trễ thời gian tốc chiến tốc thắng thiên sát thần kiếm dơ ngang trước ngực đinh hạo chớp mắt kiếm ý mông lung khuếch tán trong phạm vi trăm thước không gian rơi giọt mưa đầu xuân lạnh lẽo sức sống dạt dào vũ thủy kiếm ý nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp đinh hạo mới ngộ hai chiêu trong đó vũ thủy kiếm ý thích hợp đối phó địch thủ ẩn núp trong chỗ tối đánh lén nhất mưa mông lung đi qua đâu là chỗ đó không thoát khỏi cảm giác của đinh hạo rất nhanh bắt được ngươi rồi dọc mưa mông lung rơi xuống liền cảm ứng được vị trí của cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh đinh hạo lập tức thúc giục vũ thủy kiếm ý bùng nổ lực lượng đáng sợ khuếch tán thoáng chốc mưa đầy trời biến thành kiếm quan rực rỡ từ bốn phương tám hướng tụ tập bao phủ cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh lại nghiền nát như thiên la địa võng A, à, vang tiếng hét thảm, tay chân cục bay đầy, mảng lớn máu màu chàm bắn tung tóe, cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh chưa từng thấy kiếm pháp kiếm thức tinh diệu như vậy nên không hề đề phòng, trong phút chốc bị cắt nát cơ thể. Lực xé rất đáng sợ dễ dàng xẻ cốt giáp của cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh, khiến gã cả hồn phi phách tán, không dám dây dưa thêm. Cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh hú lên, hết một tiếng nhanh chóng bỏ trốn, biến mất trong tiên khí sắc tiếng, Đinh Hạo thu kiếm, tiếp tục lao nhanh xuống động ngầm tiểu tiên môn. Đinh Hạo rất vừa lòng chiến quả từ Vũ Thủy kiếm ý, một chiêu trọng thương cường giả bán thần cảnh, tuy thực lực của đối thủ bị áp chế nhưng cũng rất kinh người, động ngầm tiểu tiên môn không quá sâu, khoảng hơn 1000 thước. Rất nhanh dê đi đến tận cùng, Đinh Hạo không đoán sai, dưới nền đất giống như mê cung, các con đường giao nhau trông như mạch nước ngầm bị khô cạn từ xa xưa, có dấu vết nước chảy qua. Hơi thở cổ xưa, tan thương ập vào mặt, có thạch nhũ rủ xuống. Tiên khí sắc tím tiêm nhiễm nên các nham thạch sớm biến thành huyền tinh thạch, đập vào mắt đều là màu tím không thể thấy rõ tiên khí sắc tím hùng dũng từ đâu đến khắp nơi là màu tím mông lung nhiều đường như vậy ta nên chạy đi đâu đinh hạo nhíu mày bản thân hắn mù đường đi trong hoàn cảnh này sẽ lạc đường đến chết đinh hạo thúc giục quả cầu ánh sáng vàng trong thức hải tráng tách ra thiên nhãn võ đạo Mâu quan vàng bắn ra xé mở tiên khí sắc tím bốn phía xuyên qua tầng tầng vách huyền tinh thạch nhìn bốn phía thiên nhãn võ đạo có thể nhìn thấu vách thông thiên phù đồ thần tháp nơi ánh mắt nhìn là vách tường như trong suốt mắt đinh hạo xuyên qua mọi vật cản trông thấy từng đường hầm đi thông tám hướng đối liền nguyên thế giới dưới lòng đất rậm rạp như mạng nhện đinh hạo mơ hồ thấy có bóng người trong đường hầm tiếc rằng tiên khí sắc tím mù mịt khó thể nhìn rõ mặt mũi đinh hạo khẳng định một điều rằng người có thể đến động ngầm tiểu tiên môn đều là cường giả thần thông quảng đại chắc chắn phụ thân sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy dù là tiên khí hay thuốc dẫn tiên dược đều rất quan trọng với phụ thân tuyệt đối không thể rơi vào tay thần đình không biết chín mươi sáu sẽ có sắp xếp như thế nào lại còn đám người bắt vực huyền sương chiến thần phật chủ trung thổ siêu thiên chiến thần chắc cũng sẽ xuất hiện tại đây. Đinh Hạo ghi nhớ những gì mình nhìn thấy, đi hướng đông người nhất, thế giới dưới lòng đất cong quẹo như mê cung. Đinh Hạo thường mở thiên nhãn võ đạo tìm đường đi, tiên khí xuất thế chấn động tứ phương, đây là cơ duyên xưa nay chưa từng có. Đám cường giả yêu tộc từ vô tận đại lục đến thế giới này sẽ không chịu bỏ qua. Còn Đinh Đồng nữa, nếu hắn bị thương không quá nặng chắc chắn sẽ góp mặt. Không chừng Ngụy Thần Đế cũng đến đây, Đinh Hạo thầm nghĩ, bước nhanh đi tới, tập trung tinh thần đề phòng phía trước bỗng có tiếng chiến đấu, thanh âm quen thuộc từ con đường phía trước vọng lại. Mèo bà nội nó, đám khốn kiếp các ngươi. Đại ma vương không phát uy thì tưởng ta là mèo bệnh sao, là đại ma vương tà nguyệt, nó gầm rống, sống âm văng vẳng trong đường hầm mê cung. Sao lại là con mèo mập này, chẳng phải đại ma vương tà nguyệt cùng lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi uống hoa tửu sao, đinh hạo ngây người, sau đó vang tiếng hét khàn khàn như vịt kêu. Con mèo mập này, sao ngươi thấy cái gì cũng muốn cướp. Đây là cường giả thiên nhân điện, Ngươi gây rắc rối to rồi. Các vị, nói thẳng ra là ta không quen con mèo mập này, ta chỉ đi ngang qua. Các ngươi làm thịt nó là được, ta vô tội, là giọng của lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối cũng trong động ngầm tiểu tiên môn, Đinh Hạo càng kinh ngạc hơn, không lẽ lão nhân hướng dẫn viên tóc rối bị đại ma vương Tà Nguyệt ép buộc đến động ngầm tiểu tiên môn? Sau khi đại ma vương Tà Nguyệt tiến hóa thực lực tăng vọt, mọc hai đôi cánh nên tốc độ siêu nhanh cỡ ánh sáng, nó có thể lặng lẽ lẻn vào động ngầm tiểu tiên môn nhưng vấn đề ở chỗ đại ma vương tà nguyệt là loại sẽ không dậy sớm nếu không có lợi lộc gì nếu có ít lợi sẽ độc chiếm tại sao đại ma vương tà nguyệt mang theo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối tham tiền cùng đi trong đường hầm vang thanh âm chiến đấu bất cứ thanh âm nhỏ bé nào trong mê cung thì tiếng vang sẽ phóng lớn ra khi đinh hạo chạy đến nơi đã kết thúc cuộc chiến từ lâu đại ma vương tà nguyệt đứng thẳng lên chân trước khoanh lại nghe răng cười to bảo ha 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 lão già tóc thưa nhà ngươi sợ cái kỹ gì mèo sớm nói rồi lực lượng của đám người này bị áp lực thiên địa hạn chế, không là đối thủ của Ngoe. Mèo, ha 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 ha. Các ngươi nghe kỹ đây, ngoan ngoãn giao ra báu vật trong người, giấu một món là mèo sẽ cắn chết các ngươi. Đại ma vương tà nguyệt nghe hàm răng sữa trắng tinh ra, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới đứng bên cạnh đại ma vương tà nguyệt, phía đối diện, đỉnh cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện đều là nam nhân trung niên, cực kỳ chật vật, cũng mặc sưng phù dắt díu nhau đứng im mặt các cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện toàn dấu mèo cào, dấu cánh hàng sâu, thê thảm như du côn đánh lộn bên đường. ánh mắt các đỉnh cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện nhìn đại ma vương tà nguyệt vừa tức giận vừa sợ hãi. thiên nhân điện bọn họ là tông môn chúa tể một châu, có vô số cao thủ. bọn họ là cường giả danh chấn một phương, đồ tử đồ tôn nhiều vô số kể, uy vọng cực cao. bình thường bọn họ được tôn sùng như lão tổ tông, nhưng hôm nay bị một con mèo mập đánh thành đầu heo, quá mất mặt đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện rất muốn chết trước uy hiếp của đại ma vương tà nguyệt đám cao thủ thánh nhân cảnh thiên nhân điện không thể không ngoan ngoãn lấy ra công cụ trữ vật báo vật trên người lão nhân hướng dẫn viên tóc rối rất cảnh giác nghe thấy tiếng bước chân vội cảnh báo có người đến biểu tình đại ma vương tà nguyệt hưng phấn hỏi lại có dê béo đưa lên cửa tốt quá nghe đây cây này là meo trồng đường này là meo mở muốn đi qua đây để lại tiền thông đường meo nhân sủng, sao lại là ngươi? Đại ma vương tà nguyệt mới nói xong câu về thì ngây ngẩn. Mặt đinh hạo sa sầm đi ra từ đường hầm, cốc vào trán đại ma vương tà nguyệt mấy cái. Đinh hạo hậm hực nói. Học cái gì không tốt lại đi học người ta cướp bóc, làm ta mất hết mặt mũi. Đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện đứng phái đối diện trận mắt há hốc mồm, tên cường giả nào từ đâu chạy ra. Hoặc trong tu vi chỉ sơ giai thánh nhân cảnh vậy mà dám đánh con mèo mập màu trắng có cánh khủng khiếp này. Đúng là tìm chết chẳng lẽ hắn không biết con mèo mập nổi giận sẽ đáng sợ thế nào sao? Nhưng hình ảnh tiếp theo làm đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện ngơ ngác. Con mèo mập tàn bạo chẳng những không giận mà còn vẽ mặt nịnh nọt che tráng. rất là nhân tính hóa cười xuề nói. Ai, đừng giận, nhân sủng, mèo chỉ là muốn kiếm tiền. Ngươi cũng biết gần đây mèo hơi nghèo, túi rỗng. Đừng giận, cùng lắm số tiền tài mèo mới cướp chúng ta chia đều. A, à, còn đánh? Mèo trở mặt bây giờ. Mèo bà nội nó đừng đánh vào khuôn mặt bự tuấn tú của mèo vốn đại ma vương tà nguyệt lén chuồng đi nên đuối lý mắt lão nhân hướng dẫn viên tóc rối xoay tròn định lặng lẽ chuồng đi đinh hạo kéo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối lại trừng mắt nói là lão xúi dục con mèo ngốc đến đây tại sao đi theo lão chưa đến một tháng nó đã bị lão làm hư quan quá ta bị bắt ép lão nhân hướng dẫn viên tóc rối rú lên đông gia hãy nhìn rõ mọi chuyện ta bị con mèo mập ép đến đây ta không đánh lại nó mấy ngày nay bị ăn hiếp quá trời mèo lão già không nói nghĩa ký là ai bảo mình biết đường chỗ này nhất định sẽ tìm được tiên khí đại ma vương tà nguyệt tức giận dương cành bộ dáng liều mạng đại ma vương tà nguyệt tức giận quát tình cảm của chúng ta đã tan vỡ lão già nhà ngươi quá hèn không thể cùng nhau chơi đinh hạo nhìn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối hỏi lão biết tiên khí ở đâu thật không lão nhân hướng dẫn viên tóc rối giật nảy mình nịnh nọt nói không thể nào ta lừa con mèo mập đinh hạo khẳng định nói dẫn đường đi lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nhăn nhó xuề tay nói nhưng ta thật sự không biết được đại ma vương tà nguyệt duỗi móng vuốt sắc bén bộ dạng gian ác nói có tin là mèo đập chết lão không mau dẫn đường lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nhăn nhó dẫn đường đinh hạo theo sát lão nhân hướng dẫn viên tóc rối không hiểu sao đinh hạo trực giác lão nhân hướng dẫn viên tóc rối bí ẩn biết điều gì thắng tự quyết nói cho hắn người này rất bí ẩn tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài đại ma vương tà nguyệt hớn hở nhảy lên vai đinh hạo đi theo đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện bị bỏ lại mặt mũi bầm dập nhìn nhau không dám nhúc nhích mãi khi đoàn người đinh hạo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đại ma vương tà nguyệt biến mất sâu trong đường hầm đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện mới thở vào con mèo mập ma vương rốt cuộc đã đi một cường giả thánh nhân cảnh của thiên nhân điện căm hận thề thù này không báo thề không làm người thiên địa áp chế lực lượng khiến cường giả thánh nhân cảnh của thiên nhân điện không thể phát huy thực lực bị một con mèo đánh thành đầu heo thật là sỉ nhục trong đời bọn họ một cường giả thánh nhân cảnh của thiên nhân điện khác nói. Mau rời khỏi đây đi, nếu ma vương kia vòng về thì chúng ta xui xẻo. Mấy cường giả thánh nhân cảnh của thiên nhân điện khác biến sắc mặt, vội vàng chạy nhanh đi hướng ngược lại. Đại ma vương tà nguyệt đứng trên vai đinh hạo, trầm ngâm nói. Mèo, vừa rồi hình như mèo quên chuyện gì, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối vừa dẫn đường vừa bực bội nói. Quên cướp, mấy tên kia đã chạy, đại ma vương tà nguyệt phản bác. Nói nhảm, mèo cướp ai bao giờ? Mèo là một con mèo lương thiện, đáng yêu sẽ không cướp ai đại ma vương tà nguyệt hết sức căng thẳng liếc đinh hạo thấy hắn không có biểu tình gì mới nghiền răng thầm nghĩ lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đáng ghét này muốn chết sao không đáng tin gì cả đại ma vương tà nguyệt thấy đáng tiếc nó mới rồi lo lắng đã quên bóc lột đám cường giả thánh nhân cảnh của thiên nhân điện may cho bọn họ đinh hạo làm bộ vô tình hỏi sao các ngươi đến đây chẳng phải bên ngoài đã bị thế lực các nơi phong tỏa đại ma vương tà nguyệt đắc ý dương cánh nói ai ngăn được ta đinh hạo trừng đại ma vương tà nguyệt với ánh mắt ngươi không nói chuyện sẽ chết sao đinh hạo tiếp tục nhìn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối hỏi phải rồi vẫn chưa kịp thỉnh giáo tên họ của lão nhân gia người là lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nghe răng cười giật hai mét râu cá trê nói không dám không dám huynh đệ cùng đường đều gọi ta là phiên thiên thử lão thử họ khúc danh phong phiên thiên thử khúc phong đinh hạo lục tìm ký ức hắn chưa từng nghe nói tên này nhưng ngoại hiệu phiên thiên thử nghe không cao nhã không ra gì chắc không phải tôn xưng của cao thủ tiền bối chẳng lẽ lão nhân hướng dẫn viên tóc rối thật sự là người bình thường hay phiên thiên thử khúc phong che giấu thân phận thật của mình đinh hạo không đoán ra nhưng đinh hạo rất nhanh phát hiện lão nhân hướng dẫn viên tóc rối không dẫn đường lung tung quẹo trái quẹo phải nhìn như không có mục đích nhưng tới càng gần mục tiêu nào đó hơn bởi vì đường hầm càng lúc càng rộng không khí tràn ngập tiên khí sắc tím ngày càng đậm đặc không lẽ lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên thử khúc phong đang nghe truyện trên kênh tv audio cv giả heo ăn cọp Đinh Hạo cảm thấy lão nhân hướng dẫn viên tóc rối hắn kêu ở ven đường có chút bí ẩn, lòng thầm cảnh giác, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối chợt lên tiếng. Đằng trước có người, Đinh Hạo cũng nhận ra trong đường hầm phía trước có thân hình kỳ dị xuất hiện đứng yên chặn đường. Trong nơi tràn ngập tiên khí sắc tím, hơi thở người này hòa vào hư không, như ẩn như hiện, như có như không. Người đó như ảo ảnh, nếu Đinh Hạo không có thần thức tinh diệu, hùng hồn thì không phát hiện ra được. Phiên Thiên thử khúc phong đứng từ xa hỏi. Là ai ở đằng trước? Đối phương không đáp, Đinh Hạo lên tiếng nhắc nhở lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. Cẩn thận, Đinh Hạo mới nói xong thì một kình phong vô hình xuyên qua tiên khí sắc tím bắn hướng phiên thiên thử khúc phong, kình phong ẩn chứa sức xé rất khủng khiếp, nhanh như chớp đến trước trán lão nhân hướng dẫn viên tóc rối, phiên thiên thử khúc phong ngẩn ra, không kịp phản ứng, Đinh Hạo búng ngón tay, một luồng kiếm quang bắn trúng kình phong, xem phản ứng vừa rồi của phiên thiên thử khúc phong không giống giả bộ, thực lực của lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đúng là không quá cao, không lẽ phiên thiên thử khúc phong thật sự là người bình thường? Đinh Hạo thầm nghĩ, bước ra một bước, tiên khí sắc tím vô tận rẽ sang hai bên, đinh hạo đầy khí thế cao giọng quát. Bằng hữu, lén tập kích là không có đạo nghĩa, phía đối diện vang lên tiếng cười khàn đục độc ác. Ha, ha 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 Không ngờ gặp cao thủ, ha 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 ha, ha. Không biết mùi vị thế nào, một bóng người chợt lóe, bàn tay xanh nhạt ẩn chứa sức mạnh không thể chống cự chột cổ họng đinh hạo, đinh hạo hừ lạnh ngón trỏ và ngón giữa khép lại điểm ra kiếm quan sát bén thoáng chốc bay ra từ đầu ngón tay đường hầm vang tiếng rồng ngâm hổ gầm người đó kinh kêu, a à, người đó không ngờ đối thủ cường đại như vậy, vội rút tay về. người đó không đỡ kiếm quang, thân hình như hồn ma lắc người xuất hiện ngay bên cạnh đinh hạo, chột eo hắn. tốc độ phản ứng của đinh hạo không chậm, khi người đó sắp chột vào xương sườn đinh hạo thì kiếm quang đầu ngón tay thần kỳ xuất hiện đâm vào lòng bàn tay người đó, vù 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 vù. trong tiếng vạt áo xé gió, người đánh lén liên tục biến ảo mấy trăm trảo, mỗi một chiêu đều chột hướng chỗ hiểm của đinh hạo, nhanh như tia chớp, ẩn chứa lực lượng phá hư lạnh lẽo, âm trầm mỗi một cú chọc đều bị kiếm quan đầu ngón tay của đinh hạo đẩy lùi hai bên như đang múa không ngừng biến chiêu đổi vị trí mỗi chiêu một thức cực kỳ sắc bén đủ để giết ngay cường giả cảnh giới võ thánh cảnh nhưng từ đầu đến cuối lại không hề tiếp xúc với nhau một lát sau kình phong ngừng người tập kích dừng lại đinh hạo thu chiêu đứng thẳng ngẩng đầu nhìn đinh hạo giật nảy mình khi thấy khuôn mặt đối phương thì tim hắn đập nhanh mắt bắn ra tia sáng bởi vì kẻ đánh lén đinh hạo là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mặt nạ nửa cười nửa khóc giống y như cái của đinh hạo chất liệu cũng giống hệt nhau, mặt nạ quỷ thanh đồng đinh Hạo đeo là 4 năm trước rèn luyện trong Tuyết Long Sơn xong quay về vấn kiếm tông lấy được chiến lợi phẩm từ thích khách luôn dây dưa ám sát hắn, thích khách người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đó thực lực không tầm thường, lai lịch rất bí ẩn. Lần đó thích khách người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị đinh Hạo đánh bại, rất mặt nạ sau đó không còn xuất hiện, sau này thực lực đinh Hạo tăng vọt, không để bụng thích khách người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nữa, đinh Hạo nhặt mặt nạ quỷ thanh đồng vì có chất liệu đặc biệt, cho người cảm giác bí ẩn nên hắn dùng nhiều lần đinh hạo gặp người với thân phận người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đinh hạo không ngờ hôm nay trong hoàn cảnh này gặp phải một người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng trong khoảnh khắc đinh hạo khẳng định mặt nạ quỷ thanh đồng giống y như mặt nạ hắn nhặt được dù là chất liệu hay hình dáng vấn đề ở chỗ mặt nạ quỷ thanh đồng của đinh hạo có được từ vô tận đại lục không lẽ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng trước mắt cũng đến từ vô tận đại lục đinh hạo gằn từng chữ ngươi là ai người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như không nghe thấy đôi mắt lóe tia sắc bén đánh giá đinh hạo từ trên xuống dưới đó là bộ dáng vui sướng vì thấy con mồi, như sư tử trông thấy mồi săn làm mình hứng tú. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã xem Đinh Hạo là đối tượng đi săn, lòng Đinh Hạo máy động, chậm rãi lấy mặt nạ quỷ thanh đồng ra đeo lên mặt. Trong khoảnh khắc này người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn phía đối diện mắt bắn ra tia sáng, gã cũng bị giật mình, thanh âm khàn khàn tràn ngập giật mình kêu lên. Ngươi, là ngươi, chớp mắt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hiểu điều gì, bỗng cười phá lên. Ha 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 ha. Tốt, quá tốt, dịu cực, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu vốn tưởng sẽ không gặp được ngươi nữa ai ngờ ngươi cũng đến thế giới này ha 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 là ông trời đưa ngươi vào tay ta sao đinh hạo nhướng mày nói ngươi biết ta người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn ngửa đầu cười to bảo ha, ha 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 đương nhiên là biết còn là cố nhân nạp mạng đi đinh hạo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bỗng nhiên ra tay Hai bàn tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng gấp khúc giống như long trảo, có hắc viêm lượng lờ ở đầu ngón tay phát ra tiếng rít rào như lệ quỷ nhiếp hồn người, lực công kích tăng lên gấp mấy lần, Đinh Hạo không yếu thế, cũng vỗ chưởng, ngón tay Đinh Hạo lượng lờ kiếm quang bạc, từng tiếng kiếm ngân quanh quẩn trong đường hầm. Bàn tay Đinh Hạo như biến thành kim loại, bùng, hai tay chạm nhau, Đinh Hạo, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rung lên, cùng lùi một bước, Đinh Hạo lạnh lùng cười. Xem ra hôm nay ngươi không giết được ta. Bây giờ Đinh Hạo dám khẳng định người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng trước mắt là người bí ẩn không ngừng truy sát hắn ở Vô Tận Đại Lục, nhưng không biết tại sao gã đến Thần Ân Đại Lục và xuất hiện trong động ngầm Tiểu Tiên môn, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng hét to. "Giết ngươi giống như giết một con gà." Hắc tim dọc theo đầu ngón tay lan tràn, chợt lóe biến thành móng tay đen xì. Mỗi một móng tay dài hơn một thước, nhọn như lưỡi dao. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng phất một cái, tiếng lỗ rách vang lên, hư không bị cắt, đây là loại thần thông rất đáng sợ lực lượng của hắn dường như không bị áp lực thiên địa hạn chế tim đinh hạo đập nhanh do thiên sát thần kiếm đã biến hình dạng ngang ngực lập xuân kiếm ý phát ra kiếm ý mông lung vung ra ngoài trong không gian có tiếng gió đông rít cào người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn cười to bảo ha 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 kiếm ý người nắm giữ kiếm ý đến trình độ này không ổn là thiên tài số một thanh sam đông viện ngày xưa nhưng ở trước mặt ta đã định sẽ chết người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vung hai bàn tay em mờ móng tay đen như dây leo lan tràn ra ngoài cắt bốn phía hư không bao phủ đinh hạo đinh hạo cười khẩy nói Thua người ta còn nói lớn lối thiên sát thần kiếm khe rung từng lũ kiếm quan mông lung khuếch tán ra ngoài chớp mắt đông phong đầy trời biến thành kiếm ý sắc bén móng tay đen hùng dũng đâm tới bị chém vụn kiếm ý đánh đâu thắng đó như lũ tràn về người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng quát to thú vị u minh quỷ ảnh người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng từ một biến thành hai hai thành bốn bốn thành tám tám thành 16, không ngừng tay ra ngày càng nhiều người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chen chúc bốn phía con đường những bàn tay đen mở ra móng tay nhọn biến dài như dây leo lan tràn phong tỏa mỗi tấc không gian giữ tận đâm hướng đinh hạo móng tay che rợp trời không có khe hở đinh hạo hét to hừ si mị võng lượng cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta nguyên quỷ hồn địa ngục đều nằm trong tay ta vỡ ra đinh hạo giơ kiếm trước ngực ba ảo giác lập xuân kiếm ý cấu trúc trong đầu hắn tiếng đông phong gào thét chập trùng vỗ cánh khối băng vô hình va chạm nước chảy róc rách, cá quẩy đuôi hiện ra, những ảo giác hình thành lĩnh vực kiếm ý kỳ lạ mười thước quanh người Đinh Hạo, dù móng tay đen khủng bố có điên cuồng cỡ nào cũng không thể chen vào lĩnh vực kiếm ý. Phiên Thiên thử khúc phong phập phòng lo sợ đứng sau lưng Đinh Hạo, chiến đấu trình độ này làm lão nhân hướng dẫn viên tóc rối lộ biểu tình hoảng sợ, tiếng cười kêu căng, âm trầm của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không ngừng vang vọng. Ha 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 ha. Ta chờ xem ngươi kiên trì tới khi nào, u hồn giảo sát nhìn từ bên ngoài thì móng tay đen sắc bén vô tận như tóc dài rậm rạp quấn quanh vị trí đám người đinh hạo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối viên thiên thử khúc phong đại ma vương tà nguyệt đứng thành một quả cầu đen người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cười âm hiểm vô số u hồn lệ quỷ gào thét bay ra từ móng tay từng đoàn khói đen ăn mòn lao vào lĩnh vực kiếm ý đinh hạo giật mình kêu lên lực lượng thật kỳ lạ lực lượng đó có thể đột phá lĩnh vực kiếm ý của đinh hạo lòng hắn máy động sử dụng thức thứ hai vũ thủy kiếm ý vũ thủy kiếm ý hợp lại dị tượng khí hậu không ngừng biến đổi lực lượng luân hồi mỏng manh bắn tung trong không trung đây là lực lượng luân hồi thời tiết nhưng đinh hạo chỉ lĩnh ngộ hai tiết khí đầu trong 24 tiết khí nên lực lượng luân hồi rất yếu ớt bùng nổ đinh hạo kích phát kiếm ý ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. kiếm quan sát bén vô tận bắn ra bốn phía trong phút chốc móng tay đen quấn quanh thành hình tròn nổ tung thành mảnh vụn từng tia sáng xuyên qua vù 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 vài kiếm quan kiếm ý hợp nhất chớp mắt xuyên thủng vai người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cùng lúc đó một ít khói đen thẩm thấu vào miệng mũi đinh hạo À, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn hét lên vai bị đánh nát người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị lực lượng một kích của đinh hạo hất văng ra ngoài đập mạnh vào vách tường huyền tinh thạch miệng hộc máu đinh hạo rên rỉ người lão đảo hai bên đều bị thương người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị thương nặng hơn đinh hạo một chút người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng âm trầm cười to bảo ha 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 lần này xem như ngươi may mắn lần trước ta ăn cơm chưa tiêu hóa xong chờ lần sau gặp mặt ta sẽ nuốt trọn ngươi chờ đi đinh hạo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dứt khoát biến thành ánh sáng khuất bóng trong tiên khí sắc tím vô tận tràn ngập đường hầm thu dấu hơi thở trốn đinh hạo cảm ứng dây lát xác nhận người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thật sự đã rời đi đinh hạo sơ sẩy hít vào một chút khói đen có sức ăn mòn tinh thần đáng sợ như độc trùng chui vào thức hải của hắn ô nhiễm nguyên thức hải đinh hạo định vận chuyển thắng tự quyết xua tan lực lượng kỳ lạ này thì thần khí luân hồi thiên bàn trong thức hải luôn im lặng bỗng rung lên tỏa ra lực lượng lạ lùng nuốt hết khói đen biến dị làm đinh hạo ngây người cho đến nay thần khí luân hồi thiên bàn như đứa trẻ không nghe lời người lớn, đinh hạo khống chế nó có hạn. Chỉ khi thấy thứ làm nó hứng thú thì thần khí luân hồi thiên bàn mới chủ động kích hoạt. Lần trước xảy ra chuyện như vậy là lúc thần đình phương đông truy sát đinh thánh tháng, trong sân khắc trận pháp bị sập, thần khí luân hồi thiên bàn hấp thu năng lượng kỳ lạ. Sau này đinh hạo không tìm hiểu rõ năng lượng đó là cái gì, lần này thần khí luân hồi thiên bàn chủ động hấp thu khói đen, không lẽ khói đen có liên quan đến đạo luân hồi, đinh hạo thầm suy đoán, tiếp tục quan sát. Đinh Hạo không thấy thần khí luân hồi thiên bàn có biến dị gì, nó trở về trạng thái lười biến lại chìm vào thức hải. Đinh Hạo không nghĩ lung tung thêm, khoanh chân tại chỗ, vận chuyển huyền công, loại trừ khó chịu trong cơ thể. Một lát sau, khói đen mang đến phá hư hoàn toàn bị trừ khử. Đinh Hạo thầm giật mình nghĩ, chỗ này đúng là sát khí nặng nề, nguy hiểm khắp nơi. Mới đi một đoạn đường đã liên tục bị thương. Đầu tiên là bị cao thủ giao nhân tộc đánh lén, sau đó đụng phải người này lúc này đinh hạo đã đoán được người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn là người của u minh quỷ tông lúc trước thiên thính hiên bán ngọc bài có tin tức về công pháp chiêu thức của u minh quỷ tông giống y như lực lượng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn thi triển đinh hạo khẳng định người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng là truyền nhân của u minh quỷ tông cao thủ đỉnh cao trong thế hệ trẻ gần đây mới nổi đinh hạo không ngờ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng biết hắn không còn gì nghi ngờ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đến từ vô tận đại lục gã nói ra mấy chữ thiên tài số một thanh sam đông viện, nói lên gã hiểu biết về hắn quá rõ. Rất có thể người bí ẩn này chính là thích khách người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mấy lần ám sát Đinh Hạo trong vấn kiếm tông, có lẽ mặt nạ quỷ thanh đồng là dấu hiệu của U Minh quỷ tông. Đinh Hạo vuốt ve mặt nạ quỷ thanh đồng của mình, xúc cảm lạnh lẽo làm tim hắn đập nhanh. Truyền nhân U Minh quỷ tông là một đối thủ rất cường đại, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nói ăn cơm là sao? Đinh Hạo nhớ đến lúc trong hang động bí ẩn, trải qua nguy hiểm trong chiến trường bách thánh thấy từng cái xác cường giả bị hút khô đó là bị công pháp đáng sợ cắn nuốt hết tinh hoa cơ thể không lẽ bọn họ bị truyền nhân của u minh quỷ tông giết chết không biết truyền nhân của u minh quỷ tông vốn là người vô tận đại lục hay thông qua thủ đoạn bí ẩn nào từ thần ân đại lục giáng xuống vô tận đại lục sau đó quay về trong lòng đinh hạo có rất nhiều vấn đề lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi trước dẫn đường đoàn người tiếp tục tiến lên tiên khí sắc tím càng lúc càng đặc như quỳnh tương lượng lờ bốn phía hít thở tiên khí vào người tiên khí là linh khí siêu bổ với người tu hành đáng tiếc rằng tu vi của nhiều người bị áp chế không thể luyện hóa tiên khí sắc tím này trên đường đi đinh hạo phiên thiên thử khúc phong đại ma vương tà nguyệt gấp mấy đoàn người tất nhiên không thể tránh chiến đấu ai vào đây đều đã giết đỏ mắt bọn họ thậm chí vung đao với đồng bạn gặp người lạ phản ứng đầu tiên chính là bắt cóc ra hỏi muốn biết tiên khí ở đâu không tha bất cứ ai đáng ngờ chiếc áo xanh của đinh hạo đẫm máu tất nhiên đều là máu của người khác thực lực của đinh hạo không bị áp chế Lúc này vẫn là sức chiến đấu song mạch nhất khiếu võ thánh cảnh, xem như một trong mấy đỉnh cao dưới mê cung ngầm. Dù là cường giả cảnh giới bán thần cảnh gặp Đinh Hạo cũng phải đi đường vòng, Đinh Hạo vừa chạy đi vừa vận chuyển huyền tự quyết hấp thu tiên khí sắc tím trong đường hầm. Đinh Hạo thử luyện hóa lực lượng tiên đạo đậm đặc, nhưng nhanh chóng phát hiện tiên khí không thể dung hợp cùng huyền khí, thậm chí tiên khí bài xích lực lượng huyền khí, Đinh Hạo thử một phen phát hiện tiên khí sắc tím chỉ có thể rèn luyện gân cốt, nếu không có công pháp luyện thể thần giai phối hợp thì phát triển hữu hạn, một canh giờ sau Tiên thiên thử khúc phong chợt kêu lên. Ủa, Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, thấy tiên khí sắc tím đằng trước bỗng biến mất, không gian ngầm vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt hắn, đường hầm nơi đoàn người Đinh Hạo, đại ma vương tà nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đứng có đường kính rộng 20 thước nhưng so với không gian to lớn này thì như sợi tóc và quảng trường, trong không gian nhấp nháy ánh sao, trống trải vô ngần, tựa trời sao vũ trụ. Đoàn người Đinh Hạo, đại ma vương tà nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đứng ở cuối con đường, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến rất khó tưởng tượng dưới lòng đất tồn tại không gian lớn đến thế từng đường hầm mỗi một đường kết nối với không gian này rậm rạp như tổ ong có ngàn vạn con đường hình ảnh quá rung động đoàn người đinh hạo đại ma vương tà nguyệt lão nhân hướng dẫn viên tóc rối há hốc mồm đến tận mang tai càng kỳ dị là trong không gian không có sức hút trái đất hoặc nó rất hỗn loạn không còn phân biệt trên dưới đinh hạo chú ý thấy lối ra vài con đường có đủ bóng người những người này là các thế lực cường giả vào động ngầm tiểu tiên môn trải qua đường mê cung dài dặc đi tới đây bọn họ bị tình cảnh này hù giật mình đứng ngay như võng như hư không động ngầm tiểu tiên môn nhưng rất nhanh đa số người lấy lại tinh thần chú ý thấy người khác có thể đi đến một bước này không ai là kẻ đầu đường xó chợ bọn họ đứng ở lối ra khác nhau cảnh giác nhìn đối phương mắt tràn ngập địch ý không khí kỳ dị đông lại lúc này hư không động ngầm tiểu tiên môn tràn ngập ánh sao bỗng nhấp nháy liên tục có lực lượng cường đại bắn ra từ điểm sáng mơ hồ có người trông thấy đống sáng là tia sáng lạnh của vũ khí có người kêu lên đó là những đống sáng này không lẽ là tiên khí người đó nhận ra điều gì biến thành luồng sáng bay thẳng hướng hư không động ngầm tiểu tiên môn người đó duỗi tay ra bắt lấy đống sáng cách mình gần nhất hành động như mồi lửa mấy trăm người cũng lao ra theo đinh hạo nhíu mày quan sát cẩn thận chứ không tiến lên đinh hạo cứ cảm thấy chỗ này kỳ kỳ ha 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 quả nhiên là tiên khí cường giả dành trước cướp một đống sáng hưng phấn cùng cười trong tay gã là trường thương cổ kính thân thương loan lỗ có hoa văn rồng thân thương có nhiều chỗ hỏng mũi thương đứt một khúc nhưng có lực lượng đáng sợ mãnh liệt dân trào từ thương bàn long gãy nó rơi vào tay cường giả thoáng chốc như vật sống một ảo ảnh bàn long gầm rống trong hư không động ngầm tiểu tiên môn như thần ma gầm thét cường giả đó cười to bảo ha 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 nhiều tiên khí như vậy đều là của ta ai dám giành với ta thì đi chết đi a a a a hoa thương nở rộ vô số ảo ảnh bàn long gầm rống bay ra chập chém những người muốn chộp lấy một đốn sao đinh hạo giật mình kêu lên lực lượng thật đáng sợ thực lực của cường giả này bị áp chế chưa đến cảnh giới võ vương cảnh trong đám người đến đây gã chỉ có sức chiến đấu bình thường nhưng cầm cây thương có sức mạnh giết ngay mấy trăm cường giả thực lực cao hơn mình là tiên khí thật sao không đúng không biết hư không động ngầm tiểu tiên môn có bao nhiêu đống sao chớp lóe nếu mỗi ánh sao là một tiên khí thì chẳng phải là rau cải ven đường tiên khí quá nhiều cùng lúc đó các thế lực vốn ngần ngừa thấy vậy đều điên cuồng uy hiếp chết chóc không là gì với bọn họ vô số người điên cuồng xông ra ngoài chộp ngôi sao cách mình gần nhất cuộc chiến đấu khốc liệt bùng phát cường giả có được bàn long thương tức giận quát không được giành của ta đều là của ta các ngươi chết đi trường thương bắn ra vô số ảo ảnh bàn long chém giết nhưng có quá nhiều người tranh cướp có người thành vụn thịt trước ảo ảnh bàn long cũng có kẻ may mắn cướp được vũ khí nam nhân trung niên cùng cười nói ha 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 đao tốt nam nhân trung niên liều chết cướp được một cây đao cổ thân đao đầy lỗ hổng như hạt đậu trông giống rác rưởi thế nhưng nam nhân trung niên vung tay lên đao quang thất loạn xẹt qua trời sao mấy chục cường giả không kịp phản ứng đều bị chém vụn một bà lão tóc bạc phơ cười to nhe hai chiếc răng vàng cuối cùng ha 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 ta cũng được ta cũng có tiên khí bà lão hái một ngôi sao biến thành giải lụa năm sắc vòng quanh người bà điều kỳ diệu hiện ra bà lão già lọng khọm bắt đầu thay đổi tóc bạc thành tơ đen da nhăn nheo không còn bà lão biến thành thiếu nữ thanh xuân phản lão hoàng đồng giải lụa quấn quanh thiếu nữ hất những cao thủ gần người ra xa nhìn như mềm nhũng nhưng cường giả nào bị giải lụa chạm vào sẽ biến thành bụi đất chết hư không động ngầm tiểu tiên môn thoáng chốc trở thành chiến trường điên cuồng người có được tiên khí nắm giữ lực lượng khủng bố trở nên tham lam muốn tranh giành nhiều hơn đồ sát những người khác tiêu diệt đối thủ cạnh tranh có người kêu lên sư huynh là ta đây đừng giết ta ha 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 ha, ha. trước mặt tiên khí không có huynh đệ gì hết ai tranh giành tiên khí với ta đều chết hết đi nhân tính vặn vẹo vì dành cơ duyên mà nhiều người trở mặt không nhận bằng hữu thân thích đại ma vương tà nguyệt cũng điên cuồng a a a a của ta đều là của ta không được đụng vào những vì sao này không thì ta cắn chết các ngươi mắt đại ma vương tà nguyệt đỏ ngầu đã tẩu hỏa nhập ma nó điên lên xông ra ngoài nhiều bảo bối bị người tranh giành trước mặt nó cái này giống như cắt thịt trên người nó làm sao đại ma vương tà nguyệt chịu nổi cánh vỗ đập đại ma vương tà nguyệt dết vào hư không động ngầm tiểu tiên môn cẩn thận đinh hạo muốn ngăn cản nhưng không kịp may mắn tốc độ của đại ma vương tà nguyệt như ánh sáng nga nước bước cường giả thần cảnh. Đại ma vương Tà Nguyệt xuyên qua hỗn độn, mấy lần tránh đi sát khí, Phiên Thiên Thử Khúc Phong cũng điên cuồng. A a a a. Liều luôn, lúc này không liều mạng thì chờ đến bao giờ, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối như con ma bài say rượu cẩn thận lấy hai cây đinh đỏ ra khỏi ngực, một cây đâm vào trán, một cây đâm vào tim mình, Đinh Hạo giật mình kêu lên. A. À. Không cướp được đồ cũng đừng tự sát, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối Phiên Thiên Thử Khúc Phong rống to u u u a a a a bỏ mấy tiên khí ra ta tới đây lão nhân hướng dẫn viên tóc rối như chó săn ngửa đầu hú lên toàn thân mọc lông đen cứng ngắc mặt mũi cũng thay đổi phiên thiên thử khúc phong như con chuột nhắc rút người biến thành tia chớp đen xông vào hư không động ngầm tiểu tiên môn chết tiệt thì ra là bí pháp kích thích tiềm lực bản thân hay phiên thiên thử khúc phong dùng hai cây đinh đỏ giải trừ phong ấn đinh hạo sửng sốt cảm giác thực lực lão nhân hướng dẫn viên tóc rối tăng vọt sánh bằng đỉnh võ thánh cảnh dường như không bị áp lực trong thiên địa ảnh hưởng hơi thở phiên thiên thử khúc phong sen lẫn lực lượng không giống nhân loại rất kỳ lạ lão nhân hướng dẫn viên tóc rối xông vào hư không động ngầm tiểu tiên môn tốc độ siêu nhanh sánh bằng đại ma vương tà nguyệt có bốn cánh chớp mắt phiên thiên thử khúc phong lẫn vào loạn chiến nhờ tốc độ siêu nhanh liên tục né truy sát vô tận hiểm hóc dư âm chiến đấu hái được một ngôi sao một người một mèo đã điên vì bảo bối không cần mạng đinh hạo không sốt ruột hành động bởi vì hắn phát hiện lối ra bốn phía có nhiều cường giả không ra tay bọn họ yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi thời cơ thật sự. Đinh Hạo nhìn ra được vũ khí các cường giả giành được đa số là tiên khí có khiếm khuyết chẳng qua ẩn chứa lực lượng kỳ dị, nhưng sẽ có lúc dùng hết, trước mắt là cuộc chém giết điên cuồng, từng đoàn máu nổ tung trong không trung động ngầm tiểu tiên môn, xương trắng vụn vỡ. Hư không động ngầm tiểu tiên môn như ngôi mộ chôn vùi vô số sinh mạng cường giả, có nhiều cao thủ đến sau thấy hình ảnh chém giết điên cuồng mắt cũng đỏ ngầu, gào thét xông vào chiến trường, chém giết, huyết chiến không ngừng. Đinh Hạo luôn chú ý đến đại ma vương Tà Nguyệt, phiên thiên thử khúc phong, May mắn tốc độ của bọn họ rất nhanh, không đấu với người mà chỉ cố gắng hốt hết báu vật đúng sao. Đặc biệt là đại ma vương tà nguyệt, nó mở rộng không gian to lớn trên bụng điên cùng hút báu vật. Vô số cường giả đuổi theo sau môn đại ma vương tà nguyệt hận không thể túng đuôi của nó. Trong thời gian ngắn chắc đại ma vương tà nguyệt đã cướp được mấy trăm báu vật sao sáng. Phiên thiên thử khúc phong như tia chớp lướt qua, lão cũng cướp được khá nhiều. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối bùng nổ lực lượng kỳ dị rồi lão như con chuột trơn trượt, nhiều cường giả muốn cướp báu vật trong tay lão nhưng không đuổi kịp đinh hạo thấy hai tên này đều có năng lực tự bảo vệ mình thì mặc kệ đinh hạo nhìn một đường hầm cách ngàn thước có một người cao to như ngọn núi đứng sừng sững nam nhân cao to vạm vỡ cơ bắp cục cục như đao khắc búa đục nam nhân loại nửa người trên eo cột váy ngắn da hổ sắc vàng mái tóc ngắn đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt một tay nam nhân chống nạnh tay kia cầm gậy vàng thô cỡ trứng vịt huyết khí dân trào quanh thân sức sống cường đại nam nhân như chiến thần khí thế vô song chắc đó là tiểu viên vương chí tôn thú nhân tộc trẻ nổi tiếng gần đây đinh hạo không cần đoán cũng nhận ra thân phận của nam nhân này cùng lúc đó tiểu viên vương cảm giác ánh mắt của đinh hạo quay đầu nhìn qua đôi mắt đỏ lóe ánh vàng trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng kỳ dị bắn hướng đinh hạo đinh hạo giật mình vội vận chuyển thiên nhãn võ đạo tráng đinh hạo tách ra con mắt dựng đứng ánh vàng bắn ra nên đón ánh mắt tiểu viên vương hai ánh mắt cách mấy ngàn thước mạnh mẽ va nhau nơi ánh mắt lướt qua cường giả đang chiến đấu điên cuồng trong hư không động ngầm tiểu tiên môn bị đánh bay Đinh Hạo cảm giác đầu bùng một tiếng, trán đau nhức như bị búa sắt gõ mạnh. Đinh Hạo lùi một bước mới ổn định thân hình, phía đối diện xa xôi, Tiểu Viên Vương bị chấn ngửa đầu ra sau suýt té xuống đất, trời sinh tính Tiểu Viên Vương cương cường, không chịu lùi lại một bước giảm sốc. Tiểu Viên Vương cứng rắn chịu lực lượng một kích kia, từ phần eo trở lên dán sát mặt đất nương điều đó trừ đi sức mạnh trong cơ thể. Tiểu Viên Vương lại đứng thẳng dậy, một kích thăm dò, Đinh Hạo, 41 đều cảm giác đến đối phương cường đại, đôi mắt đỏ rực kỳ dị của Tiểu Viên Vương chớp lóe, giàu dạt hứng thú với đinh hạo mấy hôm nay tiểu viên vương đại sát bốn phía trong thạch thủy thành chưa gặp địch thủ mấy thiên tài huyết mạch của thần đình phương đông đều tránh né tiểu viên vương gã khinh thường thiên tài nhân loại đại lục phương đông thế nhưng tiểu viên vương đến động ngầm tiểu tiên môn gặp phải một đối thủ làm gã chịu thiệt trong lòng tiểu viên vương nổi lên hưng phấn kỳ phùng địch thủ gặp đối thủ xứng tầm phía đối diện đinh hạo hơi khâm phục thiên tài thú nhân tộc đây là kẻ có sức chiến đấu hùng mạnh đáng sợ trên cả truyền nhân của u minh quỷ tông thú nhân tộc ra một thiên tài như vậy có thể áp chế thanh niên nhân loại thế hệ trẻ. a à, không, phục. Tiên khí là của ta, ta không muốn chết, sư phụ cứu ta. Không gian hang động ngầm vang lên từng tiếng gào thét, ngày càng nhiều cường giả chết trong loạn chiến. Ha 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 ha, ha. Ai dám đối địch với ta, giết hết các ngươi. Cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long hầu như vô địch, liên tục giết nhiều cao thủ muốn cướp trường thương từ tay gã. Toàn thân cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long đẫm máu, gã giống như sát thần cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long đâm ra một kích nhưng ảo ảnh bàn long bỗng biến mất cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long giật mình kêu lên a à. chuyện gì vậy cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long hết sức thúc giục nhưng kinh ngạc phát hiện thân thương vốn tuôn trào lực lượng đáng sợ từ khi nào không còn trường thương thành đồ bỏ chớp mắt có người công kích cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long cường giả cầm trường thương bàn long bản năng vung thương ngăn cản nhưng phập một tiếng trường thương bàn long cứng rắn không gì phá vỡ trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích bị chém vỡ vụn bay tứ tung một cánh tay cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàng long bị chặt đứt cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàng long gào thét a à, tại sao lại như vậy tại sao tiên khí trường thương bàng long đột nhiên không còn chút lực lượng yếu ớt hơn cả gỗ mục biến cố đột ngột làm cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàng long cảm giác té xuống khỏi đám mây rớt vào vũng bùn thối chớp mắt phục. phục 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 vô số vũ khí đâm thủng người cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàng long trong nỗi lòng hối hận không cam lòng cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long tan xương nát thịt hóa thành bãi máu nổ tung tan biến trong không trung tình huống tương tự xảy ra khắp nơi nhiều cường giả may mắn chiếm được tiên khí sau khi đại sát bốn phương thì tiên khí đột nhiên mất đi lực lượng bất ngờ không kịp đề phòng chớp mắt bị cường giả cao thủ khác vây công đến chết tình hình càng khốc liệt hơn không đúng tình huống có chút quỷ dị đinh hạo nhạy cảm phát hiện điều gì máu thịt các cường giả chết trôi nổi trong không gian hang động ngầm không phải khuếch tán lung tung mà bị lực lượng bí ẩn nào đó hấp dẫn tụ tập lại thành quả cầu máu to lớn vị trí trung tâm không gian hang động ngầm đã tụ tập vô số máu cùng xương máu mất máy như vật sống đè ép xương trắng vào trong cho người cảm giác là một loại huyết tế sinh linh cổ xưa khí huyết sát nhàn nhạt như có như không lan tràn bị hơi thở đó ảnh hưởng các thế lực vốn điên cùng chiến đấu chợt càng khát máu hơn mắt mọi người đỏ rực liều mạng như giả thú phát điên đinh hạo hét to không đúng mau trở về đinh hạo sốt ruột nhắc nhở đại ma vương tà nguyệt phiên thiên thử khúc phong lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đại ma vương tà nguyệt nhận ra điều gì lại vất thêm mấy báu vật lưu luyến tăng tốc độ từ xa thoát khỏi chiến trường bay hướng đinh hạo giết không thể để chúng chạy thoát mấy chục cường giả vũ tộc phương tây sớm chú ý đại ma vương tà nguyệt phiên thiên thử khúc phong từ lâu thấy bọn họ gấp nhiều báu vật ngôi sao như vậy làm sao chịu bỏ qua mấy chục cường giả vũ tộc phương tây đập cánh đuổi theo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đại ma vương tà nguyệt vù 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 đại ma vương tà nguyệt phiên thiên thử khúc phong đáp xuống bên cạnh đinh hạo mấy chục cường giả vũ tộc phương tây theo sát như bóng với hình thủ lĩnh mấy chục cường giả vũ tộc phương tây lạnh lùng quát giao đồ ra đây không thì chết cút đinh hạo đánh ra cú đấm quyền phong ầm ầm kình phong cuồn cuộn đánh ra giống như thần long gầm rống hư không chấn động bốn năm cường giả vũ tộc phương tây xông đằng trước nhất bị nổ nát mấy chục vũ tộc phương tây bốn cánh học máu bay ngược ra ngoài đúng là bẻ gãy nghiền nát một số cường giả muốn cướp giật thấy hình ảnh này thì trùng chân nắm đấm thật đáng sợ trong tình huống lực lượng bị áp chế thì cú đấm này là vô địch cùng lúc đó dị biến xảy ra những ngôi sao chưa bị hái trong không gian hang động ngầm bỗng biến thành luồng sáng tụ tập quanh máu và xương trắng ngay giữa đại sảnh nhập vào trong có chuyện gì cái này chuyện gì xảy ra mọi người điên cùng chiến đấu hơi tỉnh táo lại chớp mắt lực kéo đáng sợ phát ra từ không gian hang động ngầm toàn bộ cường giả ở trong đó kinh khủng gào thét bọn họ phát hiện không thể khống chế cơ thể lực lượng hùng hồn kéo các cường giả bay hường đoàn máu đậm đặc chính giữa không gian hang động ngầm không cứu mạng a à. thả ta ra mọi người liều mạng địa giải dụa, hoa tay múa chân thậm chí không tiếc đốt cháy lực lượng căn nguyên muốn thoát khỏi lực lượng vô hình nhưng bất lực từng cường giả bị hút vào đoàn máu khổng lồ sôi trào trong đó bao gồm mấy cường giả cảnh giới thần cảnh cũng bị kéo từ từ vào đoàn máu khổng lồ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai chớp mắt đoàn máu khổng lồ sôi sục trở nên to lớn cỡ mấy ngàn thước bên trong lóe ánh sáng đỏ quá dị các cường giả đứng ở những đường hầm đều biến sắc mặt may mắn sức hút chỉ có trong không gian hang động ngầm chứ không lan đến các lối vào những cường giả kiềm chế mình không tranh giành nhờ thế mà không bị ảnh hưởng nếu không thì bị thiên địa áp chế lực lượng dù là cường giả thần cảnh vào không gian hang động ngầm cũng khó tránh một kiếp quá đáng sợ biến đổi thế này làm mặt mọi người trắng bịch vài người đến sau không kịp vào không gian hang động ngầm thấy hình ảnh này chân rung chuột rút may mắn nhặt về một mạng biểu tình đinh hạo đầy nghi ngờ nói đó rốt cuộc là cái gì đinh hạo vận chuyển thiên nhãn võ đạo tráng tách ra khe nứt Ánh sáng vàng xuyên suốt thiên địa nhìn hướng đoàn máu khổng lồ. Thiên nhãn xuyên qua tầng tầng chất lỏng máu mơ hồ thấy bóng người bị hút vào đoàn máu khổng lồ dù là thực lực cao hay thấp đều nhanh chóng bị ăn mòn tan rã thành chất lỏng, không còn sót lại một mẫu xương, những tinh hoa nhập vào đoàn máu khổng lồ, ngưng kết lại sinh ra thứ đáng sợ nào đó, Đinh Hạo giật mình kêu lên. Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ tiên khí thật sự sinh ra như vậy sao? Đinh Hạo cảm giác như một xác cục chờ các sinh linh nhảy vào, tự tàn sát nhau dâng lên linh hồn, máu hiến tế tàn nhẫn đánh thức thứ gì mèo nguy hiểm quá đại ma vương tà nguyệt vỗ ngực nghĩ mà sợ mới rồi nếu đại ma vương tà nguyệt đi ra chậm hơn thì lúc này cũng bị hút vào đoàn máu khổng lồ hòa tan không còn một cọng lông mèo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên thử khúc phong cẩn thận nhổ hai cây đỉnh đỏ trên người mặt mũi trở về như cũ hơi thở kỳ dị biến mất phiên thiên thử khúc phong làm bộ dáng ngoan hiền liếc đinh hạo thấy hắn không chú ý mình thì yên lòng từ đầu đến cuối đinh hạo chỉ nhìn chăm chăm vào đoàn máu khổng lồ không gian hang động ngầm thiên nhãn võ đạo quét qua bên trong đoàn máu khổng lồ xảy ra biến dị đang uống nhưỡng cái gì máu thịt xương tinh hoa lực lượng của vô số sinh linh võ giả hỗn hợp với báu vật sao sáng vốn có trong không gian hang động ngầm cực độ áp suất lại như có bàn tay vô hình nhào nặng sáng tạo cái gì lực lượng pháp tắc càng lúc càng lớn mạnh sức áp chế cũng càng cường đại tu vi huyền khí của ta bị ức chế đến cảnh giới lục khiếu võ hoàn cảnh đinh hạo cảm giác thiên địa biến đổi áp lực kỳ dị có liên quan đến pháp tắc hư không thay đổi đinh hạo có cảm giác rất lạ dường như pháp tắc hư vô trong khoảnh khắc này sống lại, sinh ra thứ gần như ý chí, tập trung sức lực sáng tạo ra thứ gì, đối tượng nó sáng tạo là đoàn máu khổng lồ khủng bố đang sôi trào, lúc này vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào cường giả tuyệt đối, theo thời gian trôi qua, quả cầu máu sôi trào chậm rãi thu nhỏ lại, liên tục có khói đỏ nhạt bị bài xích từ quả cầu máu sôi trào như bài trừ tạp chất. Đây là quá trình thần kỳ, thứ tinh thuần nhất được giữ lại, đến cuối cùng quả cầu máu sôi trào chỉ còn đường kính 200 thước, quả cầu máu sôi trào trở nên lấp lánh trong suốt vỏ ngoài như ngọc thạch bóng loáng. Nhìn từ xa đoàn máu khổng lồ trông như một phần mặt trời đỏ chiếu rọi không gian hang động ngầm sáng trưng, không khí trong tầm mắt một màu đỏ thắm, bóng tối bị xóa tan. Quả cầu máu sôi trào như thần đang khổng lồ tỏa mùi thân kỳ dị, chẳng lẽ đây là tạo hóa chi đan? Đinh Hạo chợt nhớ điều gì, tim đập nhanh, đồng rằng thiên địa có linh, pháp tắc lạnh lùng đôi khi có ý chí gần với trí tuệ, lực lượng tạo hóa sáng tạo ra thần đan, như sinh vật trí tuệ luyện đan. Lực lượng pháp tắc thiên địa có thể luyện hóa thần vật, luyện chế ra thần đan nhưng chuyện này rất hiếm thấy trong thời tiên cổ thái cổ thượng cổ ngẫu nhiên có tin đồng lực lượng pháp tắc thiên địa bởi vì cơ duyên xảo hợp tập hợp vô số thiên tài địa bảo luyện chế ra thần đan trong động tiên tên gọi tạo hóa loại tạo hóa thần đan này là báu vật vô thượng trong thiên địa chỉ một viên đang dược đủ sáng tạo ra một tồn tại đẳng cấp chúa tể kỷ nguyên đến kỷ nguyên thượng cổ thì không xảy ra chuyện như vậy nữa tuy nhiên đinh hạo chưa từng nghe nói lực lượng pháp tách dùng máu thịt xương của sinh linh luyện chế thần đan không đúng không phải tạo hóa chi đan bên tai đinh hạo vang giọng kiếm tổ đây là loại pháp môn vừa chính vừa tà có bố cục đại năng tụ tập các yêu cầu khắc nghiệt muốn thúc giục lực lượng tạo hóa luyện đan nhưng rốt cuộc không phải pháp tắc thiên địa thật sự kiếm tổ cư trú trong thanh kiếm rỉ sét thanh âm rơi vào tai đinh hạo đao tổ cũng nhìn thấu đúng vậy dùng linh huyết tế luyện đan thủ đoạn quá đáng và tàn nhẫn tổn thương thiên hòa không thể luyện chế ra tạo hóa chi đan thật sự nhưng cách này rất nghịch thiên người bình thường không bày ra được Hai vị tiền bối đã nhìn ra cái gì? Đoàn máu khổng lồ này có tác dụng gì sao? Đinh Hạo mừng rỡ, rốt cuộc hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng lên tiếng, vậy là bọn họ đã vững vàng trú trong thanh kiếm trĩ xét, mà đao đen tàn phá, kiếm tổ cực kỳ tự tin nói. Theo lời lúc trước ngươi từng kể, hưng, đoàn máu khổng lồ này tuyệt đối không đến trình độ tạo hóa thần đan nhưng miễn cưỡng xứng một chữ tiên, có thể là thuốc dẫn tiên dược trong truyền thuyết. Ngươi cứ chờ đi, lát nữa sẽ biết đầu đuôi, thuốc dẫn tiên dược, tim Đinh Hạo đập nhanh, tỉnh táo tinh thần, Đinh Hạo đến động ngầm Tiểu Tiên môn là vì thuốc dẫn tiên dược, mặc kệ trả giá đắt cỡ nào cũng quyết có được nó. Nhưng đoàn máu khổng lồ đường kính hơn 200 thước, Đinh Hạo phải làm sao mang nó về đây? Đại Ma Vương Tà Nguyệt nhìn đoàn máu khổng lồ, khóe miệng nhễu nước miếng. "Meo, mùi thơm quá, trông như đồ chiên." Đại Ma Vương Tà Nguyệt rối rắm, vì đoàn máu khổng lồ tinh luyện từ máu thịt người chết làm nó thấy buồn nôn. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì với Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chính lúc này lại có biến đổi mới, bùng 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 thanh âm như trống vỗ vang lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại đoàn máu khổng lồ nhúc nhích co bóp như trái tim sóng âm đáng sợ phát ra tan vỡ hư không a à. phục một số cường giả thực lực hơi thấp mặt trắng bệch hộp máu lùi lại biểu tình hoảng sợ nhiều người phát hiện nhịp tim đập của mình cùng tần suất co bóp của đoàn máu khổng lồ không kìm được tim đập nhanh bùng 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 quả cầu máu sôi trào cô bóp càng lúc càng nhanh trái tim mọi người cũng đập nhanh theo máu trong cơ thể bọn họ chảy nhanh cuối cùng một số cao thủ lực lượng hơi thấp há mồm hộc máu không chịu nổi loại quy luật này không thể khống chế nhịp tim đập nhanh bùng có tim người nổ tung một vị tu vi cường giả thần cảnh bị áp chế đến cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh kinh kêu lùi cường giả thần cảnh che trái tim biểu tình sợ hãi ra lệnh cường giả theo bên cạnh mình mau lùi lại mỗi lối ra đường hầm có cường giả các nơi tọa trấn rất nhiều lão quái vật của tông môn xuất hiện dẫn cao thủ môn phái chạy đến không gian hang động ngầm Tuy nhiên đối diện quả cầu máu sôi trào kỳ dị có nhiều người không chống cự nổi, cuối cùng đoàn máu khổng lồ càng đập càng nhanh, nhịp trống dày đặc, khi đến một tần suất nào đó thì, bùng 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 bùm, mấy chục cường giả không kìm được tim đập nhanh, huyết khí sôi trào đã gào thét nổ tan xác, biến thành bãi máu, chính lúc này, chợt vang tiếng hét to. Phá cho ta, thân hình bá liệt vô song nhảy lên từ lối ra đường hầm, mái tóc đỏ thắm như lửa cháy, trường cung hoàng kim kéo dài vô hạn nổ nát hư không bay thẳng đến đoàn máu khổng lồ, đập xuống, là tiểu viên vương gã trực tiếp hành động biến cố làm mọi người ngây ngốc con khỉ này điên rồi hắn định làm cái gì a à, ta hiểu chính là lúc này đao tổ sốt ruột nói mau hành động thuốc dẫn tiên dược nằm trong đoàn máu khổng lồ không ngờ khỉ con thú nhân tộc nhìn ra trước nhất đinh hạo chưa kịp nghe đao tổ nói thêm đã vội vã chạy nhanh vào không gian hang động ngầm tay cầm thiên sát thần kiếm cổ tay đinh hạo rung lên kiếm quan chấp lóe tiếng rồng ngâm hổ gầm rập trời vô số kiếm khí rực rỡ bắn hướng đoàn máu khổng lồ cùng lúc đó vù 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 ầm 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 xẹt 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 các tiếng vang kỳ dị có mấy chục bóng người lao ra không chỉ một mình tiểu viên vương nhìn thấu huyền bí đoàn máu khổng lồ vô số công kích khủng bố đánh vào đoàn máu khổng lồ dường như kích phát lực lượng nào đó nhịp nhảy của đoàn máu khổng lồ lên cao bùng nổ tung tình huống như khí cầu căng đầy bị kim đâm lực phản chấn đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng nguyên không gian hang động ngầm giấy lên cơn gió kình khí lan tràn bốn phía nhiều sinh linh đứng ở lối ra chưa kịp phản ứng đã bị gió lốc hất bay có bảy ánh sáng đỏ bay ra từ đoàn máu khổng lồ nổ, đao tổ lớn tiếng nhắc nhở Đinh Hạo. Bắt chúng nó, những ánh sáng đỏ đó chính là thuốc dẫn tiên dược, Đinh Hạo ở trên không trung bị chấn văng ra, nghe đao tổ hét thì thúc giục tất cả huyền khí, lực lượng cơ thể cưỡng ép đổi hướng. Đinh Hạo biến thành luồng sáng chọc vào ánh sáng đỏ cách mình gần nhất, Đinh Hạo phải vận chuyển thiên nhãn võ đạo mới bắt giữ được quỷ tích ánh sáng đỏ. Đinh Hạo ngạc nhiên trông thấy ánh sáng đó là con nít to cỡ nắm tay, trắng trẻo mập mạp. Mặt mũi rõ ràng, Chúng hết chói tai bỏ chạy, đây chính là thuốc dẫn tiên dược, Đinh Hạo lấy làm lạ, thuốc dẫn tiên dược là loại giống như sinh linh, ngay khi Đinh Hạo thẩn thờ thì thuốc dẫn tiên dược vùng vẫy trong tay hắn, sức mạnh đẩy tay hắn ra. Thuốc dẫn tiên dược hết chói tai bay vào đường hầm phía xa, Kiếm Tổ nhắc nhở, không thể để chúng nó vào đường hầm. Tiên dược có linh, một khi nó chạy khỏi nơi này thì sẽ không tìm thấy được nữa, Đinh Hạo gật đầu, huyền khí lửa của tất phương hiện ra sau lưng hắn biến thành đôi cánh. Đinh Hạo đập cánh đuổi theo lòng bàn tay phát ra sức mạnh hút thuốc dẫn tiên dược về định cầm chặt trong tay chính lúc này ầm 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 lực lượng lôi điện đáng sờ từ bên cạnh đánh tới cản trở đinh hạo thanh âm kêu căng rống to cút đi đây là thứ thuộc về thần đình một người cao to, to toàn thân tràn ngập tia chớp tia điện xé gió bay tới chọc thuốc dẫn tiên dược là đinh linh thiên tài thế hệ trẻ của thần đình phương đông trước đó núp trong bóng tối cuối cùng chờ thời cơ đinh linh cảm thấy đinh hạo là kẻ yếu nhất mà gần với gã nhất tất nhiên đinh linh phải chọn tấn công kẻ yếu hơn Đinh Hạo bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi điện kích bay ra mấy thứ, tia chớp đen sẫm lượng lờ quanh thân Đinh Hạo muốn nghiền nát hắn, có mấy chục cao thủ thần đình phương đông mặc áo giáp đen khí thế hùng hồn bao vây quanh hắn. Các binh sĩ hắc giáp quân thần đình phương đông từ bốn phương tám hướng vây quanh, muốn kéo chân Đinh Hạo, Đinh Hạo quát to. Cút, Đinh Hạo siết chặt thiên sát thần kiếm, chớp mắt kiếm quang bắn ra, kiếm khí gào thét, kiếm ý chợt sinh chợt diệt. Đinh Hạo không thi triển nhị thập tứ tiếp khí kiếm pháp mà là bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông trong không gian hang động ngầm đầy trời từng đợt kiếm khí như có như không tràn ngập tựa như thiên la địa võng sát khí đáng sợ bùng nổ thuốc dẫn tiên dược có liên quan vết thương của mẫu thân vũ khuynh thành nên khi đinh hạo ra tay không chút nương tình a à, a à. phục trong tiếng hét thảm có bảy cao thủ thần đình phương đông đi đằng trước nhất bị kiếm ý đâm xuyên người hét trầm lên nổ tung thành bãi máu cùng lúc đó đinh hạo biến thành luồng sáng mặt lạnh lùng tóc đen bay rối thiên sát thần kiếm như thiệp mời của tử thần Đinh Hạo xông vào đám cao thủ thần đình phương đông như hổ vào bầy dê. Nơi Đinh Hạo đi qua từng cái đầu binh sĩ hắc giáp quân thần đình phương đông bay lên cao, cường giả thần cảnh bị áp chế lực lượng không phải đối thủ của Đinh Hạo, cách gần đó, toàn thân Đinh Linh lượng lờ tia điện như lôi ma đạo thần từ thượng cổ giáng xuống trần gian. Đinh Linh không truy đuổi Đinh Hạo mà thi triển thần thông, các tia chớp như xúc tua khuếch tán thành lưới lôi điện to lớn từ bốn phương tám hướng khép lại bao vây thuốc dẫn tiên dược, thuốc dẫn tiên dược ngoại hình như trẻ sơ sinh sốt ruột, hoảng hốt phát ra tiếng hét chói tai như con nít khóc. Oa oa oa, thuốc dẫn tiên dược muốn phá vòng vây nhưng bị tia điện ngăn cản, Đinh Hạo quát to. Mở, Đinh Hạo vung trường kiếm lên, mấy trăm luồng kiếm quan xé rách hư không, tất nhiên Đinh Hạo sẽ không cho phép thuốc dẫn tiên dược rơi vào tay đám người binh sĩ hắc giáp quân thần Đình Phương Đông, kiếm quan như điện xé rách lưới điện đầy trời, chém ra một khe hở thoáng qua ngắn ngủi, vù 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 vù, thuốc dẫn tiên dược có tuệ căn lập tức chui ra khỏi khe hở bỏ chạy, Đinh Linh sắp thành lại thua, nổi giận quát to. Ngươi muốn chết? Đinh Linh tốn công sức sắp bắt được thuốc dẫn tiên dược nhưng vào phút mấu chốt thất bại trong gan tất, bình thường gã rất có tu dưỡng giờ tức giận muốn ói máu. Lửa giận tăng vùng vụt, hai tay Đinh Linh đẩy ra. Ti điện mênh mông đè ép Đinh Hạo, Đinh Hạo không cứng rắn chống lại Đinh Linh, ngay khi Đinh Linh ra chiêu thì Đinh Hạo đã nhanh chóng thay đổi vị trí, Đinh Hạo đã tính chính xác hướng thuốc dẫn tiên dược bỏ trốn, chặn lại giữa đường. Cực âm ngục băng huyền khí tuôn ra đóng băng thuốc dẫn tiên dược, không cho nó bỏ chạy đinh hạo nhanh chóng bỏ thuốc dẫn tiên dược vào không gian trữ vật ngay đinh hạo vui sướng kêu lên thành công nắm thuốc dẫn tiên dược trong tay trái tim đinh hạo rớt xuống bụng mẫu thân vũ khuynh thành có thể trị thương rồi đinh linh thế mới phản ứng lại tức giận gầm lên thứ đáng chết dám cướp báu vật của ta giao ra đây không thì sẽ nghiền xương ngươi thành tro diệt sư môn của ngươi đinh linh vốn tưởng tính toán không bỏ sót ai ngờ làm váy cho người gã nổi khùng lên cùng với biển lôi lao tới gần đinh hạo đinh hạo không dây dưa với đinh linh Đinh Hạo không biết vết thương của mẫu thân Vũ Khuynh Thành bị nặng cỡ nào, không biết một viên thuốc dẫn tiên dược có trị lành được không. Đinh Hạo phải cố gắng lấy càng nhiều thuốc dẫn tiên dược hơn để phòng ngừa ngoài ý muốn, cộng với cơ duyên này ngàn năm khó gặp, không ai chỉ thỏa mãn một viên. Đinh Hạo đã có kế hoạch, hắn thi triển đại diễn thân kiếm thuật, biến thành kiếm quan xẹt qua hư không, xông hướng vòng tranh giành phái a, đi đâu? Đinh Linh biến thành biển lôi điện bám theo sát Đinh Hạo, cách mấy ngàn thước, mấy trăm vũ tộc phương tây che chở thanh niên túng tú có đôi cánh bạc chém giết với mấy trăm cao thủ giao nhân tộc hai bên chiến đấu đến tình trạng gây cấn máu bắn tung tóe xương vụn bay đầy viên thuốc dẫn tiên dược bị nhốt trong vùng loạn chiến thành tiêu điểm hai phe tranh giành sống chết bề ngoài thuốc dẫn tiên dược này không giống như thuốc dẫn tiên dược dáng vẻ con nít đinh hảo có được thuốc dẫn tiên dược này là một con thỏ nhỏ trắng tinh mắt đỏ cực kỳ đáng yêu lông trắng mềm không dính hạt bụi cỏ con hoảng hốt bỏ trốn thuốc dẫn tiên dược có thần thông giống suốt địa thành thốn nhảy một cái là ra vài trăm thước tốc độ siêu nhanh vũ tộc phương tây giao nhân tộc điên cùng tranh giành giết nhau ngẫu nhiên thỏ con thuốc dẫn tiên dược rơi vào tay một người kẻ đó lập tức bị lực lượng bốn phía đánh nát lại thành vật vô chủ dù là vũ tộc phương tây hay giao nhân tộc đều cài tầng tầng kết giới hư không bên ngoài chiến trường ngăn không cho thỏ con thuốc dẫn tiên dược bỏ trốn ngoại hình khác nhau có lẽ dược lực công năng thuốc dẫn tiên dược cũng khác đinh hạo biến thành trường kiếm đánh nát kết giới hư không dết vào vòng chiến phát hiện này khiến đinh hạo càng quyết tâm phải cướp thuốc dẫn tiên dược khác nếu không thể xác định ngoại hình thuốc dẫn tiên dược nào có thể chữa trị vết thương cho mẫu thân Vũ Khuynh Thành, vậy cách tốt nhất là Đinh Hạo sẽ cướp hết 8 viên thuốc dẫn tiên dược, nhân loại chết tiệt, cút đi. Đinh Hạo đột nhiên xâm nhập khiến vũ tộc phương Tây, giao nhân tộc mạnh mẽ phản kích, phía xa Đinh Linh cũng lao vào với biển lôi điện. Đinh Hạo gặp hai bên giáp công, trong phút chốc trở thành đối tượng bị ba thế lực vây giết, nhưng biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh như thể đã sớm dự đoán được tất cả, hắn cười to vẫy tay hướng sau lưng, Đinh Hạo nói: "Tìm được rồi, Đinh Linh huynh, mau lại đây." có một viên thuốc dẫn tiên dược tại đây hai ta hợp tác giết sạch đám dị tộc này là tiên dược sẽ thuộc về thần đình chúng ta đinh hạo nói xong thân kiếm chém qua mấy chục cường giả vũ tộc phương tây bị chém ngang eo lông chim bay đầy đinh linh sửng sốt thanh niên tuấn tú vũ tộc phương tây sau lưng có ba đôi cánh trắng biến sắc mặt vung tay chỉ vào đinh linh thanh niên tuấn tú vũ tộc phương tây sau lưng có ba đôi cánh trắng tức giận quát phi lực kỵ sĩ trưởng ngươi mang theo tiểu đội thiên thần chặn nhân loại chết tiệt khống chế lôi điện lại không cho hắn tới gần một nam nhân trung niên vũ tộc phương Tây có ba đôi cánh bình thường lớn tiếng vân dạ, gã mang theo 20 vũ tộc phương Tây biến thành luồng sáng nên chặn Đinh Linh. Cùng lúc đó, có mấy chục cường giả giao nhân tộc đằng đằng sát khí lao vào Đinh Linh. Đinh Linh đã hiểu ra, thầm rủa. Chết tiệt, lúc trước Đinh Hạo nói lời đó là đánh lừa giao nhân tộc, vũ tộc phương Tây, để bọn họ cho rằng hắn cùng Đinh Linh chung nhóm. Cường giả giao nhân tộc, vũ tộc phương Tây vì tranh giành thuốc dẫn tiên dược đánh đến không nhận ra cha mẹ, cộng thêm nhân loại đại lục phương Đông có quan hệ rất kém với dị tộc, đặc biệt là vũ tộc phương Tây, mối thù đời đời. Vì lẽ đó lực sĩ cự kình tóc lam, vũ tộc phương Tây không nghi ngờ có trá, đám cường giả dị tộc phản kích ngay. Tuy nhiên tính cách đinh linh tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường không chịu giải thích, xuống tay giết chóc. Lôi điện đầy trời bao phủ tiểu đội thiên thần vũ tộc phương Tây, cao thủ giao nhân tộc lại. Ha 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 ha. Đúng rồi, cứ như vậy. Đinh linh huynh đừng nương tay, giết hết đám dị tộc này đi. Ta kiềm chế người khác giúp ngươi, khi đó viên thuốc dẫn tiên dược này thuộc về ngươi thực lực của ngươi cao thâm ta không bao giờ dám tranh giành với ngươi đinh hạo cười to lửa cháy đổ thêm dầu phía xa đại ma vương tà nguyệt cảm thán rằng mèo bỗng cảm thấy nhân sủng học xấu đại ma vương tà nguyệt và lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên thử khúc phong lén lúc núp trong đám xác chết trôi nổi trong không gian hang động ngầm giả bộ đã chết cẩn thận đến gần một vùng chiến trường khác hai tên ham tiền như mạng thấy thuốc dẫn tiên dược đã sớm đỏ mắt còn lâu đại ma vương tà nguyệt lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên thử khúc phong mới chịu ngoan ngoãn ở trong đường hầm meo ở đâu ra nhiều cao thủ quá vậy đại ma vương tà nguyệt tới gần chiến trường thấy bốn năm cường giả thần cảnh tranh giành một thuốc dẫn tiên dược hình rồng đánh đến trời sụp đất nứt thân tàn ma dại đại ma vương tà nguyệt cảm thấy không dễ xuống tay may mắn thực lực các cường giả thần cảnh bị áp lực trong thiên địa hạn chế đại khái chỉ phát huy tu vi cảnh giới bán thần cảnh nếu không thì không gian hang động ngầm đã bị dư âm chiến đấu phá nát lão nhân hướng dẫn viên tóc rối truyền âm đề nghị giờ bọn họ đánh điên rồi không rảnh chú ý người khác chờ một lát tìm đến cơ hội thích hợp chúng ta phân công đi một người ra ngoài hấp dẫn bọn họ chú ý người kia giật thuốc dẫn tiên dược bỏ chạy nếu bọn họ đuổi theo thì có thể bắt chước đông gia dẫn họa thủy đi hướng khác đại ma vương tà nguyệt gật đầu nói tốt quyết định vậy đi phiên thiên thử khúc phong không ngờ đại ma vương tà nguyệt đồng ý nhanh như vậy lão ngơ ngẩn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối chợt nhận ra cái gì nghe răng nói không phải ngươi muốn ta đi ra ngoài hấp dẫn đám cường giả thần cảnh chú ý còn ngươi thì cướp thuốc dẫn tiên dược bỏ chạy đi đại ma vương tà nguyệt đương nhiên gật đầu biểu tình vô tội nhìn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối tất nhiên rồi chẳng lẽ ngươi trông chờ mèo con đáng yêu dễ thương như ta nhảy ra hấp dẫn thù hận của đám cường giả thần cảnh sao phiên thiên thử khúc phong cảm giác cổ họng khô khốc nói nhưng thực lực của ta rất thấp chạy ra chưa kịp hấp dẫn bọn họ đã bị dư âm chiến đấu đánh tan tác hay là bất nói nhảm đi đại ma vương tà nguyệt từ biểu tình vô tội biến hung tợn xuề vuốt bén ra móng lóe ánh sáng lạnh đại ma vương tà nguyệt cười âm trầm nói ngươi nêu đề nghị thì tất nhiên do ngươi làm cứ vui vẻ quyết định vậy đi ngươi còn từ chối thì ta sẽ cắn ngươi chết trước ngươi biết đấy ta là con mèo rất hung tàn khi ta nổi khùng lên là chuyện gì cũng làm được ta đã hung tàn không có tính người lão nhân hướng dẫn viên tóc rối khóc không ra nước mắt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha